quả nhiên như nàng suy đoán. Trống rỗng hạch tâm chỉ là cái che giấu tai mắt người đồ vật, chân chính mục tiêu đã trải qua xuất hiện tại cháy đen thổ địa trên không, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới. Loại này không đi đường thường mục tiêu ghét nhất. Tất thần thụ thú, ở phía trên, bàn đào quả tiên tử đưa tay ngưng tụ ra một thanh to lớn mộc cung cùng mấy chi bốc lên mầm non mũi tên. Cái này mũi tên có thể là đặt ở trong kho hàng quá lâu, đều dài mầm. Bàn đào quả tiên tử thuần thục dẫn trên tên cung, liên tiếp ba mũi tên bắn về phía không trung. Tây phương đại đế khẽ ngẩng đầu, hai tay áo bên trong ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn tại bắt đầu lúc liền đem hai vòng húc nhật phát xạ đến không trung, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hai vòng húc nhật quang mang lớn diệu, so bàn đào quả tiên tử tiến càng nhanh một bước đánh trúng mục tiêu. Oanh! Hai vòng húc nhật tuần tự nổ tung lên, chiếu rọi ra lần này tống đầu gỗ dẫn bọn hắn tới soát mục tiêu chân diện mục kia là một cái từ thể lỏng kim loại chỗ tạo thành siêu cự hình vật thể hình người. Vô cùng lớn. Tống đầu gỗ bọn người đứng đất khô cằn diện tích ước chừng nửa cái hoa hạ lớn nhỏ, nhưng lúc này trên bầu trời cái này siêu cự hình thể lỏng kim loại người, chính diện tích so đất khô cằn diện tích còn lớn hơn một chút. Cái này thể tích, chỉ là từ trên bầu trời áp xuống tới, liền có thể gây nên diệt thế cấp bậc tai nạn. Tây phương đại đế hai vòng húc nhật, bị đối phương dùng bàn tay ngăn lại. Thể lỏng kim loại người to lớn bàn tay trực tiếp bị tạc nát, lại có bất diệt húc nhật chi hỏa kèm theo tại đoạn trưởng chỗ, áp chế thể lỏng kim loại cự nhân thương thế tốc độ khôi phục. Cân nhắc đến cự nhân thể lỏng quả cầu kim loại bản chất, nếu là húc nhật chi hỏa yếu bớt, loại thương thế này cơ hồ có thể nháy mắt khôi phục. Cho nên, Tây phương đại đế lần nữa thi pháp. Trong hư không hỏa diễm pháp tác lực lượng dung nhập cái kia húc nhật chi hỏa bên trong, tăng cường uy lực của nó. Ngay sau đó, bàn đào quả tiên tử ba cái mũi tên đâm vào trên người đối phương. Mạo nha mũi tên phá vỡ thể lỏng kim loại người phòng ngự tương đối cự nhân hình thể đến nói, cái này ba mũi tên ngay cả lông cũng không bằng. Nhưng mũi tên đâm vào cự nhân nhục thân về sau, trên đó mầm non cắm dễ sinh trưởng, lấy thể lỏng kim loại cự nhân thân thể vì chất dinh dưỡng. Vô số thô to vô cùng dây leo nhánh từ cự nhân trong vết thương mọc ra, đem thể lỏng kim loại cự nhân buộc chặt. Như thế lớn thể thích, đánh nhau nhất định rất thoải mái. Câu hồn đại đế chất phác cười nói. Thực lực đến bọn hắn cảnh giới này, to lớn thể thích cũng không phải là ưu thế gì trừ phi thể thích lớn đến nghịch thiên. Thể thích thứ này lớn đến trình độ nhất định về sau, chính là chính nghĩa. Nhưng nếu như không có lớn đến chính nghĩa cảnh giới, chính là tà ác đống cát. Lên đi, chớ xem thường đối phương, coi như vẫn là không hoàn mỹ trạng thái, nhưng nói thế nào cũng là thiên đạo tạo vật. Thiên đạo tạo vật có bao nhiêu khó chơi, người ta lòng dạ biết rõ. Tống đầu gỗ dặn dò. Bắc phương đại đế cao lãnh lên tiếng, hắn đưa tay một vòng, liền có một trận hàn vụ bao phủ thể lỏng kim loại cự nhân quanh thân, phụ trên người nó vài chỗ bộ vị mấu chốt, đông kết thân thể của nó. Câu hồn đại đế hai tay xiềng xích nhẹ nhàng đong đưa. Trực tiếp đâm vào đến không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết hắn muốn trong bóng tối như gì bố cục. Trên bầu trời, cái kia thể lỏng kim loại người cũng không nhao nhao cũng không nháo. Trong mắt của nó nhấp nhô, tiếp cận tống đầu gỗ. Sau đó, nó một cái khác hoàn hảo cánh tay hướng phía tống đầu gỗ đột nhiên chụp được. Cái này thể lỏng kim loại cự nhân không chỉ có không đi đường thường, bị vây đánh lúc còn hiểu được bắt lấy địch quân đầu mục cuồng ẩu. Bên cạnh Tây phương đại đế, Bắc phương đại đế cùng bàn đào quả tiên tử đối với nó đả kích, nó đều trực tiếp dùng thân thể chống đỡ. Sau đó bàn tay của hắn đối tống đầu gỗ chính là một đợt cuồng đổi. Lấy thương đổi thương, một bộ nhìn là các ngươi trước đem ta đánh chết, vẫn là ta trước đem cái này người tí hon màu vàng trước tiên đánh chết khí thế. Không hề nghi ngờ, cái này thể lỏng kim loại người, so ngoan nhân còn muốn ác hơn một điểm. Là ngoan nhân bên trong lang nhân. Tống đầu gỗ. Hắn đưa tay chộp một cái, trong hư không mơ hồ có tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh hiển hiện, ở trước mặt hắn hóa thành phòng ngự, ngăn cản thể lỏng kim loại cự nhân nắm đấm. Bệ hạ, chống đỡ. Bắc phương đại đế lạnh lùng nói chớ nhìn hắn một mặt lạnh lùng, nhưng hắn đây là sự thực tại quan tâm tống đầu gỗ. Không cần phải để ý đến ta, toàn lực công kích. Tống đầu gỗ bi tráng nói. Bắc phương đạo hữu không cần lo lắng. Ta đối bệ hạ sức chịu đòn vô cùng tin tưởng. Hắn là có thể nhẫn nại thế gian hết thảy đau nhức nam nhân, dù cho bị kim long thủy tổ đánh tới rơi lệ, hắn cũng không có la qua một tiếng đau nhức.
Tây Phương Đại Đế nhếch miệng lên. Lúc trước hai phát húc nhật nện xong, hắn liền bắt đầu tại tụ lực, đồng thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một khối tấm gương trạng pháp khí. Tấm gương này mặt kính đen kịt một màu, như là lỗ đen, sâu không thấy đáy. Tống đầu gỗ. Đang khi nói chuyện, cái kia thể lỏng kim loại cự nhân nắm đấm liên tục nện xuống, đem tống đầu gỗ phía trước tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh, toàn bộ đạp nát. Ngay sau đó, muội tử thể lỏng kim loại nắm đấm nháy mắt hóa quyền vì trường, trong lòng bàn tay có một viên cổ quái phong ấn phủ văn lấp lóe, hướng phía tống đầu gỗ đè xuống. Cái này mai phong ấn phủ văn, đối tống đầu gỗ có tính nhắm vào hiệu quả, đây là đặc biệt nhằm vào thiên đế chi đạo phủ văn. Tống đầu gỗ thân hình chịu ảnh hưởng, có chút cứng đờ. Sau đó, thân thể của hắn liền bị đặt ở cự trưởng phía dưới. Khó trách muốn bắt cuồng đỗi, nguyên lai mục tiêu vẫn là trên người ta thiên đế chi đạo, hắc hắc. Tống đầu gỗ cười hắc hắc, ra đi, ta vụn xương lớn. Tại một trận màu trắng bạch quang mang bên trong, lấy tống đầu gỗ thân thể làm trung tâm, một bộ to lớn bạch cốt thành hình. Cường tráng, thân thiết nhất xương đầu đợt thứ nhất hiển hiện, đem tống đầu gỗ bảo hộ tại bên trong xương sọ. Sau đó là uy hiếp xương, cánh tay, cốt chất hai chân. Đây chính là bạch cốt tiên cơ át chủ bài tuyệt kỹ tống đầu gỗ vụn xương lớn. Lúc trước Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ khi nhìn đến cái bí pháp này thời điểm, liền suy đoán qua cái bí pháp này có tống đầu gỗ tham dự sáng tác. Quả nhiên, tống đầu gỗ cũng nắm giữ lấy cái bí pháp này. Bạch cốt cự nhân hiển hiện, tùy tiện chống ra thể lỏng kim loại cự nhân song trường. Vũ trang, thú thần khô lâu, tống đầu gỗ tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Trong hư không tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh, thật nhanh rơi vào bạch cốt cự nhân phía trên, trong nháy mắt đem bạch cốt cự nhân vũ trang thành càng thêm to lớn thú thần khô lâu. Tới đi, hiệp 2, tống đầu gỗ trong tay cầm hình chiếu ra to lớn ô tặc bạo quân song đao, đao chỉ thể lỏng kim loại cự nhân. Cùng lúc đó, bát phẩm huyền thánh kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng ngay tại sở các chủ chỉ đạo hạ thi triển phong ấn thuật, thử nghiệm phong ấn cắt đi kiếp vân. Chỉ là phổ thông phong ấn pháp đối kiếp vân hiệu quả không lớn, Tống Thư Hàng một mực tại thất bại. Đột nhiên, ngay tại thi triển phong ấn thuật Tống Thư Hàng, hơi hình có chút cứng đờ. Có linh cảm rồi, sở các chủ hỏi. Không, không phải, Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn đưa tay giơ lên, thi triển bí pháp, tống đầu gỗ vụn xương lớn. Sở các chủ, loảng xoảng đương. Tại một trận BGM bí pháp âm thanh hiệu bên trong, từng cây xương sườn trống giống hiển hiện, đem Tống Thư Hàng, linh quỷ tiên tử, công đức xà mỹ nhân toàn bộ bảo hộ trong đó, mang cho người ta ấm áp thủ hộ cảm giác cùng tống đầu gỗ thi pháp lúc trạng thái khác biệt. Tống Thư Hàng thi pháp lúc, bạch cốt cự nhân cũng không có dùng thân thiết nhất đầu xác đi bảo hộ hắn. Mặt khác, cũng không biết có phải là bởi vì hiện tại Tống Thư Hàng, chỉ còn lại nửa người nguyên nhân, bạch cốt cự nhân xuất hiện lúc, cũng không hoàn chỉnh. Bạch cốt cự nhân đồng dạng chỉ ngưng tụ ra trên nửa cái thân thể. Nó tại dùng xương sườn đem Tống Thư Hàng bảo vệ tốt về sau, liền dựa vào hai tay chống mặt đất nhúc nhích bắt đầu, bò nhưng nhanh. Cái này bức cách, lập tức rớt xuống không đáy vực sâu. Sở các chủ ngốc mao. Vì cái gì đi theo ta học phong ấn thuật, học học, người đột nhiên liền học được bạch cốt tiên cơ bí pháp rồi. Người đây là mấy cái ý tứ. Họ Tống quả nhiên đều là vụn xương lớn. Nếu không phải căn này ngốc mao hiện tại không có một tia năng lượng, sở các chủ nhất định phải cắt đứt Tống Thư Hàng cổ, lại đem hắn vụn xương lớn cho móc ra. Đừng bò, dừng lại, đừng có lại bò lên. Hình tượng này, lão thảm. Bên này Tống Thư Hàng kêu lên. Hắn ngưng tụ ra bạch cốt cự nhân chỉ có nửa người, hai tay chống lấy hư không, linh hoạt bò qua bò lại, nhanh nhẹn giá trị cực cao. Nhưng một màn này nhìn qua, đặc biệt lòng chua xót. Rõ ràng là một cái rất xuất khí pháp thuật, vì cái gì đến trong tay hắn liền biến dạng. Là ta học tập bí pháp tư thế không đúng sao? Trong lúc đang suy tư, sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên dùng Tống Thư Hàng thanh âm kêu to, tống đầu gỗ vụn xương lớn. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ ngay cả công đức xà mỹ nhân cũng học xong một chiêu này? Vậy ta chẳng phải là có thể một hơi triệu hồi ra hai cái tống xương vụn? Lại hoặc là, ta chỉ học được một nửa, công đức xà mỹ nhân cũng học một nửa, sau đó hai chúng ta hợp thể, mới là một cái hoàn chỉnh tống đầu gỗ vụn xương lớn. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân hơi lắc người,
nàng công đức thân thể phụ đến cỗ này vụn xương lớn bên trên cỗ này chỉ có nửa người trên xương cốt cùng nàng rất xứng đôi. Công đức xà mỹ nhân nửa người trên, hoàn mỹ bọc lại bạch cốt cự nhân, mà nửa người dưới của nàng thì là đuôi rắn, linh hoạt du động. Bạch cốt cự nhân bí thuật cộng công đức xà mỹ nhân, tạo thành một cái mới tổ hợp. Nàng cũng không có học được cái bí pháp này, sở dĩ phát ra kêu to, chỉ là đem câu này lời kịch phục chế xuống tới, khắc lục tại lời kịch trong kho, lần sau tốt đoạt tống thư hàng lời kịch. Cùng bạch cốt cự nhân tổ hợp sau khi hoàn thành, cự hình công đức xà mỹ nhân đưa tay bưng bưng đỉnh đầu của mình bình thiên quan, hoa lệ nữ hoàng long bảo lần nữa hiển hiện, đưa nàng toàn thân bao khỏa. Sở các chủ ngốc mau, kết thúc. Còn có thể lại tiến hóa một lần. Tống thư hàng vẫy tay, phù hiện ở bên người hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay về phía công đức xà mỹ nhân. Thú thần vũ trang. Nhớ kỹ lần trước, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đem bạch cốt tiên cơ bạch cốt cự nhân vũ trang thành cơ giáp. Lần này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cộng công đức xà mỹ nhân cộng bình thiên quan cộng bạch cốt cự nhân bí pháp, lại sẽ có biến hóa gì? Tống thư hàng rất chờ mong. Vũ trang công đức xà mỹ nhân. Nữ đế hình thức tiên tử rất mỹ hình, vũ trang hình thức nàng hẳn là cũng không yếu đi nơi nào a. Trong lúc đang suy tư, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng công đức xà mỹ nhân ở giữa hợp thể hoàn thành. Cũng không có giống thú thần khô lâu như thế vũ trang thành cơ giáp, lần này hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chỉ là tại công đức xà mỹ nhân cổ, ngực, cánh tay, eo rắn bộ vị, tạo thành một chút trang trí ý nghĩa bọc thép. Còn lại hai bộ pháp khí, tại công đức xà mỹ nhân trong tay tạo thành một thuẫn, một kiếm. Kiếm là bạch tiền bối Trung Yên Thánh kiếm, thuẫn là một mặt khiên tròn, trên đó miêu tả lấy vĩnh bất hãm lạc thánh thành đồ án. Vũ trang nữ đế tiên tử hình thái. Cường lực, phi thường mạnh mẽ. Tống thư hàng có thể cảm ứng ra, có liên tục không ngừng lực lượng từ vũ trang nữ đế tiên tử trên thân hiện ra tới. Cái này đã hoàn toàn không phải bát phẩm cấp lực lượng. Tại kinh khủng như vậy lực lượng tác dụng dưới, Tống Thư Hàng có lòng tin đem toàn bộ bát phẩm thiên kiếp không gian cho chém ra, xốc thiên kiếp cái bàn. Nếu không phải Tống Thư Hàng đã trải qua mấy lần thể nghiệm qua lực lượng cường đại hơn, lúc này nói không chừng hắn muốn lòng tin bành trướng. Nếu như có thể một mực duy trì cái này hình thái, đừng nói là bát phẩm thiên kiếp. Liền xem như cửu phẩm thiên kiếp, ta cũng có thể đem chặt đứt, cắt thành đầu vào nồi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau, đừng bành trướng. Yên tâm đi, sở tiền bối, loại trình độ này lực lượng, còn không đến mức để ta mê thất. Ta có tự mình hiểu lấy, cái này hình thái cũng không thể duy trì quá lâu. Đầu tiên, bình thiên quan bên trong công đức chi lực liền phi thường có hạn, không thể bền bỉ. Mất đi bình thiên quan gia trì, cái này hình thức uy năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tống Thư Hàng nói, bất quá, cái này hình thái tới thật đúng lúc. Tại Tống Thư Hàng ý chí khống chế bên dưới, vũ trang nữ đế tiên tử huy động Trung Yên chi kiếm, chém về phía trong hư không kiếp đi. Một kiếm rơi xuống, liền có khối lớn kiếp vân bị cắt chém, tách ra. Nếu như là bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp, một kiếm cắt xuống đi, kiếp vân trực tiếp liền nổ tung. Căn bản sẽ không cho tu sĩ cắt chém cơ hội. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng kẹt tại thiên kiếp bắc chỗ, kiếp vân ngưng mà không nổ, như là đậu hũ bị thành khối cắt rơi. Cắt rơi kiếp vân về sau, vũ trang nữ đế tiên tử thu kiếm, một tay đặt tại kiếp vân bên trên, phòng ấn thuật thi triển ra. Ta trước đó liền suy nghĩ, ta không cách nào đem kiếp vân phòng ấn, có hai cái nhân tố. Thứ nhất là phòng ấn của ta thuật không được, ta tại phòng ấn thuật bên trên thiên phú cũng không mạnh. Thứ hai, là ta bản chất cảnh giới quá thấp, vẫn chỉ là thất phẩm tôn giả cảnh giới. Kể từ đó, muốn phòng ấn bát phẩm huyền thánh kiếp vân liền phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, ta có thể thông qua vũ trang nữ đế tiên tử đến thi triển phong ấn thuật. Tống Thư Hàng nói, truyền thụ từ sở các chủ phong ấn thuật rất nhanh hoàn thành. Phong ấn thuật không được, vậy liền dùng cảnh giới đến góp. Tại vũ trang nữ đế tiên tử có thể so với cửu phẩm cường đại cảnh giới góp đủ số bên dưới, bát phẩm huyền thánh kiếp mây, không cam lòng bị phong ấn thành khối nhỏ, bổ sung Tống Thư Hàng nguyên liệu nấu ăn kho. Nhìn, thành công. Tống Thư Hàng đắc ý nói. Sở các chủ ngốc mau. Nàng hồi ức mình năm đó nhỏ yếu lúc, vất vả tu luyện phong ấn thuật tình cảnh năm đó ta đau khổ tu luyện phong ấn thuật đến cùng là vì cái gì a? Tống Thư Hàng đem phong ấn thành khối nhỏ kiếp vân chứa vào đến càn khôn vòng tay pháp khí bên trong tương lai,
hắn có thể hay không trả lại âm ảnh lĩnh chủ nợ khổng lồ, liền thấy thời điểm có thể hay không nghiên cứu ra kiếp vân 100 loại phương pháp ăn. Đúng rồi, nói lên âm ảnh lĩnh chủ nợ khổng lồ. Âm ảnh tiền bối cái kia có thể đem chấp niệm cụ hiện hóa đạo cụ bóng ma thánh địa vòng tay còn tại ta cái này. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới cái này pháp khí nghịch thiên. Hiện tại kiện pháp khí này, còn lưu tại Tống Thư Hàng linh hồ bên trong ôn dưỡng lần trước sử dụng về sau, trên đó tràn đầy vết rách, tùy thời muốn sụp đổ. Một bên khác, Tống Đầu Gỗ bọn người cùng thể lỏng kim loại cự nhân chiến đấu còn tại tiếp tục. Câu hồn đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Tống Đầu Gỗ kêu lên. Tới, câu hồn đại đế phát ra thật thà tiếng cười. Hắn đưa tay kéo một phát, nguyên một phiến lục địa bị hắn từ trong hư không kéo ra ngoài. Mảnh này trên lục địa tràn đầy viễn cổ khí tức, trên đó sót lại tuyệt thế đại lão chiến đấu qua sau ấn ký. Dù cho cách ngàn vạn năm, trên đó giao phong qua kiếm ý, khí thế, pháp thuật dự uy, còn thật lâu không tiêu tan. Dù cho giao chiến chủ nhân sớm đã rời đi, hai loại khác biệt đỉnh cấp đại đạo pháp tắc còn tại lẫn nhau dây dưa. Truyền thuyết, đây là Nho Gia Thánh Nhân một lần cuối cùng chiến đấu địa phương. Phía trên có được Nho Gia Thánh Nhân sau cùng chấp niệm. Tới tốt lắm, tiếp xuống hiệp này, triệt để kết thúc mục tiêu. Tống Đầu Gỗ nghiêm túc nói. Đây là hắn để chân quý đồng bạn giải thoát cuối cùng cơ hội. Cũng là hắn có thể vì bá tống độ bát phẩm thiên kiếp truyền lại cuối cùng trợ lực. Bá tống, tiếp đó, người có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Tống Đầu Gỗ nói khẽ. Sau đó hắn duỗi nhẹ tay nhẹ một chiêu, liền có một vật bị từ bản mệnh đan điền bên trong triệu hoán đi ra, rơi vào trong tay hắn bí bảo. Âm ảnh thánh địa. Đây là chư thiên vạn giới bên trong duy nhất một kiện có thể dẫn động chấp niệm chi hỏa, cũng đưa nó cụ hiện hóa đi ra, hình thành chiến lực bảo vật. Chính là âm ảnh lãnh chúa phi thường chân quý một kiện bí bảo. Lúc này, cái này bí bảo âm ảnh thánh địa trên thân, còn tràn đầy vết rách. Những ngày qua bên trong, âm ảnh thánh địa đi qua Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ tẩm bổ, vết rách hơi có chút khôi phục. Nhưng muốn toàn bộ khép lại, chỉ dựa vào bản mệnh linh hồ tẩm bổ còn chưa đủ, còn cần dùng rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo đi đưa nó chữa trị. Ngươi cũng phải chịu đựng a, Tống Đầu Gỗ đối âm ảnh thánh địa kêu. Lúc trước, đi qua Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật kích hoạt, âm ảnh thánh địa đã từng tiến hóa qua một lần, cường độ bên trên tăng lên thật nhiều một đoạn. Chỉ phải kiên trì, chờ lần này sự kiện hoàn tất về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi triệt để khôi phục. Hiện tại, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Tống Đầu Gỗ kích hoạt lên âm ảnh thánh địa. Sau một khắc, cái kia phiến bị câu hồn đại đế kéo tới trên lục địa, có hừng hực chấp niệm chi hỏa thiêu đốt mà lên Nho Gia Thánh Nhân lưu lại chấp niệm. Lại một lần nữa bị thể lỏng kim loại cầu lực lượng kích hoạt. Đối phó thể lỏng kim loại cầu nhân tuyển tốt nhất, từ xưa đến nay, không phải Nho Gia Thánh Nhân không ai có thể hơn. Hoa! Hừng hực thánh nhân chấp niệm chi hỏa, bị dẫn dắt tới, hội tụ ở âm ảnh thánh địa phía trên. Âm ảnh thánh địa biến dực năng bắt đầu, trên đó vết rách tiến một bước mở rộng. Mơ hồ trong đó thậm chí có thanh âm thống khổ hiển hiện. Đáng tiếc! Tống Đầu Gỗ cũng không có nắm giữ dưỡng đao thuật, không cách nào vì âm ảnh thánh địa làm dịu thống khổ. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chỉ phải qua cái này một đợt, quay đầu có vô số dưỡng đao thuật đang chờ ngươi. Trên người ngươi vết rách càng là có thể nhất cử chữa trị. Tống Đầu Gỗ lên tiếng nói. Âm ảnh thánh địa rất có linh tính phát ra chấn động tiếng. Sau một khắc, vô số chấp niệm chi hỏa bị âm ảnh thánh địa chuyển hóa, hư ảo hỏa diễm đem Tống Đầu Gỗ bao khỏa. Hỏa diễm bao phủ, Tống Đầu Gỗ thân ảnh biến mất. Đồng thời, có một cỗ cường đại đến không cách nào miêu tả khí tức, tại ngọn lửa này bên trong sinh ra. Oanh! Hỏa diễm tản ra. Một vị người mặc nho sam nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một phen tông sư khí phái. Mọi người đang nhìn đến hắn lúc, chẳng biết tại sao, liền sẽ cảm giác hắn. Rất sâu. Không cần người khác giới thiệu, thậm chí cũng không có loại kia đáng sợ uy áp loại hình khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là thật đơn giản hướng cái kia đứng một chút, chính là tông sư một phái, không hiểu sâu. Thành công, câu hồn đại đế lộ ra chất phác tiếu dung, không uổng công hắn vất vả đem chọn cái đại lục đào đến, kéo vào chiến đấu không gian. Sau đó, chính là tái hiện Nho Gia Thánh Nhân thể lỏng kim loại cầu cuộc chiến. Năm đó Thánh Nhân cùng thể lỏng kim loại cầu tranh đoạt thiên đạo một chiến.
không người nhìn thấy chiến đấu sau cùng hình ảnh. Hôm nay có lẽ bọn hắn có thể có cơ hội gặp một lần năm đó một chiến phong thái. Nho gia thánh nhân chấp niệm thể trên không. Cái kia một đám thánh viên nhanh chóng sắp xếp chỉnh tề, toàn bộ hội tụ ở thánh nhân chấp niệm thể sau lưng, bọn chúng yên lặng lật ra thánh nhân kinh văn, ta lúc sinh ra đời rất sâu. Ta học tập lúc rất sâu. Ta nhập đạo lúc rất sâu. Ta tu luyện lúc rất sâu. Ta sáng lập đạo rất sâu. Sâu 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 sâu. Theo niệm tụng tiếng không ngừng vang lên, giữa thiên địa chính khí hội tụ, cường hóa nho ra thánh nhân trạng thái. Trong hư không, thánh viên số lượng cũng không ngừng tăng lên. 1.000, 2.000, 3.000. Chân chính thánh viên hợp xướng đại quân, giáng lâm nơi này. Thánh viên nhóm cái gì đều không cần làm, bọn chúng chỉ là đứng ở chỗ này tề thanh sướng hát, liền có thể cho địch nhân mang đến áp lực cực lớn. Trong hư không, thể lỏng kim loại cự nhân ánh mắt, bị nho ra thánh nhân chấp niệm thể hấp dẫn. Lúc này thể lỏng kim loại cự nhân trạng thái phi thường chật vật. Vây đánh nó mấy vị, nhưng mà năm đó viễn cổ thiên đình đỉnh tiêm trường sinh giả. To lớn cây mây quấn quanh lấy thân thể của nó, thật dày tầng băng phong ấn hành động của nó, bất diệt húc nhật chi hỏa cuốn tại trên vết thương của nó, ngăn cản nó lại sinh. Nho ra thánh nhân chấp niệm thể ngẩng đầu, cùng thể lỏng kim loại cự nhân bốn mắt nhìn nhau. Thể lỏng kim loại cự nhân trong hai mắt, có cùng loại phẫn nộ, cừu hận loại hình cảm xúc hiển hiện. Mà nho ra thánh nhân trong hai mắt, không có một tia tình cảm. Gào thể lỏng kim loại cự nhân giống to, hắn từ bỏ lơ lửng, chuẩn bị hạ xuống, đem phía dưới trên mặt đất toàn bộ sinh linh triển nát. Thánh nhân chấp niệm thể nhẹ nhàng sờ lên thân thể của mình có thể là bởi vì lần trước Tống Thư Hàng đã triệu hoán qua một lần thánh nhân chấp niệm nguyên nhân, thân thể có thích ứng thừa số. Lại thêm trong cơ thể hắn có thánh nhân chi huyết, lại thường xuyên cùng móc con mắt thay đổi nho ra thánh nhân chi nhãn nguyên nhân, trước mắt Tống Thư Hàng thân thể đối nho ra thánh nhân chấp niệm chi lực không có nửa điểm bài xích, có thể hoàn mỹ phát huy ra thánh nhân lực lượng. Thánh nhân chấp niệm thể đưa tay, ném ra trên tay mình kinh thư. Cuốn kinh thư kia trong nháy mắt khuếch đại, sách vở lật ra, lộ ra một cái đen kịt cổng không gian. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có đại thế giới. Cổng không gian trôi nổi tại thánh nhân chấp niệm thể diện trước, môn khác một bên lại hình chiếu tại thể lỏng kim loại cự nhân bên cạnh thân. Thánh nhân chấp niệm thể dìu lên tay áo, nắm chặt nắm đấm của mình, dọn xong tư thế. Đồng thời, có vô số nho văn xuất hiện, quấn quanh tại thánh nhân chấp niệm thể trên nắm tay. Đây là văn tự thiết quyền. Tri thức lực lượng. Tay cầm tri thức thiết quyền, nho ra thánh nhân một quyền đánh vào trước người cái này kinh thư cổng không gian bên trong. Sau một khắc, từ thể lỏng kim loại cự nhân bên cạnh thân cửa không gian kia hình chiếu bên trong, có một đầu to lớn nắm đấm bị hình chiếu đi ra, một quyền đánh vào thể lỏng kim loại cự nhân trên mặt. Tay cầm tri thức lực lượng thiết quyền, nặng nề đánh mặt, thể lỏng kim loại cự nhân bộ mặt bị đánh bọt nước vẩy ra, mặt đều bị đánh nát. Nho ra thánh nhân đối với không gian năng lực viễn dụng, thần hồ kỳ kỹ. Thánh nhân chấp niệm thể một kích kiến công về sau, không có ngừng lại. Song quyền của hắn như là đập nện bao cát một dạng, điên cuồng đánh vào đến cái kia kinh thư cổng không gian bên trong. Mưa to gió lớn nắm đấm, không ngừng kích nhập không gian môn, sau đó lại từ cổng không gian khác một bên bị phóng đại, hung mãnh đập nện tại thể lỏng kim loại cự nhân trên đầu. Thể lỏng kim loại người muốn tránh né, nhưng này cổng không gian hình chiếu như bóng với hình, hắn to lớn thể tích căn bản là không có cách tránh né này nho nhỏ cổng không gian. Ầm 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 ầm. Tri thức thiết quyền, văn tự lực lượng, mỗi một kích đều đang dạy thể lỏng kim loại cự nhân làm người. Quyền quyền đến thịt, mỗi một kích bên trong đều ẩn chứa nho ra học sinh đọc thuộc lòng kinh văn thanh âm thánh nhân thiết quyền, không chỉ có tại đập nện cự nhân nhục thân, càng tại giáo dục cự nhân tinh thần. Dùng nắm đấm đả kích địch nhân nhục thân, dùng tri thức cải biến địch nhân nội tại, nội ngoại song tu, đây là nho ra thánh nhân trấn áp một thế vô địch nho đạo. Bắc phương đại đế, Tây phương đại đế, Câu hồn đại đế cùng bàn đào quả tiên tử, từ đầu tới đuôi đều không xen tay vào được. Trong tưởng tượng thánh nhân chấp niệm thể đại chiến thể lỏng kim loại người tràng diện căn bản không có xuất hiện. Từ đầu tới đuôi, chính là nho ra thánh nhân chấp niệm thể treo lên đánh thể lỏng kim loại người. Năm đó thiên đạo cuộc chiến, thua thật là nho ra thánh nhân. Ý nghĩ này, phù hiện ở đây mỗi người não hải. Cũng chưa từng thấy tận mắt nho ra thánh nhân người.
căn bản không biết Nho Gia Thánh Nhân đến cùng mạnh đến mức nào. Coi như chư thiên vạn giới công nhận cùng Nho Gia Thánh Nhân cảnh giới ở vào cùng một cấp bậc thiên đế, đang chiến đấu biểu hiện lực bên trên cũng không bằng Thánh Nhân như thế chấn tràng tử. Đây chính là bước ra độc nhất vô nhị đại đạo, khai sáng Nho Gia thịnh thế Thánh Nhân. Lại về sau quá trình chiến đấu, không có biến đổi bất ngờ, không có tuyệt địa phản kích, không có đặc sắc xem. Từ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể xuất hiện về sau, lấy bắt đầu sâu trùy thể lỏng kim loại cự nhân vì mở màn, mãi cho đến chi thức thiết quyền không ngừng đập xuống tại thể lỏng kim loại cự nhân trên người, sinh sinh đưa nó trùy bạo là kết cục. Cả cái quá trình chỉ có một loại thoải mái bạo cảm giác. Thậm chí cả chàng trong chiến đấu, Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể đều không có lại sử dụng loại thứ hai pháp thuật hoặc thủ đoạn công kích. Cứ như vậy, thể lỏng kim loại cự nhân thân thể to lớn, bị Nho Đạo thiết quyền ngạnh sinh sinh trùy thành cặn bã, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kết thúc, Bắc Phương Đại Đế nói khẽ. Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể cuối cùng một quyền thu về, trôi nổi tại hư không kinh thư đồng thời đã bị cuốn trở về, trở xuống đến Thánh Nhân trong tay. Cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa tiêu tán. Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong hư nhược tống đầu gỗ. A tống đầu gỗ nặng nề thở ra một hơi, ngửa người nằm xuống đất bên trên. Đồng dạng là mượn nhờ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm chi lực. Hắn cùng Tống Thư Hàng mượn dùng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Tống Thư Hàng mượn dùng Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm chi lực lúc, là lấy Tống Thư Hàng ý chí làm chủ. Mà tống đầu gỗ lần này kích hoạt Thánh Nhân chấp niệm chi lực lúc, quá trình chiến đấu toàn bộ lấy Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể làm chủ đạo. Cảm giác thân thể bị móc giống một dạng. Nếu như lần này không có Tống Thư Hàng nửa thân hai chèo chống, tống đầu gỗ thật đúng là không cách nào xác định mình có thể không thể chống đến cuối cùng. Cắt cắt tống đầu gỗ trên cổ tay âm ảnh thánh địa bên trên, lại mới thêm mấy đạo vết rách. Tốt tại, âm ảnh thánh địa cuối cùng vẫn là chống đến cuối cùng, không có vỡ nứt. Khổ cực, tống đầu gỗ nhẹ nhàng vuốt ve âm ảnh thánh địa, cũng không dám quá dùng sức, sờ lấy liền đem hắn sờ nát. Sau đó, hắn thận trọng đem âm ảnh thánh địa gỡ xuống, đưa nó đặt vào đến Tống Thư Hàng nửa thân hai bản mệnh đan điền linh hồ bên trong, tiến hành ôn dưỡng. Kết thúc rồi à, bàn đào quả tiên tử lòng dạ đảo qua cái này hỗn độn thế giới, không còn có tìm thấy được cái kia thể lỏng kim loại cự nhân khí tức. Kết thúc, trên người ta thiên đế chi đạo đã không còn cộng minh đương kim thiên cuối cùng đường lui đã bị chúng ta cắt đứt. Tống đầu gỗ ngồi dậy, duỗi tay lấy ra một đầu túi càn khôn. Cái này trong túi càn khôn, chứa chỉ âm ảnh thánh địa vật liệu. Hắn duỗi tay khẽ động, đem cái này túi càn khôn cũng đặt vào đến Tống Thư Hàng nửa thân hai bản mệnh linh hồ bên trong. Âm ảnh thánh địa hết sức đặc thù, mặc dù không cách nào tại thiên kiếp bên trong sử dụng, nhưng có thể dùng để tại độ thiên kiếp lúc tiến hành đột thứ thức học tập. Tỷ như tìm một cái học thức uyên bác đại lão chấp niệm chi lực, dẫn động đại lão chấp niệm phụ thể. Thì có cơ hội thu hoạch được học bá đại lão phụ thể. Học tập viễn cổ ngôn ngữ hoặc là tu luyện tri thức. Chỉ cần có chữa trị vật liệu, cũng không cần lo lắng Tống Thư Hàng sẽ không sửa được âm ảnh thánh địa, dù sao trên người hắn vật trang sức là phong phú như vậy, từng cái lai lịch lại miệng lớn. Duy nhất cần lo lắng chính là, hy vọng cái này một túi tài liệu quý hiếm, có thể bị chính xác dùng tại chữa trị âm ảnh thánh địa bên trên. Xử lý thỏa đáng về sau, tống đầu gỗ vất vả từ dưới đất bò dậy, đi. Thừa dịp đương kim thiên cố định chương trình không có kích hoạt trước đó, chúng ta rút lui trước cái này hỗn độn nhân tạo thế giới. Đương kim thiên đạo đã tiến vào chương trình hóa hành động hình thức, bọn hắn hiện tại đem thiên đạo lưu lại chuẩn bị ở sau cho gãy mất, rất có thể sẽ kích hoạt thiên đạo một ít chặn giết chương trình. Sở dĩ, Trang Song bước liền muốn nhanh lên chạy, miễn cho bị bắt được. Cái này hỗn độn thế giới xử lý như thế nào? Bàn đào quả tiên tử hỏi. Đây là một cái hoàn chỉnh nhân tạo tiểu thế giới, cứ như vậy giữ lại, sẽ có hay không có chút lãng phí. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế dùng thanh âm lãnh khốc nói, chúng ta không thể tiếp nhận hắn, hắn quá phỏng tay. Chúng ta trong cái thế giới này phá hủy thể lỏng kim loại cự nhân, trên người rất có thể bị lưu lại nhìn không thấy ấn ký. Nhưng cứ như vậy để đó mặc kệ, thực sự đáng tiếc. Tây Phương Đại Đế hai tay cắm tay áo, nói. Có lẽ bá tống sẽ thích cái này hỗn độn thế giới. Đối bá tống tới nói, tiểu thế giới này đồng dạng là cái phỏng tay đồ vật. Hắn còn tại độ bát phẩm cùng cửu phẩm thiên kiếp, nếu để hắn tiếp nhận tiểu thế giới này, làm không tốt sẽ hại hắn.
bất quá, có một vị ngược lại là khả năng dùng tới hắn. Tống đầu gỗ lên tiếng nói. Hắn duỗi tay lấy ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm, đây là rất nguyên thủy bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm phiên bản, là lúc trước bạch tiền bối đem một số không cẩn thận hủy đi hỏng bảo vật phát xạ đến trong vũ trụ sử dụng loại. Tống đầu gỗ đem chuôi này duy nhất một lần phi kiếm lưu tại hỗn độn thế giới lối vào. Nếu như đón lấy đến bạch thánh quân cần dùng bên trên cái này hỗn độn thế giới, vậy hắn trên người cường đại khí vận sẽ tự nhiên dẫn dắt đến hắn, đi tới nơi này cái hỗn độn thế giới bên cạnh, để bạch thánh quân đem cái này hỗn độn thế giới nhặt đi. Nếu như bạch thánh quân không cần cái thế giới này, hoặc là cái này hỗn độn thế giới đối bạch thánh quân mà nói đều phi thường phỏng tay lời nói, vậy hắn tự thân đại khí vận tự nhiên sẽ dẫn dắt đến hắn tránh đi cái này hỗn độn tiểu thế giới. Mặt khác, các ngươi có thể tại xa một chút vị trí lưu cái tọa độ ấn ký. Nếu như bạch thánh quân đối cái này hỗn độn thế giới không có hứng thú, thời cơ chín muồi lời nói, chúng ta có thể trở về đầu đến đem cái này hỗn độn thế giới nhận lấy. Tống đầu gỗ lại bổ sung. Tọa độ ấn ký không thể lưu quá gần, miễn cho gây nên thiên đạo cố định trình độ phản kích. Làm xong đây hết thảy về sau, tống đầu gỗ một lần nữa mở ra kim sắc đại tuyển qua. Mấy vị viễn cổ thiên đình trường sinh giả trở về vòng xoáy màu vàng óng không gian tại thiên đạo rời trước trước đó, bọn hắn không thích hợp tại hiện thế ngốc thời gian quá dài. Mặc dù đã thành công từ thiên đế đạo bên trong thoát thân, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan thiên đạo tại thời khắc cuối cùng, có thể hay không trực tiếp cưỡng ép đem bọn hắn thu đi, bổ sung tự thân thiếu hụt. Đợi mấy vị trường sinh giả đại đế sau khi rời đi, tống đầu gỗ đem vòng xoáy màu vàng óng quan bế. Đã mất đi sau cùng đường lui, đương kim thiên đã cùng đồ mặt lộ. Nếu như bọn hắn suy tính không sai, đã mất đi đầu này đường lui về sau, thiên đạo lần sau đứng máy liền không cách nào lại lần khởi động lại. Cái này hỗn độn thế giới hạch tâm cùng thiên đế thiên đình chi đạo, đều là thiên đạo cầu khởi động lại chính mình thủ đoạn. Còn nếu là thiên đạo cầu không cách nào khởi động lại, xa vào đến đứng máy trạng thái, cái kia chính là Tống Thư Hàng tấn thăng thời cơ tốt nhất. Thừa dịp thiên đạo đứng máy tranh thủ thời gian tấn cấp hiển thánh, liền có thể tránh cho bị cuốn vào đến cửu phẩm thiên kiếp bên trong đi. Nắm lấy cơ hội a, bá Tống. Còn lại, xem chính ngươi. Tống đầu gỗ thân hình từ Tống Thư Hàng nửa thân số 2 bên trên thoát ly. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn lên đường. Lúc này, trong hư không có một bóng người hiển hiện. Là đã không có sinh mệnh khí tức Trình Lâm Thiên Tử. Nàng lúc này mượn nhờ Diệp Tư thân thể, dùng bí pháp ngắn ngủi hiện thân. Đi thôi, là thời điểm cùng thiên đế gặp lại một mặt. Nói thật, biến hóa của nàng thực sự vượt quá dự liệu của chúng ta. Tống đầu gỗ gật đầu nói. Thiên đế bản thể, cũng là nguyên sơ linh quỷ quỷ thần Trình Lâm một bộ phận. Lúc đầu vừa phục sinh thiên đế, cùng tống đầu gỗ, Trình Lâm trong trí nhớ cái kia thiên đế một dạng. Phục sinh sau liền muốn trùng kiến viễn cổ thiên đình, tìm về chính nàng đạo. Nhưng gần nhất những thời giờ này, thiên đế hành động hình thức càng ngày càng cổ quái. Nàng tựa hồ đã biết rồi rất nhiều, không còn nguyên ý bị quản chế tại thiên đạo, muốn thu hoạch được giải thoát. Sở dĩ, tống đầu gỗ chuẩn bị cùng Trình Lâm tiên tử cùng nhau đi tìm thiên đế, cùng nàng chính diện trò chuyện chút. Sở dĩ muốn dẫn lấy Trình Lâm tiên tử cùng một chỗ. Là tống đầu gỗ lo lắng tại tâm sự quá trình bên trong, bản thân ở vào hạ phong, có bị phản sát phong hiểm. Mang lên Trình Lâm về sau, coi như tâm sự quá trình bên trong cần dùng đến vật lý bên trên khuyên giải, hắn cùng Trình Lâm tiên tử bốn quyền tốt có thể ép thiên đế một đầu. Mặc kệ có biết dùng hay không bên trên vật lý khuyên giải, dù sao lo trước khỏi họa. Ít nhất cũng phải phòng bị đối phương đối với hắn tiến hành vật lý khuyên giải. Một bên khác. Bát phẩm huyền thánh kiếp không gian. Tống Thư Hàng đầu đội bụi gai vương miệt, trên người lại có rất nhiều vật trang sức trí lực thêm thành, đang cố gắng học bổ túc viễn cổ ngôn ngữ. Bạch cốt cự nhân quyền khống chế đã giao cho công đức xà mỹ nhân. Tiên tử chính chơi hưng khởi, nàng sử dụng kiếm đem trên bầu trời kiếp vân cắt thành từng khối khác biệt bộ dáng, có ngôi sao hình, hình tam giác, hình vuông, hình đa giác. Đương nhiên còn thiếu không được ái tâm hình. Những thứ này khác biệt hình dạng kiếp vân cắt gọn về sau, lại bị tiên tử áp xúc, phong ấn, chuyển rời đến Tống Thư Hàng vòng tay không gian pháp khí bên trong đi. Tiên tử, Tống Thư Hàng đầu lưỡi vặn vẹo lên, lớn tiếng kêu gọi tên công đức xà mỹ nhân. Lại sai rồi, sở các chủ ngốc mau thở dài, có lẽ, đầu lưỡi của ngươi cần phải đi cải tạo một chút.
Tống Thư Hằng đầu lưỡi đối mặt có mấy cái viễn cổ ngôn ngữ âm tiết lúc, chính là xoay chuyển không đến. Sở các chủ cho rằng, có lẽ muốn đem Tống Thư Hằng đầu lưỡi động cái giải phẫu, đem hắn đầu lưỡi phân nhánh một chút, hiệu quả sẽ tốt đi một chút. Tống Thư Hằng, nghỉ ngơi một chút đi, bụi gai vương miện đều cứu không được ngươi, ta cũng rất tuyệt vọng. Sở các chủ ngốc mau hữu khí vô lực cuốn thành một đoàn. Có lẽ, ta hẳn là muốn tìm cái viễn cổ thời đại tiền bối, nhập mộng một chút. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhập mộng cái thiên phú này, mặc dù đến bây giờ đều vẫn là bị động hình thức, nhưng thỏa mãn một vài điều kiện về sau, kích hoạt nhập mộng tỷ lệ có thể đề cao rất nhiều. Tỷ như máu tươi dung hợp, trên linh hồn cộng minh. Đừng đem chủ ý đánh tới trên người của ta, nếu không ta một đầu phát đâm vào sọ não của ngươi bên trong đi. Sở các chủ uy hiếp nói. Nàng biết Tống Thư Hằng cái kia đáng sợ thiên phú. Sở các chủ cũng cho rằng cái kia nhập mộng năng lực là học tập viễn cổ ngôn ngữ biện pháp tốt. Nhưng nàng cũng không muốn bản thân một số bí mật nhỏ, không giữ lại chút nào bị Tống Thư Hằng phát giác. Yên tâm đi, sở tiền bối. Ngươi khẳng định bất mãn đủ ta nhập mộng yêu cầu. Tống Thư Hằng an ủi, vì mình sinh mệnh an toàn, lúc này khẳng định phải cho sở các chủ khẳng định trả lời chắc chắn, không để cho nàng dùng lo lắng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hằng thân thể cứng đờ. Ta nửa thân, hắn vui vẻ nói. Sở các chủ ngốc mau, biến mất cái kia nửa thân số 2 sao. Đúng, ta cùng hắn ở giữa giác quan một lần nữa kết nối. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Đãi hắn khôi phục chia đôi thân số 2 quyền khống chế về sau, trước tiên khống chế hắn tiến vào hạch tâm thế giới bên trong đi. Nửa thân số 2 bại lộ tại hiện thế, vô cùng nguy hiểm. Có thể bị người khác cưỡng ép cướp đi một lần, liền có thể bị hắn đại lão lại cướp đi lần thứ hai. Tống Thư Hằng nào dám lại bỏ mặc nửa thân số 2 một mình hành động. Hạch tâm thế giới, Hoạt Tuyền bên cạnh ao. Nửa thân số 2 lóe lên. Đang tại Hoạt Tuyền bên cạnh, hướng quy tiền bối học tập pháp thuật thông nương bị giật nảy mình. Yêu quái gì, thông nương hét lên một tiếng, hiện ra chân thân, một cước hướng phía Tống Thư Hằng nửa thân đá vào. Đương, một trận kim thiết tương giao thanh âm. Thông nương thống khổ ôm chân phải của chính mình, ủy khuất khóc ra thành tiếng. Đây là Thư Hằng nửa thân, sở các chủ phun một chuỗi bong bóng, lên tiếng nói. Thông nương ngữ trọng tâm trường nói, Thư Hằng, người nửa thân chạy đến hiện thế làm gì? Độ kiếp liền hảo hảo đi độ, không muốn nhiều như vậy tao thao tác a. Tống Thư Hằng, lại bị thông nương dạy dỗ, loại cảm giác này tốt phi diệu. Ta cái này đem nửa thân chuyển rời về thiên kiếp thế giới. Tống Thư Hằng thông qua truyền âm nhập mật pháp thuật trả lời. Đi qua vừa rồi cái kia một màn kịch về sau, hắn cũng không dám đem nửa thân số 2 tiếp tục lưu lại bên ngoài, chuẩn bị đem nửa thân số 2 đàng hoàng đưa trở về. Bất quá, tại đem nửa thân số 2 đưa trở về trước, hắn cần tìm quy tiền bối cùng sở các chủ kiểm tra một chút có trời mới biết hắn nửa thân số 2 bị người mạnh cho mượn sau khi đi, chuyện gì xảy ra. Có thể hay không nhận lấy tổn thương gì? Sở tiền bối, quy tiền bối, làm phiền các ngươi. Tống Thư Hằng nửa thân đạo. Lại nói, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử còn có da đen Vũ Nhu Tử các nàng đều đi đâu rồi? Sở các chủ cùng quy tiền bối thần thức đồng thời đảo qua Tống Thư Hằng nửa thân, cẩn thận vì hắn kiểm tra một lần. Thân thể phương diện không có vấn đề, không có chịu đến tổn thương. Sở các chủ trả lời trừ cái đó ra. Nàng mơ hồ còn cảm ứng được một cỗ khí tức. Nhưng này khí tức bị cố ý tiêu trừ qua, sở các chủ không cách nào xác định, liền không đi khẳng định. Ta bên này cũng không có nhìn ra vấn đề. Mặt khác, ta mơ hồ từ Thư Hằng nửa trên người cảm ứng được ta chủ khí tức. Quy tiền bối nhíu mày nói. Bắc Phương Đại Đế khí tức, Tống Thư Hằng sững sờ. Hừm, mặc dù rất yếu ớt, nhưng Thư Hằng ngươi nửa thân, khả năng tiếp xúc qua ta chủ. Quy tiền bối khẳng định nói liên quan tới Bắc Phương Đại Đế khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tống Thư Hằng xoa cằm, như có điều suy nghĩ. Vòng xoáy màu vàng óng, Bắc Phương Đại Đế khí tức, lại có thể bắt được hắn nửa thân cũng tạm thời chặt đứt nửa thân cùng bản thể liên hệ. Đáp án đã miêu tả sinh động. Đồng thời, hắn cũng tự kiểm một lần bản thân nửa thân số 2, đặc biệt là bản mệnh linh hồ vị trí. Rất nhanh hắn phát hiện một điểm dị dạng. Âm ảnh thánh địa bị động qua, trên đó vết rách nhiều một chút, kể từ đó, phí sửa chữa không lại phải tăng sao. Đơn giản đòi mạng hắn a. À,
đợi đã, cái này một cái túi càn khôn cùng hắn bên trong bảo vật. Trong này, tựa hồ là sửa chữa dùng vật liệu, chẳng lẽ là dùng để sửa chữa âm ảnh thánh địa sử dụng. Nếu thật như thế, coi như không tệ, chí ít không có vì hắn gia tăng nợ nần. Còn có vật này là cái gì? Tống Thư Hàng ý thức chú ý tới kiện vật phẩm cuối cùng, cũng đưa nó chuyển di đi ra. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, đây là nắm giữ sinh mệnh hệ đại đạo trường sinh giả thủ đoạn. Quy tiền bối suy đoán nói. Thông Nương nhìn qua món bảo vật này, thì thầm, phía trên có chữ viết. Tống gia tổ truyền nhiễm sắc thể, số lượng không nhiều, lại đi lại chân quý. Sở các chủ, quy tiền bối, Tống Thư Hàng. Sau một lúc lâu, sở các chủ, là cái thứ tốt, Thư Hàng chính ngươi hảo hảo đảm bảo. Tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng nửa thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này sinh mệnh hệ bảo vật chuyển rời đến hạch tâm thế giới chỗ sâu, trấn áp đảm bảo. Ta cái này đem nửa thân chuyển rời về thiên kiếp thế giới. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, yên lặng chờ ta nhân tiền hiển thánh. Tống Thư Hàng nửa thân xấu hổ truyền âm nói. Sau đó hắn tế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, độn về thiên kiếp thế giới. Hắn có loại trực giác, đương nửa thân số 2 trở về thiên kiếp thế giới, chính là bài trừ thiên kiếp bắc thời điểm. Tống Thư Hàng cảm giác mình độ dày ra mặt trung quy vẫn là không được, bởi vì rất lúng túng nguyên nhân, nó nửa thân số 2 cơ hồ là lấy chạy trốn tốc độ trở về thiên kiếp thế giới. Da mặt vật lý độ dày đầy đủ, nhưng da mặt tinh thần độ dày còn kém chút, cần hảo hảo tu luyện bổ sung. Trong lòng của hắn ám đạo, bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản thất thải thần khí quang mang chợt lóe lên. Tống Thư Hàng nửa thân số 2 thành công trở về. Nhìn thấy nửa thân thuận lợi trở về sau, Tống Thư Hàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công đức xà Mỹ nhân tạm thời ngừng cắt thiên kiếp kiếp vân động tác bởi vì trên bầu trời kiếp vân đã bị đào thành mấp mô hang hốc, cần một chút thời gian để chúng nó một lần nữa dung hợp, dạng này nàng mới tốt tiếp tục từ kiếp vân trong đào ra mình muốn hình dạng tới. Kiếp vân thể tích tuy lớn, nhưng trong đó lượng nước rất nhiều. Đi qua tiên tử áp xúc phong ấn về sau, một cái to lớn đến giả thiên cái địa kiếp vân, cũng chỉ có thể áp xúc ra một cái bản tròn thể tích đi ra. Lại nói sợ tiền bối. Nhìn thấy chính ta nửa thân lúc, ta đột nhiên nghĩ đến một cái thao tác. Tống Thư Hàng đem bản thân hai cái rưỡi thân hóa thành sương mù bất hủ chi thể, chuẩn bị tiến hành trùng liên. Cái gì thao tác, sở các chủ ngốc mau thuận miệng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, sở tiền bối bản thể của ngươi chỉ lại muốn khôi phục một số lời nói, nếu như muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra dạo chơi, ta có thể đem bản thân nửa thân số 2 cắt đi cho ngươi mượn đi ra ngoài linh lợi. Dù sao một mực trạch tại hạch tâm thế giới, ngươi cũng sẽ chán ngấy. Đa tạ, nhưng ta không cần. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng đong đưa Tống Thư Hàng nửa thân số 2 nàng đương nhiên không có khả năng đi mượn dùng. Bất quá, công đức xà Mỹ nhân cái đuôi lại có thể cân nhắc. Nếu như chờ nàng có thể ngẫu nhiên ra lội môn thời điểm, mượn bên dưới công đức xà Mỹ nhân cái đuôi ra ngoài linh lợi cũng không tệ. Tiên tử nghi ngờ nhìn về phía sở các chủ ngốc mau. Xuất phát từ cường giả trực giác, nàng cảm giác sở các chủ tại đánh nàng chủ ý. Hợp thể, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng. Hắn khống chế hai nửa thân thể, chuẩn bị dung hợp. Đúng lúc này, nửa thân số 2 bên trong đột nhiên có một đạo huyết quang chợt lóe lên. Cái kia huyết quang mang theo một đoàn thất thải bảo quang cùng một số nhỏ vụn điểm sáng, nhanh chóng trở về, rơi vào đến Tống Thư Hàng nửa thân số 1 bên trong là nho gia thánh nhân chi huyết. Hắn đột nhiên mang theo Tống Thư Hàng nửa thân số 2 bên trong trọng yếu, đầu bảo hiểm bộ phận, bỏ chạy đi ra, đem những thứ này đầu bảo hiểm bộ phận mang về đến Tống Thư Hàng nửa thân số 1. Tống Thư Hàng. Hắn lập tức dừng ngay, đình chỉ hai nửa ngụy bất hủ xương mù chi thân dung hợp. Nho gia thánh nhân chi huyết hành động này, là một cái nhắc nhở. Hắn nửa thân số 2, rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Giải trừ dung hợp. Giải trừ ngụy bất hủ xương mù chi thân. Tống Thư Hàng suy nghĩ nhanh chóng lóe lên. Hai cái rưỡi thân giải khai xương mù trạng thái, một lần nữa trở về chỗ cũ. Thế nào, sở các chủ ngốc mau giữ vững tinh thần, hỏi. Ta chuẩn bị dung hợp nửa thân số 2 thời điểm, thể nội cuối cùng bảo hiểm nho ra thánh nhân chi huyết liền dẫn ta nửa thân số 2 bên trong mua bảo hiểm khí quan trở về. Sở dĩ, ta cảm giác nửa thân số 2 rất có thể có tiềm ẩn vấn đề.
Nếu không Nho gia thánh nhân chi huyết, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Thánh nhân chi huyết sẽ không nói nhảm. Ngươi nửa thân số 2 trở về trước, để cho ta bản thể đã kiểm tra không? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi. Kiểm tra qua, còn để quy tiền bối cũng cùng một chỗ kiểm tra một lần. Nhưng bất kể là sở tiền bối bản thể của ngươi vẫn là quy tiền bối, đều không có nhìn ra dị dạng. Tống Thư Hàng phòng bị nhìn lấy chính mình nửa thân số 2. Nói cách khác, đối phương khả năng có được giấu giếm được ta bản thể cùng quy đạo hữu kiểm tra năng lực. Ngươi nửa thân số 2 ra ngoài chạy một vòng, lại đổi ai vậy? Sở các chủ ngốc mau dùng sức gõ Tống Thư Hàng sọ não. Muốn giấu giếm được nàng bản thể kiểm tra, đại biểu cho đối phương chí ít có được ngang cấp cảnh giới, mới có thể đi vào đi phản trinh sát. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết a. Tống Thư Hàng bản thân cũng rất tuyệt vọng. Nửa thân số 2 biến mất thời gian cũng không tính quá lâu, trước trước sau sau cũng liền 2 canh giờ tả hữu thời gian. Trời mới biết hai cái này canh giờ ở giữa, hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Thế là, tại yên tĩnh quỷ dị Bắc Thiên Kiếp thế giới bên trong, Tống Thư Hàng cùng nửa người trên cùng nửa người dưới bắt đầu giằng co. Nhìn qua không có vấn đề, không có hắn năng lượng lẫn vào ngươi nửa thân số 2. Sở các chủ ngốc mau đạo, tóc của nàng bên trong hiện tại không có một tia năng lượng, chỉ có thể dựa vào nhãn lực phán đoán. Mà lại ta chia đôi thân số 2 lực khống chế cũng vẫn còn ở đó. Không có cảm giác ra chút nào dị dạng, Tống Thư Hàng đạo. Nhưng chính là dạng này, mới tương đối đáng sợ. Nếu không, đưa nó chém đứt đi. Sở các chủ ngốc mau nói, dù sao nửa thân số 2 bên trong trọng yếu đồ vật, đã đều bị ngươi Nho gia thánh nhân chi huyết mang về. Còn sót lại nửa thân số 2, đều có thể dùng thánh viên long lực thần công tổng cương phối hợp trình lâm tự lành pháp mọc trở lại. Ô ô quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử giơ cao ngón tay, nhắm ngay Tống Thư Hàng nửa thân số 2, phát ra công kích kêu gọi. Công đức xà Mỹ nhân phụ sau lưng Tống Thư Hàng, đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng dùng sức cắn răng, hạ quyết tâm nói, tốt, vậy liền chặt đi. Nửa thân số 2 quá mức quỷ dị, có Nho gia thánh nhân máu tươi nhắc nhở, hắn thực sự không dám đem nửa thân số 2 lại dung hợp trở về. Mà lại sợ các chủ nói có đạo lý. Đã nửa thân số 2 bên trong trọng yếu bộ kiện đã bị thánh nhân chi huyết mang về. Còn lại bộ phận, cùng lắm thì trùng sinh trở về. Hắn vất vả học tập thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, không phải là vì đối mặt trường hợp như vậy sao? Đứng vững, đừng lộn xộn, Tống Thư Hàng đối với mình nửa thân số 2 hạ đạt chỉ lệnh. Sau lưng, bạch cốt cự nhân cộng công đức xà Mỹ nhân cộng bình thiên quan cộng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Một lần nữa ngưng tụ ra vũ trang nữ đế tiên tử hình thái. Bạch tiền bối trung yên thánh kiếm bên trên, lóng lánh hủy diệt thế giới khủng bố kết thúc khí tức. Chặt đi, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nhẫn tâm đạo. Liền xem như chia làm hai cái rưỡi thân thể, nhưng nửa thân số 2 vẫn là hắn thân thể cái này giống như là đại đao hướng mình đùi chém tới. Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trong đời của chính mình vậy mà lại gặp gỡ dạng này tai nạn bản thân giết bản thân. Một kiếm này xuống dưới, nhất định sẽ rất đau đi. Người cái này con dẹp muốn bóp bắt đầu thật là có điểm cấn tay. Công đức xà Mỹ nhân trong miệng phát ra phi thường hợp với tình hình lời kịch. Trung yên thánh kiếm bên trên, kiếm khí tung hoành. Oanh! To lớn kiếm mang nổ tung, tại công đức xà Mỹ nhân trong tay chém ra một đạo ngàn mét chi cự kiếm khí. Kiếm khí khai thiên tích địa. Tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới, Tống Thư Hàng nửa thân số 2 nhỏ bé như là một đầu côn trùng. Sau một khắc, một cổ như tê liệt thống khổ phản hồi đến Tống Thư Hàng tinh thần. Tê Tống Thư Hàng cắn chặt răng. Hắn có thể cảm giác được, bản thân nửa thân số 2 đang bị phá hủy. Nhưng là, bởi vì tu luyện tam đại thối thể công pháp nguyên nhân, hắn nửa thân số 2 quá mạnh mẽ. Tại khủng bố kiếm khí phá hủy bên dưới, cứ nhiên không có lập tức bị vỡ nát, mà một chút xíu bị mài đi. Tống Thư Hàng lần thứ nhất thống hận thân thể của mình mạnh mẽ như vậy. Ông, ngay tại Tống Thư Hàng nửa thân số 2, tại một chút xíu bị mài đi thời điểm, ẩn núp tại nửa thân số 2 bên trong tồn tại rốt cục ngồi không yên. Hắn chưa từng có gặp qua giống Tống Thư Hàng dạng này, đối với mình nửa dưới thân độc thủ còn không mang do dự nam nhân đối với mình ác như vậy nam nhân. Đơn giản đáng sợ, so ngoan nhân còn muốn hung ác 3 điểm, 3 giờ. Thật sự nếu không đi ra,
nửa thân số 2 đem bị triệt để phá hủy, hắn cũng phải xong đời. Tại một trận chói tai vù vù âm thanh bên trong, một giọt đáng thương thể lỏng kim loại từ nửa thân số 2 bên trong thẩm thấu ra. Chỉ còn lại một giọt nhỏ thể tích, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán bộ dáng. Đây là Tống Thư Hàng thấy qua suy yếu nhất thể lỏng quả cầu kim loại hình thái. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ đối phương. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng ra, một giọt này thể lỏng kim loại không phải béo cầu đại lão, cũng không phải thiên đạo di thuế cầu. Dù sao hắn cùng béo cầu đại lão như vậy quen thuộc, cùng thiên đạo di thuế cầu cũng giao phong qua vài lần, đối bọn chúng quen được hung ác, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Như vậy, một giọt này thể lỏng kim loại là lai lịch gì, đã trải qua vô cùng sống động. Thiên đạo cầu. Đây cũng là thiên đạo cầu thủ đoạn nào đó, dù sao thiên đạo bất hủ bất diệt, không thể cắt chém, cho nên hẳn là sẽ không là thiên đạo bản thể. Tống Thư Hàng cảnh giác nhìn qua một giọt này thể lỏng kim loại, toàn thân vận sức chờ phát động. Đồng thời, hắn nhanh chóng đem mình đủ loại thao tác, công kích, thiên phú, tà thuật toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đối diện, thể lỏng kim loại cũng tại nhìn lấy Tống Thư Hàng. Một bước sai, từng bước sai. Từ bị trước mắt cái này nhẫn tâm nam nhân bước ra nửa người thời điểm, nó đã trải qua đã mất đi tiên cơ. Mà lại làm nó sinh lòng bất an là, trước mắt cái này ngoan nhân tại đối mặt nó lúc, căn bản không có một tia lòng mang sợ hãi. Phải biết, thân phận của nó cùng uy nghiêm còn tại đó, cho dù là suy yếu tới cực điểm, chư thiên vạn giới bên trong, phàm là không có bước ra mình đạo người tu luyện tại đối mặt nó lúc, liền đều sẽ bị nó uy nghiêm áp chế, không cách nào động đậy. Nhưng trước mắt cái này ngoan nhân khi nhìn đến nó thời điểm, trong hai mắt tràn đầy ngo ngoe muốn động. Một cái ngay tại xung kích bát phẩm cảnh giới tôn giả, khi nhìn đến nó lúc, lại còn dám ngo ngoe muốn động, quả thực làm nó uy nghiêm quét rác. Nếu như là hoàn mỹ hình thái, nó nhất định phải bóp chết loại này tiểu côn trùng. Cường giả dám định thuật, lúc này, trước mắt cái này ngoan nhân thật bắt đầu hành động. Hắn vậy mà thật dám ra tay với nó. Hắn thật dám. Ba một đạo quen thuộc quang mang rơi vào thiên chi tử trên thân, tinh chuẩn vô cùng. Quang mang này, là nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị, giọt trạng thiên chi tử rất nhanh kịp phản ứng. Đối diện, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ nói thật nhanh, không có hiệu quả. Dù sao thân phận của nó còn tại đó, Tống Thư Hàng trả lời tại đoán ra thân phận của đối phương về sau, hắn vẫn như cũ lựa chọn lấy mang thai ngưng thị bắt đầu, là bởi vì mang thai ngưng thị có khả năng xây kỳ công. Chư thiên vạn giới bên trong, phàm là cùng nho gia thánh nhân giao thủ qua trong địch nhân, có rất lớn một bộ phận đều bị nho gia thánh nhân dùng đại ái giáo huấn qua, liền như là trước đó gặp gỡ Côn Vương. Những này bị nho gia thánh nhân đại ái dạy dỗ các đại lão, bị mang thai ngưng thị đánh chúng về sau, dù cho cường giả dám định thuật không có sinh ra hiệu quả, vẫn như cũ sẽ làm chúng nó thân thể bản năng sinh ra huyễn đau nhức. Tiếc nuối là... đối diện giọt này thể lỏng kim loại cũng không thụ cường giả dám định thuật ảnh hưởng. Có thể là lúc trước nho gia thánh nhân cho béo cầu đại lão yêu phân lượng không đủ nặng nề. Bất quá, chắc lần này cường giả dám định thuật cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít Tống Thư Hàng có thể xác định, đối phương trạng thái đã trải qua suy yếu cực hạn, suy yếu đến không cách nào tránh né mang thai ngưng thị thẳng tắp xạ kích uổng hắn còn kín đáo chuẩn bị đi cát lá hình tuyến dám định thần công, kết quả không có phát huy được tác dụng. Trừ cái đó ra, khả năng bởi vì mục tiêu cùng thể lỏng quả cầu kim loại có quan hệ, nho gia thánh nhân chi nhãn bị kích hoạt, nó chủ động phối hợp Tống Thư Hàng khóa chặt giọt này thể lỏng kim loại, mở ra nhược điểm quét hình công năng. Mục tiêu thân thể, tinh thần song trọng cực độ suy yếu, đề nghị sử dụng tinh thần công kích. Một cái mơ hồ tin tức thông qua thánh nhân chi nhãn truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Giọt này thể lỏng kim loại thân thể cùng tinh thần toàn bộ ở vào trọng thương trạng thái hư nhược. Bất quá bởi vì đối phương thể lỏng kim loại thân thể đặc chất, nhằm vào nhục thân đả kích hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, lúc này thích hợp nhất Tống Thư Hàng thủ đoạn công kích là tinh thần công kích. Tinh thần công kích. Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Tô thị thằng kết lão tổ bí pháp ngược lại là thanh âm cùng tinh thần linh hồn đa trọng công kích, nhưng cái kia bí pháp vẫn chưa hoàn thiện. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, lúc này dùng cái gì tinh thần công kích tương đối hữu hiệu. Mà lúc này, đối diện, hoa bị cường giả dám định thuật quét chúng sau giọt kia thiên chi tử tàn khu, bị kích thích, nổi lên giữa không trung, cường đại uy nghiêm cùng tinh thần uy áp từ trên người nó áp bách xuống.
Ngay cả Sở Các Chủ ngốc mau đều cảm giác được có chút khó chịu. Ha ha, tới tốt lắm. Tống Thư Hàng trên mặt vui mừng. Công đức tiên tử, hắn lớn tiếng kêu, công đức xà mỹ nhân vũ trang nữ đế tiên tử hình thái có thể vì hắn loại bỏ tinh thần uy áp. Đồng thời, Tống Thư Hàng trở tay chính là một đạo kim đan mã hai chiều đập ra, đón lấy đối phương tinh thần uy áp. Kết giao bằng hữu đi, đại lão. Theo tu chân nói chuyện phiếm thiên phú lần lượt tiến hóa, không ngừng hoàn thiện, Tống Thư Hàng đã trải qua có lực lượng đem các đại lão kéo vào đến hảo hữu của mình liệt biểu. Hắn hiện tại, đã trải qua không còn lo lắng các đại lão tao thao tác bởi vì hắn đã trải qua có được rất nhiều thao tác quyền hạn, mà lại, hắn hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão vật trang sức số lượng càng nhiều. Hậu trường cứng hơn. Liều thao tác cùng hậu trường, hắn đã trải qua không còn e ngại. Đinh Thiên Chi Tử tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn bạn tốt của nó quần tổ. Tống Thư Hàng trong đầu thoáng hiện một cái nhắc nhở. Xong rồi. Đưa nó chuyển qua sổ đen hai bên trong, cùng Côn Vương vai sóng vai. Tống Thư Hàng nhanh chóng lựa chọn. Hết thảy lựa chọn đều trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn mở ra. Tinh thần ô nhiễm cường quán. Thừa dịp đối phương còn không có học tập, hiểu rõ tu chân nói chuyện phiếm các loại công năng thời điểm, Tống Thư Hàng cưỡng ép mở ra tin tức cường quán thông đạo. Truyền lại từ tại tam nhãn tiền bối các loại rác rưởi số liệu tin tức, điên cuồng rót hướng vị này thiên chi tử. Từ từ trên bầu trời, giọt này thiên chi tử trên thân bốc lên trận trận khói trắng. Đây là nó hiện tại thân thể, trạng thái tinh thần không thể thừa nhận cái này sóng tinh thần ô nhiễm, bị ép quá tải. Nho gia thánh nhân chi nhãn nhắc nhở, quả nhiên hữu hiệu. Lại đến, đem nhân tạo tiểu thế giới đám cự nhân sinh hoạt việc vặt, sinh sôi tư thế, nhàn thoại nói chuyện phiếm tưới chờ tin tức toàn bộ lôi ra đến. Tống Thư Hàng lần nữa rút ra trong đầu số liệu. Cả một cái nhân tạo tiểu thế giới bên trong liên quan tới cự nhân các loại vô dụng tin tức bị rút lấy ra, hóa thành một DB rác rưởi số liệu, bị Tống Thư Hàng cường quán hướng thiên chi tử. Từ từ trên bầu trời, thiên chi tử trên người khói trắng bên trong đều mang tới một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Tiếp theo bước đâu, tiếp theo bước muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đề nghị, thừa cơ sử dụng cường lực pháp thuật, nhất cử đem mục tiêu xóa bỏ. Chú thích, cơ hội chỉ có một lần. Từ nho ra thánh nhân chi nhãn bên trong, truyền lại ra rõ ràng chiến đấu chỉ dẫn. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải thừa dịp mục tiêu quá tải, không có chút nào sức chống cự thời điểm, nhất cử đưa nó xóa bỏ. Chiêu thức giống nhau. Không có khả năng có hiệu quả hai lần. Nếu như thất bại, mục tiêu có phòng bị, liền không khả năng lại trúng chiêu. Đem đối phương nhất cử xóa sạch cường lực pháp thuật. Tống Thư Hàng trái tim ẩn ẩn co lại. Khắc kim nhất kích. Tống Thư Hàng là cái tâm tạng lớn người, giống hắn này chủng loại hình người, càng là đến thời điểm then chốt liền việt ổn. Bởi vì tâm tạng năng lực chịu đựng đủ mạnh, cho nên gặp gỡ một chút khoa trương sự tình cũng không hiểu ý lý sập bàn. Ngược lại có thể cắn răng làm ra một chút tận lực lựa chọn chính xác. Muốn tại thiên kiếp thế giới bên trong hủy diệt thể lỏng kim loại, Tống Thư Hàng lựa chọn kỳ thật không nhiều bởi vì rất nhiều ngoại viện thủ đoạn không cách nào vận dụng. Hạch tâm thế giới cũng vô pháp mở ra, bị hạn chế. Trừ khắc kim nhất kích bên ngoài, có thể tạo được hiệu quả có nhân quả đao. Cùng hắn vốn là muốn dùng để đối phó béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thánh viên luyện giới cộng không biết bạch một số 33 tạo thành phong ấn thủ đoạn. Nhưng là, nhân quả đao là chúa tể cấp đao pháp, không có hắc long thế giới cổ u nhân quả thương phụ trợ, dựa vào chính Tống Thư Hàng lực lượng đi thúc giục lời nói, nhân quả đao uy lực rất không ổn định vận khí tốt nói không chừng có thể mượn nhờ đến mấy vị đại lão tiền bối lực lượng, vận khí không tốt cái gì đều chạm không ra. Muốn ổn định phát huy ra nhân quả đao uy lực, cần chờ Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm thiên phú tiến thêm một bước, cường hóa cùng vật trang sức đại lão ở giữa liên hệ. Hiện tại tại đối mặt chỉ có một kích cơ hội tình huống dưới, phát huy không ổn định nhân quả đao không cách nào gánh vác lên chủ công trách nhiệm. Mà thánh viên luyện giới cộng không biết bạch một số 33 phong ấn thủ đoạn, bị giới hạn thiên kiếp thế giới hạn chế, còn cần duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản phối hợp, ở giữa biến số quá nhiều. Vạn nhất thao tác không thích đáng, cho thể lỏng kim loại thiên chi tử cơ hội, đối phương liền sẽ thừa cơ phá cục thoát đi. Cho nên, tỉnh táo ngẫm lại. Lúc này thích hợp nhất thủ đoạn, chỉ có khắc kim nhất kích.
vừa vặn Tống Thư Hàng trong tay vừa nhiều một nhóm thiên tài địa bảo, nửa người số 2 trở về lúc cũng nhiều một nhóm sửa chữa âm ảnh thánh địa tài liệu quý hiếm. Lại thêm trong tay hắn có một chương chân quý năm gãy ưu đãi khoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thư Hàng nhanh chóng hạ quyết tâm. Bảo vật không có, có thể kiếm lại. Cái này quỷ dị thiên chi tử nếu là chạy, liền thật không có. Khác, Tống Thư Hàng ở trong lòng bi tráng gầm rú. Vòng tay pháp khí bên trong chân tàng thiên tài địa bảo, vừa tới tay không lâu linh thạch, sửa chữa âm ảnh thánh địa tài liệu quý hiếm, toàn bộ bị tế ra. Đồng thời, tấm kia năm gãy hưu đãi khoán cũng xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Thần kích pháp thuật, kích hoạt. Tống Thư Hàng tóc từng chiếc hướng lên đứng đấy, nhiễm lên một tầng đất hào kim nhan sắc. Một đôi quang dực hiển hiện, quang dực cánh ở giữa có một con mắt ngưng tụ thành hình. Con mắt này lại cùng Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn cộng minh, cường hóa khắc kim nhất kích hiệu suất. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Tống Thư Hàng miệng niệm tự sáng tạo chú văn. Trong tay hắn tất cả thiên tài địa bảo, linh thạch, sửa chữa vật liệu hóa thành một đạo sông lớn dòng lũ, dung nhập vào giữa song trường. Mỗi nhiều một kiện bảo vật dung nhập, Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay lực lượng liền càng cường đại một điểm. Lực lượng mỗi cường đại một điểm, Tống Thư Hàng hai tay run rẩy tần suất liền sẽ tăng lên một điểm. Năm gãy ưu đãi khoán. Cuối cùng, hắn đem tấm kia ưu đãi khoán cũng vùi đầu vào thần kích trùng sáng. Cũng không biết chương này năm gãy ưu đãi khoán như gì tính toán. Là có thể thay hắn chắc lần này khắc kim nhất kích tiết kiệm một nửa thiên tài địa bảo. Lại hoặc là tăng cường một lần uy lực công kích. Tống Thư Hàng hiện tại nội tâm phi thường mâu thuẫn, hắn tức hy vọng là cái trước, có thể vì hắn tiết kiệm một nửa vật liệu, vừa hy vọng là cái sau, tăng cường một lần uy lực, có thể bảo chứng nhất cử xóa bỏ thiên chi tử. Oanh! Theo chương này năm gãy hưu đãi khoán dung nhập, Tống Thư Hàng song trưởng ở giữa năng lượng tăng vọt, mơ hồ trong đó có thể cảm ứng ra trong lòng bàn tay thần kích uy lực gấp đôi dâng lên, là cái sau. Đau lòng đến không thể thở nổi. Tống Thư Hàng lần này trên thần kích đầu nhập tài phú, phi thường khổng lồ. Dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt từ Cửu Châu nhất hào quần tiền bối nơi đó đổi lấy bảo vật, trừ bỏ tán tài rơi một nhóm kia bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều bị đầu nhập trong đó hiến tế. Tống Thư Hàng chỉ còn sót lại một phần nhỏ thiên tài địa bảo ở hạch tâm thế giới, làm đệ tử đúc pháp khí cần thiết. Mặt khác, sửa chữa âm ảnh thánh địa bảo vật, mặc dù chỉ có một túi càn khôn, nhưng chất lượng cực cao theo lúc trước âm ảnh lĩnh chủ suy tính. Sửa chữa âm ảnh thánh địa cần có đại giới, hẹn tương đương công đức xà mỹ nhân đỉnh đầu bình thiên quan, hẹn tương đương Tống Thư Hàng lần trước hướng bạch tiền bối mượn một không gian pháp khí bát, cửu phẩm linh thạch. Nhiều như vậy bảo vật cộng tấm kia năm gãy hưu đãi khoán, chắc lần này khắc kim nhất kích huy lực, cường đại đến khiến vạn vật run rẩy, ngạt thở. Cũng khiến Tống Thư Hàng đau lòng đến run rẩy, ngạt thở. Mặt khác, có cái rất trùng hợp sự tình. Từ khi Tống Thư Hàng học được khắc kim nhất kích, tận diệt gia sản thi triển một chiêu này lúc, thụ thuật đối tượng, đều cùng béo cầu đại lão có quan hệ. Tại Nho Gia lúc, Tống Thư Hàng dùng âm ảnh thánh địa triệu hồi ra Nho Gia thánh nhân chấp niệm phụ thể, cuối cùng gạt ra mình tất cả gia sản, thi triển khắc kim nhất kích đem béo cầu đại lão hóa thân oanh bạo. Trận chiến kia đặt vững Tống Thư Hàng tại Nho Gia địa vị đặc thù, cũng làm hắn thất thân, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Nhưng đúng lần trước. Tại từ thiên đạo phòng tối bên trong chạy trốn lúc, Tống Thư Hàng lần nữa ép khô mình chỉ có toàn bộ gia sản, thi triển khắc kim nhất kích giận đối thiên đạo di thuế cầu, táng ra bại sản, chạy thoát. Lần này, thật vất vả liếm tụ một nhóm bảo vật Tống Thư Hàng, lại một lần nữa đem miệng túi của mình ép khô, dùng khắc kim nhất kích đối béo cầu thiên đạo chuẩn bị ở sau thiên chi tử. Ba lần khác biệt khắc kim nhất kích phân biệt đối cửu u béo cầu, thiên đạo di thuế cầu, thiên đạo cầu. Béo cầu đại lão tuyệt đối là Tống Thư Hàng túi khắc tinh. Ngươi để tâm ta đau đến không thể thở nổi, ta liền để ngươi nhục thân ngừng thở. Khắc kim nhất kích thần kích, Tống Thư Hàng thanh âm, tự mang cổn lôi hồi âm hiệu quả, quanh quẩn khắp cả thiên kiếp thế giới. Sở các chủ ngốc mau có thể nghe ra Tống Thư Hàng một tiếng này gầm rú bên trong, loại kia tê tâm liệt phế thảm liệt. Oanh! Đầu ngón tay hắn lực lượng, hóa thành trắng lóa quang mang, chợt lóe lên. Hung hăng đánh về phía bốc lên khói trắng thiên chi tử. Giờ khắc này, giữa thiên địa trừ đạo này trắng lóa quang mang, không gặp lại cái khác. Quang mang những nơi đi qua, vạn vật chôn vùi. Toàn bộ huyền thánh thiên kiếp thế giới chấn động kịch liệt, lôi hải tiêu tán, kiếp vân bạo phá. Giống như tận thế,
thể lỏng kim loại thiên chi tử bị quang mang đánh trúng, cùng nó bên người không gian cùng một chỗ bị xé thành mảnh nhỏ, lại bị quang mang bạo tạc thôn phệ. Thần kích dự uy, tại bát phẩm huyền thánh quanh quẩn trong không gian, thật lâu không tiêu tan. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại một kích này bên trong bình yên vô sự. Mục tiêu diệt sạch sao? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi, nàng đã trải qua không cảm ứng được mục tiêu tồn tại. Tống Thư Hàng thu tay lại chỉ, hắn mở ra mình tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu. Ninh hảo hữu của ngươi sổ đen hai thành viên thiên chi tử đã tử vong. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở miệng, chuẩn bị nói cho sở các chủ ngốc mau cái tin tức tốt này. Nhưng ngay tại hắn há miệng thời điểm, bát phẩm huyền thánh không gian, nổ. Bát phẩm thiên kiếp không gian rốt cục chịu không được cái này ủy khuất, nguyên địa bạo tạc. Tống Thư Hàng. Tại một ngày này, thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh vô tình hất bàn, sáng tạo ra mới độ kiếp ghi chép cùng lịch sử. Bát phẩm thiên kiếp thế giới, nói nổ liền nổ, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tống Thư Hàng nhìn qua bắt đầu sụp đổ thiên kiếp thế giới, há hốc mồm, thật lâu nói không nên lời nửa câu tới. Khắc mất một thân bảo vật, lần nữa đem mình ép thành kẻ nghèo hèn về sau, mặc dù thành công đem thiên chi tử cho làm, nhưng không nghĩ tới thiên kiếp thế giới cũng bị cùng nhau xử lý. Nhìn, nguyện vọng của ngươi thực hiện, sở các chủ ngốc mau tóc nhọn chỉ hướng sụp đổ thiên kiếp thế giới nói. Trước đó, Tống Thư Hàng nói qua cái thứ ba phương án chính là nhấc bàn, đem bát phẩm huyền thánh thiên kiếp thế giới cho băng rơi. Hiện tại, hắn thành công làm được. Ân, nói được thì làm được nam nhân, cũng không làm cho người ta chán ghét. Tống Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau vừa cười hỏi, xin hỏi bá Tống Huyền Thánh, người bây giờ có gì cảm tưởng? Tống Thư Hàng trong miệng nửa ngày chen mới ra bi thống bốn chữ, im lặng là vàng. Thiên kiếp thế giới nổ quá đột ngột, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng vô luận là thân lý vẫn là tâm lý. Hiện tại vấn đề là, thiên kiếp thế giới nổ về sau, ta bát phẩm huyền thánh kiếp xem như qua đâu. Vẫn là thất bại rồi. Tống Thư Hàng tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, phân tích nói. Cũng có thể là, pháp tắc lực lượng sẽ đem ngươi chuyển rời đến cái khác bát phẩm huyền thánh không gian bên trong độ kiếp. Sở các chủ ngốc mau suy đoán nói bát phẩm thiên kiếp thế giới, không chỉ một chỗ. Lúc trước Bạch Thánh Quân liền soát mấy cái bát phẩm thiên kiếp thế giới thiên kiếp đạn hạt nhân, cuối cùng một mực soát đến Tống Thư Hàng bọn người chỗ bát phẩm thiên kiếp thế giới, cùng Tống Thư Hàng bọn người ở tại thiên kiếp thế giới hội sư. Bất quá, ta chưa từng có nổ qua bát phẩm thiên kiếp thế giới, không biết sẽ như thế nào. Lại nói, người giảng pháp bản thảo chuẩn bị xong chưa? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Nào có nhanh như vậy? Tống Thư Hàng tâm tắc nói hắn trước mấy ngày còn tại chuẩn bị viết giảng pháp bản thảo bản nháp, vừa mới đánh cái mở đầu, căn bản không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy lại bị nhét vào thiên kiếp thế giới. Vậy ngươi chỉ có thể cố lên, nhìn xem có thể hay không lâm tràng phát huy. Trong tay của ta không có hiện thành giảng pháp bản thảo có thể cung cấp ngươi sử dụng, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua sụp đổ thiên kiếp thế giới. Đồng thời tinh tế cảm ứng cảnh giới của mình, cảnh giới của hắn, không có biến hóa. Cảnh giới vẫn như cũ ở vào thất phẩm tôn giả đỉnh phong bình cảnh, cũng không có đột phá cái này cửa ải. Như thế đến xem, thiên kiếp thế giới sụp đổ sau hắn độ kiếp nên tính là thất bại rồi. Như vậy, chờ ta sau khi rời khỏi đây, chẳng phải là có thể lại độ một lần bát phẩm huyền thánh kiếp. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Một bên khác, chư thiên vạn giới. Khoảng cách lần trước bá Tống Huyền Thánh nhân tiền hiển thánh đã qua một tháng thời gian. Dĩ vãng mỗi tháng đều sẽ bên trên chư thiên vạn giới Huyền Thánh giảng pháp cùng mọi người gặp mặt bá Tống Huyền Thánh, tháng này vậy mà không có đúng hạn xuất hiện. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, có thật nhiều người tu luyện trong lòng đột nhiên nhớ tới bá Tống Huyền Thánh. Chư thiên vạn giới khác biệt vị diện, khác biệt hệ thống tu luyện thành viên, trong lòng nhao nhao nổi lên khác biệt suy nghĩ. Chẳng lẽ bá Tống Huyền Thánh đã trải qua thành công bước ra mình con đường trường sinh, kết thúc đối bát phẩm huyền thánh kiếp thế giới hành trình? Bởi vì chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang hoài nghi bá Tống Huyền Thánh chính là đỉnh phong kiếp tiên, đang nghiệm chứng tự thân con đường trường sinh, mới có thể lần lượt đi chinh phục bát phẩm huyền thánh kiếp, lên đài giảng pháp, cho nên có rất nhiều tu sĩ trong lòng nổi lên suy đoán như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Có người dám thở dài. Đáng tiếc, ta một mực tại chờ mong bá Tống Huyền Thánh tháng này giảng pháp,
nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội đột phá tự thân cảnh giới. Lần trước bá Tống Huyền Thánh tại tuyến đáp đề thức giảng pháp, để ta được lợi rất nhiều. Cũng không ít tu sĩ đang mong đợi bá Tống Huyền Thánh hiện thân. Có tiếc nuối, có buông lỏng, có không cam lòng, có chờ mong. Nhưng vô luận ôm dạng gì tâm tính, tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách, đông đảo người tu luyện trong lòng đồng thời hiện lên bá Tống Huyền Thánh thân ảnh. Một chút tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, lòng có cảm giác, giữa lẫn nhau tương hỗ đối mặt. Chờ chút, loại cảm giác này, chẳng lẽ là bá Tống Huyền Thánh ngưng nói biểu tượng. Đột nhiên, có trong lòng người khẽ động. Bát phẩm Huyền Thánh chỗ đặc thù, ở chỗ bọn hắn tấn thăng về sau, chư thiên vạn giới vì bọn họ dựng sân khấu, cung cấp bọn hắn giảng pháp, hiển thánh. Còn nếu là có Huyền Thánh tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên, đồng dạng có thể gây nên dị biến nghe nói. Kiếp tiên nhóm tại vượt qua cửu phẩm tiên kiếp về sau, có thể đem nguyên thần ký thác hư không, lấy pháp tắc cô đọng một viên bản mệnh tinh thần. Từ đó về sau, kiếp tiên lực lượng không còn câu thúc tại bản thể. Thậm chí, đơn thuần đánh giết kiếp tiên thân thể đã trải qua rất khó đem bọn hắn triệt để chém giết. Mà kiếp tiên bản mệnh tinh thần ngưng tụ thành công lúc, đồng dạng sẽ khiến chư thiên vạn giới dị tượng. Bát phẩm cùng cửu phẩm tấn cấp, đều có chỗ đặc thù. Nhưng ở cửu phẩm kiếp tiên bên trên tiến thêm nửa bước, ngưng tụ ra mình đạo, trở thành trường sinh giả đại lão, tại ngưng đạo thành công lúc, tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù dị tượng. Chẳng lẽ, chúng ta vừa rồi trong lòng không khỏi đồng thời nhớ tới bá Tống Huyền Thánh, cũng là bởi vì hắn chứng đạo trường sinh. Tại cửu phẩm kiếp tiên cảnh bên trên tiến thêm nửa bước, trở thành thọ nguyên vô tận, trường sinh bất tử tồn tại. Đang lúc những người tu luyện trong lòng như thế suy đoán thời điểm, có một loại giống như nhân tiền hiển thánh hình tượng, phù hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Tất cả nhàn rỗi trạng thái người tu luyện không khỏi ngẩng đầu, cùng nhau vọng thiên. Loại cảm giác này là huyền thánh nhân tiền hiển thánh. Là lại có mới huyền thánh, chứng đạo thành công. Hoặc là, ầm ầm, lần này nhân tiền hiển thánh hình tượng, cùng dĩ vãng khác biệt. Chư thiên vạn giới người tu luyện ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một màn kinh khủng bạo tạc tràng diện. Cuồng bạo năng lượng. Uy mãnh thiên lôi biển, còn có thần bí thiên kiếp thế giới. Nhưng là, đây hết thảy, đều đang sụp đổ. Cho dù là thông qua hiển thánh hình tượng, chư thiên vạn giới người tu luyện vẫn như cũ có thể cảm giác được hình tượng bên trong thế giới này cái kia cuồng bạo đến làm người tuyệt vọng lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, muốn thôn vệ hủy diệt tất cả tiếp xúc chi vật. Đây là cái gì, tận thế? Không đúng, cái này tựa hồ là thiên kiếp thế giới, nó đang sụp đổ. Vì cái gì thiên kiếp thế giới sẽ sụp đổ? Lần này hiển thánh huyền thánh đâu? Ở đâu? Ở nơi đó, đang sụp đổ thế giới trung tâm, có công đức chi quang. Có mắt người nhọn, thấy được trọng điểm. Đang sụp đổ thiên kiếp thế giới trung tâm, trói mắt công đức chi quang ngưng tụ làm công đức nữ đế. Là bá Tống Huyền Thánh công đức tiên tử. Chư thiên vạn giới bên trong mỹ mạo khí chất có thể cùng vị này công đức tiên tử đánh đồng cũng không nhiều. Mà lại lần này. Công đức tiên tử biến càng thêm mỹ hình. Đỉnh đầu bình thiên quan, buộc thân nữ hoàng long bào, còn có chỗ cổ, ngực, cánh tay, eo rắn chỗ cái kia trang trí hình xinh đẹp bọc thép, trong tay cự thuẫn cùng trường kiếm, làm nàng bá đạo nữ đế khí chất bên trong lại tăng thêm một điểm nữ võ thần nhuệ khí. Mà tại công đức nữ đế phía dưới, nổi cái kia chư thiên vạn giới không ai không hiểu nam nhân bá Tống Huyền Thánh. Hoặc là nói, là nửa cái bá Tống Huyền Thánh. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh, chật vật như thế. Cường hoành như bá Tống, vậy mà đều đánh đến chỉ để lại nửa cái thân thể. Hắn đối mặt thiên kiếp đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lại liên tưởng đến bá Tống Huyền Thánh bên cạnh cái kia trực tiếp bị đánh nổ bát phẩm Huyền Thánh không gian. Tê không ít người âm thầm hút miệng hơi lạnh. Vốn cho rằng bằng bá Tống Huyền Thánh đỉnh tiêm kiếp tiên thực lực. Độ bát phẩm thiên kiếp nghiệm chứng chính mình đạo hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình, soát thiên kiếp hẳn là như chơi đùa. Hiện tại xem ra, bá Tống Huyền Thánh mỗi lần độ bát phẩm thiên kiếp không hề giống thế nhân tưởng tượng nhẹ nhõm. Thiên kiếp thế giới sẽ theo bá Tống Huyền Thánh thực lực tiến hành điều chỉnh, biến càng thêm cường đại. Tựa như trước mắt một màn này, bá Tống Huyền Thánh cùng thiên kiếp chiến đến cuối cùng lúc, nửa người sụp đổ, thậm chí đem toàn bộ thiên kiếp thế giới đánh nổ. Mỗi một cái bước ra mình con đường trường sinh kiếp tiên, đều kinh lịch thiên tân vạn khổ, không có một cái là nhẹ nhõm. Con đường trường sinh, là tranh thủ vĩnh hằng sinh mệnh quá trình. Từng bước tất tranh. Giờ khắc này,
chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng đột nhiên nổi lên rất nhiều cảm ngộ con đường tu luyện, một bước một cước ấn, cho tới bây giờ liền không có nhẹ nhõm đơn giản có thể nói. Bá Tống Huyền Thánh giảng pháp còn chưa bắt đầu, liền có một sóng nhỏ công đức chi lực bắt đầu hội tụ thành hình. Thiên Hà Tô Thị mấy chục năm mới tổ chức một lần niên hội đã trải qua kết thúc. Tô Thị ngay tại mở tiệc chiêu đãi tộc nhân cùng khách nhân, Tô Thị lão tổ nút buộc hiện thân tự mình chiêu đãi khách tới. Yến hội quá trình bên trong, ở đây tất cả mọi người ngẩng đầu. Sau đó liền thấy được Bá Tống Huyền Thánh cùng sụp đổ bát phẩm huyền thánh không gian. Tiếng kinh hô liên tiếp. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, sách trễ nhưng đến a. Sắp độc lập đậu đậu, mặc dù tháng này tới tương đối trễ, nhưng Bá Tống vĩnh viễn không vắng mặt. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, cái này sóng qua đi, thư hàng chính là chân chính Bá Tống Huyền Thánh, thế nào, các đạo hữu có gì cảm tưởng? Sược sư, Bắc Hà tán nhân hỏi, a thập lục cùng Vũ Nhu tử không cùng lấy cùng một chỗ huyền thánh sao? Trước đó, Tống thư hàng tiểu hữu rõ ràng mang theo a thập lục cùng Vũ Nhu tử cùng rời đi, lần này vậy mà không có thành đoàn độ kiếp. Dù sao cũng là hắn một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh, cũng không cần chơi thành đoàn độ kiếp, trực tiếp liền có thể tiến vào độ kiếp không gian. Tạo hóa Pháp Vương nói. J.S. xoa cằm nói cách khác, lần này thư hàng tiểu hữu cũng không có thành đoàn độ kiếp. Đáng tiếc, hắn vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không cùng tiểu hữu tổ cái đoàn tới. Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên, tại quần bên trong lặng lẽ trao đổi. Quần chủ Hoàng Sơn Tôn giả lại một mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới cùng trung ương nửa cái Bá Tống Huyền Thánh. Hoàng Sơn tiền bối ngươi thế nào? Lệ Chi tiên tử nhỏ giọng hỏi. Ta có loại cảm giác nói không ra lời tựa như là có cái gì biến hóa mới, muốn mở ra. Hoàng Sơn tiền bối nhỏ giọng trả lời. Lệ Chi tiên tử khẽ gật đầu nàng cũng có cảm giác như vậy. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong, một chút cùng Bá Tống Huyền Thánh có liên quan đại lão. Riêng phần mình lộ ra khác biệt phản ứng. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng cái gì hàng đều có thể thiến tiên tử người khoác cùng khoản cái chăn, yên lặng nhìn qua hư không. Sau một lúc lâu, cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên nói, ngoan đồ nhi, từ hôm nay trở đi, vi sư giải trừ ngươi cùng Bá Tống Huyền Thánh ở giữa cấm chỉ giao dịch lệnh cấm. Sư phụ ngươi lương tâm phát hiện, cái gì hàng đều có thể thiến tiên tử kinh ngạc nói. Lương tâm. Chúng ta một chuyến này cái gì tâm đều có, nhưng chính là không thể có lương tâm. Cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười, chỉ vào trong hư không hình tượng giải thích nói, đồ nhi ngươi nhìn, tại cái này sụp đổ bát phẩm thế giới bên trong du tẩu hủy diệt tính trắng lóa lực lượng kia là thần kích lực lượng. Thần kích là một loại tà thuật, chỉ cần sử dụng qua một lần về sau, liền sẽ nghiện. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mà mỗi lần sử dụng thần kích, liền cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Bá Tống Huyền Thánh sẽ thành chúng ta tử trung hộ khách. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử. Bất quá vi sư cùng Bá Tống Huyền Thánh tương xung, cùng hắn giao dịch chuyện tốt, liền toàn quyền giao cho ngươi. Cái gì đều có thể bán đại lão lại nói. Ta cảm giác sư phụ ngươi tại lừa ta. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nhỏ giọng nói. Nàng cảm giác sư phụ nhất định là nhìn ra cái gì, nhưng lại không cùng nàng nói rõ. Linh Điệp đảo bên trên. Chính thay hôn mê Linh Điệp Thánh Quân thay xong thuốc thiên đế, ngẩng đầu nhìn hư không. Một lát sau, nàng lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Thiên đế cảm ứng được mình một cái nỗi lo về sau được giải quyết. Mà lại, nếu như không có đoán sai, cái này nỗi lo về sau chính là bị Bá Tống giải quyết. Nhưng tiếp xuống, mới là điên cuồng nhất thời gian. Thiên đế nói khẽ. Đã mất đi chuẩn bị ở sau. Bây giờ đã trải qua chương trình hóa thiên đạo đến cùng sẽ kích hoạt như thế nào phản ứng chương trình. Lớn nhất có thể là thiên đạo khả năng cưỡng ép xuất thủ, bắt giữ hết thảy cùng viễn cổ thiên đình chi đạo có liên quan tồn tại, đem bọn hắn cưỡng ép rút đi, bổ sung tự thân thiếu hụt. Thậm chí rất có thể sẽ không khác biệt bắt giữ tất cả trường sinh giả cùng kiếp tiên. Nghĩ tới đây, thiên đế yên lặng cho Tống Thư Hàng phát cái tin, Tống tiền bối, tiếp xuống, điệu thấp làm người đát. Tại một chỗ dưới đáy biển, Tống Thư Hàng sổ đen hai bên trong côn vương ngay tại yên tĩnh tĩnh dưỡng. Đột nhiên, nó biến sắc. Bởi vì nó phát giác được một cái tin tức cùng nó cùng ở tại sổ đen hai liệt biểu bên trong thành viên mới thiên tri tử tử vong.
Sổ đen 2, là cái tử vong danh sách. Sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nửa người trên nắm lấy một thanh duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản. Công đức xà Mỹ nhân hai tay hư nâng, đem hắn bảo hộ tại trong lòng bàn tay. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa. Nơi đó là Tống Thư Hàng còn không có bị chặt xong nửa người số 2. Nói đúng ra, chỉ là còn lại một phần nhỏ, hẳn là muốn đánh lên gạch men bá Tống nửa người số 2 hài cốt. Lúc này, có một đạo không có chút nào tình cảm ý chí, từ Tống Thư Hàng nửa người số 2 hài cốt bên trên đảo qua. Sau đó đạo này ý chí bắt đầu ở nửa người số 2 hài cốt bên trên dừng lại. Linh quỷ tiên tử lặng lẽ phù hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, nàng kích hoạt từ cư sĩ nhất hệ vậy tu luyện đạt được đặc thù thần thể. Tại linh quỷ tiên tử thể chất đặc thù tác dụng dưới, Tống Thư Hàng tồn tại cảm, thật nhanh suy yếu, trong nháy mắt chuyển hóa thành nhỏ trong suốt hình thức. Một lát sau, đối diện, cái kia đạo không có chút nào tình cảm ý chí bắt đầu thối lui. Lúc gần đi, nó thuận tay mang đi cái kia đoàn bá Tống nửa người số 2 hài cốt. Dù là chỉ là nửa người hài cốt, nhưng bá Tống trên người linh kiện tựa hồ đối với chư thiên vạn giới đại lão đều rất có lực hấp dẫn. Người người đều muốn mượn đi bá Tống trên người một bộ phận đồ vật. Vô luận là Tống Thư Hàng linh quỷ, sắt thép phân thân, hoại tử thận, vẫn là hoại tử nửa người số 2 hài cốt, đều có đại lão nguyện ý thu về. Tống Thư Hàng cùng sở các chủ ngốc mau giữ yên lặng, không có ngăn cản. Cứ như vậy, cái kia không có chút nào tình cảm ý chí thuận lợi mang theo bá Tống nửa người số 2 hài cốt, rời đi sụp đổ bát phẩm huyền thánh thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa rồi một màn này, cũng thông qua nhân tiền hiển thánh chương trình, hoàn toàn hình chiếu đến chư thiên vạn giới bên trong. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhìn thấy một phần hai bá Tống huyền thánh đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn thấy bá Tống huyền thánh còn sót lại nửa người hài cốt bị một cỗ lực lượng vô hình mang đi. Mặc dù mọi người không nhìn thấy cái kia chớ được tình cảm ý chí lực lượng, nhưng thông qua nhân tiền hiển thánh tràng cảnh, chư thiên vạn giới những người tu luyện có thể mơ hồ cảm ứng được tại một phần hai bá Tống huyền thánh phía trước, có khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng giáng lâm. Dù chỉ là thông qua gián tiếp, mơ hồ cảm ứng, chư thiên vạn giới những người tu luyện linh hồn vẫn như cũ phát ra run rẩy, cảnh giới thấp tu sĩ càng là trực tiếp lâm vào hôn mê. Đáng sợ, đây chính là bá Tống huyền thánh đối mặt kiếp nạn sao. Mà một chút tồn tại cường đại, thì thông qua một màn này, lĩnh ngộ được rất nhiều tin tức. Thậm chí còn có một phần nhỏ đỉnh tiêm trường sinh giả, suy đoán ra cái kia đạo mơ hồ lực lượng thân phận. Bá Tống huyền thánh đến cùng đã làm gì? Ngay cả thiên lực lượng đều bị dẫn dắt ra đến. Biết đến càng nhiều, liền càng biết khủng bố, liền càng bội phục một phần hai bá Tống huyền thánh. Thế là, lại là một đợt công đức chi lực tại chư thiên vạn giới trung thành hình, ngưng tụ. Tống Thư Hàng còn chưa bắt đầu giảng pháp, liền đã tồn trữ hai đợt minh mông công đức chi lực. Chỉ là lộ cái mặt, liền có thể tại chư thiên vạn giới cuồng soát công đức, không hề nghi ngờ. Bá Tống huyền thánh là trước mắt chư thiên vạn giới tự mang lưu lượng mạnh nhất nam nhân. Sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Đợi ý chí đó biến mất về sau, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi, người cùng nửa người số 2 ở giữa, còn có liên hệ sao? Không có, Tống Thư Hàng đáp. Hắn nửa người số 2 tuần tự kinh lịch vũ trang nữ đế tiên tử kiếm khí trảm kích cùng khắc kim nhất kích, đã sớm hoại tử, không cách nào thu về. Hoại tử nửa người số 2, cùng bản thể ở giữa tự nhiên sẽ cắt ra liên hệ. Hiện tại, Tống Thư Hàng đã tại yên lặng vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên cùng trình lâm tự lành pháp, dần dần sinh trưởng nhục thân của mình. Ở trong quá trình này, hắn còn chuẩn bị tốt cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, chờ thời cơ thích hợp liền phủ thêm cái chăn, để tránh mình xuân quang ngoại tiết. Dù sao, hắn hiện tại ở vào nhân tiền hiển thánh khâu. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn lặng lẽ mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, kéo ra khỏi sổ đen hai liệt biểu. Liệt biểu bên trong, thiên chi tử danh tự đã trải qua ảm đạm xuống, đằng sau còn ghi chú tử vong chữ. Cùng thiên chi tử sóng vai côn vương danh tự còn sáng ngời, cũng bổ sung lấy thất thải thần khí quang huy. Tống Thư Hàng ý chí tập trung vào côn vương, tùy thời chuẩn bị cho nó gửi đi nói chuyện riêng dù sao, hắn có vết xe đổ. Lúc trước, hắn một con giày thể thao bị thiên đạo di thuế cầu cướp đi về sau, đối phương có thể thông qua các loại thủ đoạn, lần lượt khóa chặt hắn vị trí, cũng đối với hắn tiến hành viễn chỉnh khóa chặt công kích.
Hiện tại, hắn nửa người số 2 bị thiên đạo ý chí mang đi, dựa vào thiên đạo ý chí cùng thiên đạo di thuế cầu nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối tính cách, nói không chừng cũng sẽ đột nhiên đối với hắn tiến hành viễn trình khóa chặt cũng đưa tặng một chút vượt không ở giữa tinh thần công kích loại hình. Vì để phòng vạn nhất, Tống Thư Hàng khóa chặt Côn Vương. Một khi tình huống không đúng, hắn có thể bay mau đem tinh thần công kích giá tiếp cho Côn Vương. Lông dê không thể bắt lấy một con hao, đây là sở các chủ dạy bảo hắn. Cho nên lần này, hắn sẽ không nắm lấy Hà Chỉ Ma Đế hao lông dê. Bất quá, thiên đạo ý chí tại mang đi nửa người số 2 hài cốt về sau, cũng không có lập tức triển khai động tác. Nó tựa như không có xuất hiện đồng dạng, thế giới tiếp tục như cũ vận chuyển, phảng phất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhân tiền hiển thánh nghi thức, vẫn còn tiếp tục. Sụp đổ bát phẩm huyền thánh không gian, không oán không hối sấn thác bá Tống huyền thánh, vì hắn dựng hiển thánh bình đài dù cho bị tổn thương đến phá thành mảnh nhỏ, nó cũng không định bỏ qua chư thiên vạn giới người tu luyện, muốn để bọn chúng cùng nhau tiếp nhận bá Tống huyền thánh một lần cuối cùng giảng pháp tổn thương. Hiện tại, nhân tiền hiển thánh khâu đã trải qua kết thúc, tiếp theo bước sắp tiến vào mấu chốt ngưng tụ thánh ấn chương trình. Tống Thư Hàng sau lưng, to lớn công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng triển khai bàn tay của mình, đưa bàn tay tâm 1/2 bá Tống huyền thánh để xuống. Mặc dù lần này bát phẩm thiên kiếp ngoài ý muốn mọc thành bụi, nhưng đã tiến vào nhân tiền hiển thánh khâu, vậy liền hảo hảo hiển thánh xuống dưới, đem cuối cùng một đợt công đức chi lực thu thập tới, tranh thủ để công đức xà mỹ nhân lại tiến hành một lần tiến hóa. Tống Thư Hàng hít sâu, hắn đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra cái chăn, thuần thục vây quanh ở cái hông của mình thánh viên long lực thần công tổng cương thiên hiệu quả tán đến không được, Tống Thư Hàng nhục thân sinh trưởng tốc độ so với hắn dự liệu phải nhanh rất nhiều. Trong lòng đánh tốt giảng pháp phúc cảo sao, sở các chủ ngốc mau nói. Không có thời gian, ta chỉ có thể bên cạnh giảng vừa nghĩ. Bất quá, chỉ cần ta nghiêm túc đi giảng, chư thiên vạn giới đạo hữu bao nhiêu sẽ cho ta cái mặt mũi. Mà lại, trước đó ở hạch tâm thế giới, các tiền bối đã trải qua giúp ta cùng nhau thiết lập đại bộ phận giảng pháp nội dung, trong lòng ta thoáng có chút ngọn nguồn. Tống Thư Hàng nhẹ giọng trả lời. Hắn bản này giảng pháp bản thảo đang đánh bản nháp thời điểm, thế nhưng là có sở các chủ, quy tiền bối, bia đá đạo hữu, tâm ma xích tiêu kiếm một đám vật trang sức tiền bối, cùng một chỗ hỗ trợ bày kế. Dù là không có chỉnh lý thành cuối cùng bản thảo, cũng tuyệt đối là tinh phẩm cấp bậc. Bất quá lần này, không có những người khác cùng ta cùng một chỗ hiển thánh giảng pháp, luôn cảm giác thoáng có chút không thích ứng. Tống Thư Hàng quan sát bốn phía, cô đơn đơn nhất người, thoáng có chút tịch mịch. Sở các chủ ngốc mau. Người đây là bệnh, muốn trị. Lên, đây là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh giảng pháp. Cũng là thời điểm cùng chư thiên vạn giới đạo hữu cáo biệt. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Lúc này, hắn cũng đang chờ mong, mình cái cuối cùng thánh hào sẽ là cái gì? Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma. Cái thứ năm thánh hào, vẫn là không cần phá hư đội ngũ, vẫn như cũ lựa chọn bá chữ mở đầu đi. Vạn chúng chú mục thánh ấn nghi thức mở ra. Bình thường đến nói, cái này thánh ấn nghi thức là có thụ chư thiên vạn giới mong đợi khâu bởi vì tại cái này khâu, mọi người mới có thể biết hiển thánh bát phẩm huyền thánh đến tột cùng ra sao lai lịch, thánh hào là cái gì. Bất quá, khi Tống Thư Hàng bắt đầu lại một lần nữa ngưng tụ thánh ấn lúc, chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chờ mong cảm giác. Dù sao cũng là khuôn mặt cũ, không thể quen thuộc hơn được, tự nhiên là không có chờ mong. Đám người thảo luận càng nhiều hơn chính là bá Tống huyền thánh lần này thánh hào, sẽ là bá cái gì? Nhân tiền hiển thánh hình chiếu bên trong, có một nhóm lớn văn tự rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này phù hiện ở Tống Thư Hàng bên người văn tự toàn bộ là Tống Thư Hàng đã trải qua xác định có đạo hiệu. Dù sao lần này, hắn không còn là hàng lởm huyền thánh, mà là hàng thật giá thật chính phẩm. Lần này, Tống Thư Hàng có thể lựa chọn một cái mình thích đạo hiệu, làm thánh hào. Chư thiên vạn giới người tu luyện định chằm chằm nhìn lại. Cái thứ nhất chuẩn bị tuyển thánh hào, Trình Lâm. A, à, bá Tống huyền thánh lần này không bá rồi. Lập tức, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác thật là khó chịu. Vì cái gì không tiếp tục bá xuống dưới? Vì cái gì không ngay ngắn chỉnh tề đủ góp thành một nhà? Nói thật, giờ khắc này chư thiên vạn giới không ít người tu luyện, tình nguyện bá Tống cái thứ năm thánh hảo biến thành bá bá,
dạng này chỉ ít ở một mức độ nào đó là chỉnh chỉnh tề tề, để đoàn người trong lòng chẳng phải khó chịu. Mà tại Trình Lâm cái này đạo hiệu hiển hiện nháy mắt, chư thiên vạn giới bên trong còn có một nhóm cảm kích cường giả đỉnh cao, thân thể có chút cứng đờ. Có người lộ ra biểu tình mừng rỡ, có người lộ ra vẻ oán hận, có người lộ ra ái mộ chi ý. Liên quan tới Trình Lâm cái tên này, chư thiên vạn giới cái này một nhóm cường giả đỉnh cao, có quá nhiều hồi ức cùng ý nghĩ. Lại nói, hiện tại tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng có thể bắt đầu dùng sao? ID nói chuyện riêng Hạ Thư Hàng tiểu hữu, để hắn lấy cái chỉnh tề điểm đạo hiệu A. Có cường độ thấp ép buộc chứng lưu huỳnh tiên tử nhìn không được nói. Lúc này, nàng hận không thể sử dụng một chiêu sức đẩy đem Trình Lâm cái này đạo hiệu bắn bay ra ngoài. Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma chỉnh chỉnh tề tề, đằng sau đột nhiên nối liền cái Trình Lâm, rất khó chịu. Lưu huỳnh tiên tử không cần khẩn trương, Thư Hàng phía sau dự bị đạo hiệu còn có mấy cái. Bắc Hà tán nhân lên tiếng an ủi. Giọng nói lại nói, rốt cục vẫn là đến một ngày này a. Dược sư cảm khái nói. Diệt Phượng công tử nói tiếp, đúng vậy a, mặc dù tại Thư Hàng tiểu hữu đánh bậy đánh bạ liều ra bá Tống huyền thánh thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi về sau, ta liền biết hắn trung quy sẽ có đường đường chính chính chứng đạo huyền thánh một ngày, nhưng là ta không nghĩ tới hắn chứng đạo huyền thánh lại nhanh như vậy. Giọng nói không, ta không phải ý tứ này. Dược sư trả lời. Diệt Phượng công tử. Meo meo, hai ta sóng điện vậy mà không tại một cái kênh. Dược sư cẩu đản ngươi cùng Tử Yên sau khi kết hôn, quả nhiên thay đổi. Giọng nói ta tại cảm khái thời gian cùng Tuế Nguyệt, lúc trước vẫn là ta phụ trách lãnh đạo Thư Hàng tiểu hữu nhập môn, một tay chỉ đạo hắn tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp tiến hành trúc cơ. Bây giờ, ta cùng Tử Yên còn tại thai nghén đời sau, mà Thư Hàng tiểu hữu cũng đã tuyệt dục. Dược sư cảm thán nói. Vậy đại khái chính là duyên đi. Hắn cùng Thư Hàng tiểu hữu duyên, trước hô sau ứng, chuẩn xác. Diệt Phượng công tử. Công tử móng vuốt dùng sức ở trên ghế salon cào, dược sư giảng tốt có đạo lý, Diệt Phượng công tử căn bản không biết muốn làm sao tiếp dược sư lời này gốc giả. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu trầm mặc một lát, dược sư, dược hoàn biểu lộ, uống thuốc không, dược sư. Giọng nói đã ăn rồi. Hoàng Sơn tiền bối không cần lo lắng cho ta. Dược sư trả lời. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, vỗ đầu an ủi biểu lộ. Đến rồi, Thư Hàng hạ cái dự bị thánh hào ra. Đông Phương Lục tiên tử nhắc nhở. Chỉ thấy hiển thánh bên trong Tống Thư Hàng bên người, cái kia một nhóm văn tự không ngừng biến hóa lần này, một hơi huyễn hóa ra mấy cái khác biệt dự bị đạo hiệu tới. Bá Đao Tống Nhất, Thư Sơn Cư Sĩ, Tầm Đạo Thư Sinh, Cửu Tu. Bích Thủy Các chữa trị chi nước mắt. Phía trước ba cái đạo hiệu, đều là Tống Thư Hàng từng dùng qua đạo hiệu, lúc trước bảy cái đạo hiệu bên trong Kim Cương Quân Tử Đao cùng Mộc Đạo Nhân đã bị Tống Thư Hàng chuyển tặng cho đệ tử, Bạch Kình Lộ Đao Khách cùng Thiện Tâm Cư Sĩ cũng có khác nó dùng. Trước ba cái dự bị đạo hiệu đều có thể lý giải. Về phần xuất hiện cửu tu, rất có thể là lúc trước cùng Thất Tu Thánh Quân ký kết khế ước trở thành dự bị bát tu nguyên nhân. Về sau thông nương kế thừa cửu tu Phượng Hoàng Đao thành đương đại bát tu. Cái kia Tống Thư Hàng thân phận tự nhiên là hướng về sau chuyển rời, trở thành dự bị cửu tu, có thể lý giải. Bích Thủy Các chữa trị chi nước mắt là cái quỷ gì? Sở các chủ ngốc mau dùng sức gõ Tống Thư Hàng đỉnh đầu, vì cái gì nàng Bích Thủy Các sẽ xuất hiện tại Tống Thư Hàng đạo hiệu bên trong? Tống Thư Hàng. Còn có, vì cái gì tiên tử đạo hiệu, cũng trở thành ngươi dự bị đạo hiệu rồi. Ngươi muốn chuyển chức thành tiên tử hay sao? Sở các chủ ngốc mao cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía to lớn hóa công đức xà mỹ nhân. Tiên tử hướng hắn lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành tiếu dung. Nụ cười này, chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện lập tức cảm giác mình yêu đương. Bá Đao Tống Nhất, Bá Đao Tống Nhất, đồng thời, chư thiên vạn giới có không ít ép buộc chứng người tu luyện, bắt đầu ở trong lòng yên lặng niệm tụng bắt đầu. Tốt nhất đem Tống Nhất hai chữ cũng đi rơi, cái thứ năm đạo hiệu liền gọi bá đao. Cứ như vậy, liền chân chính chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào đạo hiệu? Sở các chủ ngốc mau thở dài, hỏi. Bây giờ Tống Thư Hàng là chính thức tiền nhiệm huyền thánh, không giống mấy lần trước như thế thánh hào ngẫu nhiên, lần này hắn có được tự mình lựa chọn mình thánh hào quyền lực. Bá đao hoặc là cửu tu đi, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở dĩ chỉ tuyển chọn bá đao mà không tuyển chọn tăng thêm Tống Nhất,
là Tống Thư Hàng mãnh liệt cầu sinh dục đột nhiên bộc phát. Bởi vì Tống Nhất cái này đạo hiệu, sẽ làm hắn trên người vật trang sức cùng mấy vị đại lão nghĩ đến không ổn đồ vật. Nếu như hắn thật dùng bá đao Tống Nhất cái này thánh hào có trời mới biết Bạch Long tỷ tỷ, Sở các chủ, Bạch Cốt tiên cơ sẽ đối với hắn làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình. Bạch Long tỷ tỷ cùng Bạch Cốt tiên cơ cái này một đôi màu trắng tổ hợp còn tốt, dù sao không phải hắn vật trang sức. Nhưng Sở các chủ ngốc mao coi như ngày đêm đâm vào trên đầu của hắn. Nếu như hắn dùng Tống Nhất danh tự, Sở ngốc mao liền thành treo ở đỉnh đầu hắn thanh kiếm Damoco, vậy liền phi thường muốn mạng. Tại Tống Thư Hàng làm ra lựa chọn đồng thời, trên đỉnh đầu Sở các chủ ngốc mao phảng phất lập tức ôn nhu xuống tới, cũng tốt, người mấy cái này đạo hiệu bên trong, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cửu tu cùng bá đao thích hợp nhất trước mắt ngươi. Như vậy, hai chọn một đi, người muốn lựa chọn cái nào? Cửu tu đi, Tống Thư Hàng mỉm cười, lộ ra sáu cái hàm răng trắng noãn cái cuối cùng thánh hào, hắn đột nhiên nghĩ lựa chọn một cái không giống bình thường, không đi bá chữ đường thánh hào. Chỉnh chỉnh tề tề là một loại đẹp, nhưng có đôi khi không trọn vẹn cũng là một loại đẹp a. Tống Thư Hàng đưa tay, quả quyết hướng lấy cửu tu cái này đạo hiệu điểm tới. Năm 2020 ngày mùng 1 tháng 1, hắn Tống Thư Hàng lần thứ 5, cũng chính là một lần cuối cùng hiển thánh. Xin gọi hắn vì cửu tu huyền thánh. Điểm. Tại ép buộc chứng nhóm khó chịu vẻ mặt, bá Tống ngón tay chỉ tại cửu tu cái này đạo hiệu bên trên. Sau một khắc, văn tự bắt đầu ngưng tụ làm thánh ấn. Sau một khắc, thiên đạo đột nhiên nổ. Tại thánh ấn sắp ngưng tụ thành hình một khắc này, tại cửu tu thánh hào sắp cố định một khắc này, thiên đạo đột nhiên biến mất. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện toàn bộ lòng có cảm giác. Tất cả mọi người con mắt đang ngó chừng bá Tống huyền thánh ngưng tụ thánh ấn, cũng thừa nhận thiên đạo đột nhiên biến mất kịch liệt xung kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Tống Thư Hàng. Ta gọi Tống Thư Hàng, năm ngoái ta vẫn là một phổ thông Giang Nam Đại học tân sinh. Hiện tại, ta hoảng ép một cái. Hôm nay là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh, cũng là ta chính thức chứng đạo huyền thánh thời gian. Ta thậm chí đã trải qua lựa chọn một cái sấn tâm thánh hào. Đây là hai kiện phi thường chuyện tốt đẹp, là ta đạp lên nhân sinh đỉnh phong thời cơ. Nhưng đột nhiên, thiên đạo lại nổ. Ta sau đó phải làm sao bây giờ? Xin giúp đỡ, rất vội. Bá Tống huyền thánh, cái này chú định ghi vào tu chân giới sử sách nam nhân, mỗi một lần hiển thánh đều sẽ cho người ta mang đến chấn kinh. Hắn lấy thiên niên đệ nhất thánh tư thái hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo hắn tồn tại. Sau đó dùng cái kia đáng sợ mang thai ngưng thị đem tự thân hình tượng một mực lạc ấn tại tất cả người tu luyện trong lòng, lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Hắn hiển thánh địa điểm bao hàm toàn diện, hiện thế, cửu u, cùng cái kia không thuộc về hiện thế, cửu u cổ thế giới đều lưu lại hắn bá đạo thân ảnh, thậm chí. Tại xa xôi đi qua, đều có hắn hiển thánh tung tích. Thời gian, địa điểm đều không thể ngăn cản hắn hiển thánh. Hắn là chư thiên vạn giới trong lịch sử hiển thánh số lần nhiều nhất nam nhân, sáng tạo ra một cái làm người tuyệt vọng ghi chép mà lại cái kỷ lục này, chỉ có chính bá Tống huyền thánh có thể đánh phá. Hôm nay là bá Tống huyền thánh lần thứ 5 nhân tiền hiển thánh, dù cho đã là lần thứ 5, nhưng cái này nam nhân đáng sợ vẫn không có thu tay lại, tiếp tục tại tu chân giới lịch sử bên trên soát tân liên quan tới hắn ghi chép. Lần này, hắn vô tình đánh nát bát phẩm thiên kiếp thế giới. Đang sụp đổ thiên kiếp thế giới bên trong leo lên hiển thánh sân khấu. Chỉ là hắn lần này hiển thánh tư thế, là đủ lần nữa ghi vào sử sách. Nhưng là bá Tống huyền thánh căn bản không thỏa mãn với loại trình độ này lịch sử sự kiện. Tại hắn ngưng tụ thứ ngũ thánh ấn thời điểm, rốt cục ngay cả thiên đạo đều không chịu nổi, sụp đổ biến mất. Chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một vị người tu luyện, toàn bộ chấn kinh đến nói không ra lời. Địa cầu thời gian năm 2020 ngày mùng 1 tháng 1, bá Tống huyền thánh lần thứ 5 hiển thánh, thiên kiếp thế giới sụp đổ, thiên đạo phá diệt, chư thiên vạn giới chấn động. Tu chân giới các nhà sử học trong lịch sử nặng nề mà nhớ kỹ một bút, bởi vì bá Tống huyền thánh xuất thân từ hiện thế. Địa cầu hoa hạ, cho nên đầu này ghi chép ngày cũng sử dụng địa cầu thời gian. Cái này tại hiển thánh mùa thiên đạo đều không chịu nổi sụp đổ nam nhân, vô luận hắn kết cục như gì. Đại danh của hắn sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại tu chân giới trong lịch sử, mà lại là chói mắt nhất thiên đạo cấp sự kiện lớn bên trong. Tương lai tu sĩ, chỉ cần nhắc lên thiên đạo cái đề tài này,
liền không khả năng tránh đi bá tống huyền thánh. Thiên đạo sụp đổ biến mất, đem gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Chư thiên vạn giới tất cả vị diện đều sẽ nhận kịch liệt xung kích cùng ảnh hưởng. Thế giới linh lực triều tịch có thể sẽ sớm tiến đến. Càng quan trọng hơn là, đoạn thời gian trước tị thế không ra trường sinh giả cùng kiếp tiên nhóm, sẽ không còn tị thế. Nhóm này thế giới đỉnh tiêm đại năng, sẽ nhập thế. Sau đó, liền muốn kéo ra tranh đoạt thiên đạo mở màn. Ai mới có thể trở thành một thế này nho ra thánh nhân, chấn áp một thế, treo lên đánh chư thiên vạn giới. Ai mới có thể trở thành người thắng sau cùng, kế thừa thiên mệnh, chứng đạo bất hủ, trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân. Chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện ánh mắt, đều nhìn phía ngay tại hiển thánh bá tống huyền thánh. Nếu như luận nhân khí, bá tống huyền thánh quả thật là thiên đạo lớn nhất người cạnh tranh. Hắn tại thiên đạo phá diệt thời điểm chứng đạo trường sinh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tựa hồ cũng hội tụ đến hắn trên thân. Chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu tiếp xuống, vô luận là ai muốn tranh đoạt thiên đạo, đều tránh không khỏi bá tống huyền thánh. Muốn chứng đạo bất hủ, đầu tiên muốn đem bá tống huyền thánh hàng phục. Không thông qua bá tống huyền thánh thí luyện, liền không có tư cách tranh đoạt thiên đạo. Tống Thư Hàng lúc này áp lực như núi. Chư thiên vạn giới người tu luyện con mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến một chút tị thế đại lão cũng nhao nhao hiện thân, bắt đầu chú ý hắn hiển thánh giảng pháp. Sở tiền bối, ta có phải hay không muốn chết một lần sẽ tương đối tốt? Tống Thư Hàng hiện tại là thật, hoảng ép một cái. Sở các chủ ngốc mau lúc này nội tâm cũng loạn rối tinh rối mù, căn bản không biết muốn thế nào trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Tống Thư Hàng giữ ngón tay, nguyên bản tại ngưng tụ thánh ấn thụ thiên đạo sụp đổ sự kiện ảnh hưởng, dừng lại. Cửu tu thánh ấn chậm chạp không có thành hình chỉ sợ cũng đã trải qua không cách nào thành hình. Thiên đạo sụp đổ biến mất xung kích, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến hiển thánh Tống Thư Hàng. Cửu tu cái này thánh hào, đã trải qua không cách nào phù hợp giờ này khắc này ý cảnh. Thiên địa quy tắc lực lượng, bắt đầu cưỡng chế thay đổi cái này thánh ấn thánh hào bởi vì bá tống huyền thánh tại nhân tiền hiển thánh, thiên địa quy tắc muốn thông qua hắn thánh ấn, hướng chư thiên vạn giới chiêu cáo thiên đạo sụp đổ tín hiệu. Cái này giống như là một cái đài truyền hình nguyên bản ngay tại phát ra phim truyền hình, nhưng đột nhiên nhận được một cái cấp thế giới tai nạn tin tức trọng đại, nhất định phải khẩn cấp cắm truyền bá. Thế là, nguyên bản phim truyền hình bị cưỡng ép cắt đứt, tiến vào cắm truyền bá cấp thế giới tin tức khâu. Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái chính là như thế. Cửu tu thánh hào bị cắt đứt, cắm truyền bá liên quan tới thiên đạo sụp đổ tin tức khẩn cấp. Một lát sau, oanh một tiếng vang thật lớn. Tống Thư Hàng thánh in lên cửu tu hai chữ bị bóp méo. Thay vào đó là cùng thiên đạo sụp đổ có quan hệ, tràn đầy phá diệt khí tức bá diệt hai chữ. Bởi vì có thiên địa pháp tắc cưỡng ép nhúng tay thánh ấn ngưng tụ quá trình nguyên nhân, Tống Thư Hàng quả thứ 5 thánh ấn thể tích đặc biệt to lớn, so với trước mặt 4 cái thánh ấn phải lớn ra một vòng. Thậm chí, cái này mai thánh ấn nội ẩn ở giữa ẩn chứa một sợi thiên đạo phá diệt tin tức. Nó sinh ra tượng trưng cho một vị thiên đạo biến mất. Loại loại nhân quả, loại loại biến hóa, chú định cái này mai bá diệt thánh ấn không tầm thường. Đây là thánh ấn bên trong cực phẩm, biến dị thánh ấn. Có lẽ, nó có thể xưng là đạo ấn. Bá diệt đạo ấn. Bá tống cái thứ 5 tư thái, bá diệt thánh quân. Bá diệt thánh quân, cái này thánh hào, tại chư thiên vạn giới trong lòng của tất cả mọi người tiếng vọng. Bá tống, bá nho, bá long, bá ma cùng bá diệt. Lúc này rốt cục sướng rồi. Đây hết thảy chẳng lẽ đều tại bá tống trong tính toán sao? Lúc này, chư thiên vạn giới có mấy vị đỉnh tiêm đại lão. Trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Dù sao, bá tống huyền thánh lần này tấn cấp, điều nghiên địa hình thật trùng hợp. Giống như là hắn cố ý dẫm tại thiên đạo biến mất một sát na này, chứng đạo, bước ra chính mình đạo, ngưng tụ trước nay chưa từng có một phương đạo ấn. Thánh ấn đã tụ, thậm chí bá tống huyền thánh đạo cũng đã hoàn thiện. Như vậy lần này, bá tống huyền thánh sẽ còn giảng pháp sao? Chư thiên vạn giới bên trong có một nhóm phổ thông tu sĩ. Thầm nghĩ lại là rất giản dị, cùng tự thân tương quan sự tình. Cạnh tranh thiên đạo sự tình, đối phổ thông tu sĩ đến nói quá xa xôi. Còn không bằng nghe nhiều nghe bá tống huyền thánh giảng một lần pháp. Chỉ là từ trước mắt đến xem,
bá Tống Huyền Thánh cũng đã hoàn thiện mình đạo, vậy hắn sẽ còn lại một lần nữa giảng pháp sao? Trong hư không, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại bá Diệt Thánh ấn phía trên, hít sâu, bình phục tâm cảnh của mình. Mặc dù ngoài ý muốn mọc thành bụi, nhưng tiếp xuống Huyền Thánh giảng pháp, hắn không định bỏ lỡ. Dù sao cũng là hắn một lần cuối cùng giảng pháp cũng không biết nhận thiên đạo phá diệt tin tức xung kích, còn sẽ có bao nhiêu người nghe hắn giảng pháp. Hy vọng có thể thuận lợi kết thúc công việc đi. Thu hồi bá Diệt Thánh ấn về sau, Tống Thư Hàng đứng dậy đạp lên Huyền Thánh giảng pháp vị trí. Huyền Thánh giảng pháp trực tiếp, mặt hướng chư thiên vạn giới. Tống Thư Hàng chuẩn bị một lát sau, mở miệng nói, chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm, tốt đẹp nhà, ta là bá Tống. Tin tưởng mọi người đều nhìn quen mắt ta. Tiếp xuống, là ta một lần cuối cùng giảng pháp, Tống Thư Hàng hướng về chư thiên vạn giới tuyên cáo nói. Sở các chủ ngốc mao. Một lần cuối cùng giảng pháp a. Lúc này Sở ngốc mao đang suy nghĩ một sự kiện. Nàng nghĩ đến, muốn hay không nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vẫn cho là đây là hắn một lần cuối cùng giảng pháp. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại vẫn là thất phẩm tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Đúng vậy, mặc dù thánh ấn ngưng tụ, giảng pháp cũng bắt đầu. Nhưng Tống Thư Hàng cảnh giới, cũng không có tăng lên. Bất quá, cân nhắc liên tục về sau, Sở ngốc mau bỏ đi nhắc nhở Tống Thư Hàng suy nghĩ. Dù sao kế tiếp là Tống Thư Hàng tự nhận là một lần cuối cùng giảng pháp, nàng vẫn là không nên đánh loạn Tống Thư Hàng trạng thái, để cái này đáng thương tiểu tử hảo hảo kể xong hắn một lần cuối cùng giảng pháp đi. Cái này sóng ngắn ngủi vui vẻ, vẫn là để Tống Thư Hàng trước hưởng thụ xong đây là tới từ Sở các chủ ôn nhu. Ít nhất cũng phải chờ hắn kể xong pháp, ngưng xong chư thiên vạn giới chúng sinh nguyện lực công đức về sau, nàng lên tiếng nữa nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng, dạng này sẽ tương đối thú vị. Nghĩ tới đây, Sở ngốc mau mềm mềm nằm xuống, tiến vào lười biếng hình thức. Bá Tống Huyền Thánh một lần cuối cùng giảng pháp, chư thiên vạn giới người tu luyện nghe đến đó lúc, đều trong lòng hơi động. Quả nhiên, cùng bọn hắn đoán đồng dạng, bá Tống Huyền Thánh đã trải qua bước ra mình đạo, tiếp xuống hắn đã trải qua sẽ không lại lãng phí thời gian thí nghiệm nhân tiền hiển thánh cùng Huyền Thánh giảng pháp. Nghĩ tới đây lúc, chẳng biết tại sao, chư thiên vạn giới rất nhiều những người tu luyện trong lòng, đột nhiên nổi lên một điểm không thôi cảm xúc kỳ thật bá Tống Huyền Thánh mỗi lần giảng pháp, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là một hồi trước gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề thức giảng pháp hình thức, rất nhiều tu sĩ trong tu luyện bối rối nhiều năm nan đề, thông qua lần trước bá Tống Huyền Thánh giảng pháp, đạt được đáp án chính xác, tu luyện bình cảnh có thể đột phá. Từ lần trước giảng pháp về sau, chư thiên vạn giới bên trong càng ngày càng nhiều người tu luyện bắt đầu chờ mong bá Tống Huyền Thánh mỗi tháng giảng pháp cùng mang thai thống khổ cùng so sánh, quả nhiên vẫn là tu vi quan trọng hơn, thật là thơm. Đáng tiếc, một tháng này một lần bá Tống Huyền Thánh giảng pháp phúc lợi, cuối cùng vẫn là phải kết thúc. Hồi tưởng lại, đi qua trong một năm, tức có hạnh phúc, cũng có nước mắt, có khổ quá có ngọt, cuối cùng là tràn đầy thu hoạch. Một lần cuối cùng giảng pháp, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng mang thai ngưng thị cảnh cáo rồi. Còn có một phần nhỏ tu sĩ nghe vậy, trong lòng hơi động bá Tống Huyền Thánh mỗi lần hiển thánh giảng pháp, tất cả mọi người không dám cho xoa bình, sợ chính là bá Tống Huyền Thánh lần sau đột nhiên đổi khuôn mặt, đi lên chính là yêu ngưng thị. Dù sao bá Tống Huyền Thánh có tiền khoa, từng dựa vào mặt nạ lừa qua Huyền Thánh giảng pháp thiết tắc. Nếu như lần này thật là bá Tống Huyền Thánh một lần cuối cùng giảng pháp, vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng mang thai ngưng thị cảnh cáo. Siêu A. Bá Tống Huyền Thánh, lúc này chúng ta sẽ nghiêm túc, khách quan đánh giá ngươi giảng pháp. Nếu như ngươi giảng không tốt, cũng đừng trách chúng ta không cho khen ngợi. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên bộ phận này người tu luyện lại quay đầu nhớ tới bá Tống Huyền Thánh mấy lần trước giảng pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, bá Tống Huyền Thánh mỗi lần giảng pháp đều suy nghĩ khác người. Mỗi lần giảng pháp đều có thể giảng đến mọi người trong tâm khảm. Tựa hồ mỗi lần cho bá Tống khen ngợi, đều là tâm phục khẩu phục kết quả. Nghĩ như vậy, tựa hồ đã mất đi mang thai ngưng thị cảnh cáo cũng không có gì ý nghĩa. Bá Tống tiền bối, đừng nhanh như vậy kết thúc a, nếu như ngươi có hứng thú, có thể lại đến mấy lần giảng pháp. Chúng ta nguyện dùng chúng sinh nguyện lực ngưng tụ công đức, cầu bá Tống tiền bối giảng pháp vĩnh viễn không kết thúc a. Có bộ phận tu sĩ thậm chí bắt đầu cho nhân tiền hiển thánh soát bình phong chân chính bản huyền thánh, đang giảng pháp thời điểm, có thể thuận theo tâm ý của mình,
thu được chư thiên vạn giới những người tu luyện thời gian thực phản hồi. Bọn hắn hy vọng tâm nguyện của mình có thể bị bá Tống Huyền Thánh tiếp thu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trong đầu sửa sang lại mình muốn giảng pháp nội dung. Mặc dù nhận lấy thiên đạo sụp đổ tin tức xung kích, nhưng quan sát hắn giảng pháp người tu luyện số lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Dù sao, coi như thiên đạo sụp đổ, trường sinh giả nhóm cũng không phải lập tức liền tiến vào sống mái với nhau, đánh cái người chết ta sống. Mà lại bá Tống Huyền Thánh đã trải qua thành công nhận đá thử vàng. Chư thiên vạn giới tu sĩ, trong lòng đều xác nhận một sự kiện thiên đạo tư cách tranh đoạt mở màn, sẽ lấy bá Tống Huyền Thánh vì mở màn kéo ra. Cho nên, một ít đại lão cũng tại tinh tế quan sát Tống Thư Hàng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bước ra mình đạo bá Tống, hiển nhiên đã trải qua có tranh đoạt thiên đạo tư cách. Một lần cuối cùng giảng pháp, để chúng ta trở về ban sơ, thuần túy nhất giảng pháp hình thức. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma cùng vừa ngưng tụ bá diệt thánh ấn, ngũ phương thánh ấn tự chủ hiển hiện, như đồng hành tinh vây quanh hàng tinh, tại Tống Thư Hàng bên người án lấy quỹ tích đặc biệt xoay tròn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay. Tại lòng bàn tay của hắn có một cái kim đan mã hai chiều đang lóe lên. Bất quá, hắn cũng không có đem cái này mã hai chiều cho lộ ra tới. Hắn tại do dự. Nếu như đang giảng pháp khâu hiển lộ cái này kim đan mã hai chiều, có thể hay không dẫn đến một nháy mắt, chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đều thêm hắn làm hảo hữu. Vậy hắn tu chân nói chuyện phiếm có thể chống đỡ ở như thế lượng lớn tin tức sao? Hoặc là nói, hắn hiện tại có thể hay không chịu đựng lấy khổng lồ như vậy tin tức. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng âm thầm đem trưởng tâm kim đan mã hai chiều dập tắt lòng người không đủ, rắn nuốt voi. Có đôi khi, người cần khắc chế dục vọng của mình. Hắn cũng không muốn đang giảng pháp thời điểm, bị kim đan mã hai chiều tin tức bạo não, ngay trước chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trước mặt, biểu diễn tử vong cùng phục sinh. Hiện tại còn không phải công bố kim đan mã hai chiều thời điểm. Ít nhất phải chờ hắn bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, suy nghĩ thêm chấp hành cái phương án này. Lần này giảng pháp, nội dung có thể sẽ có chút hỗn tạp. Tống Thư Hàng mở miệng, ấn lấy mình trong đầu ý nghĩ, bắt đầu tinh tế nói tới. Hắn giảng pháp bản nháp, là án lấy sở các chủ, bạch long tỷ tỷ, quy tiền bối, bia đá đạo hữu, xích tiêu kiếm chờ vật trang sức tiền bối chỉ đạo, viết lên mà thành. Khắp nơi ẩn giấu đi trường sinh giả. Kiếp tiên cấp bậc huyền bí. Trong đó còn bao hàm Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm chi đạo. Mặc dù hỗn tạp, nhưng bản này giảng pháp ngay từ đầu, rất nhanh hấp dẫn chư thiên vạn giới những người tu luyện lực chú ý. Thậm chí có một ít cường giả đỉnh cao, cũng nghe nhập thần. Đại đạo thanh âm, đại đạo dị tượng bắt đầu vần quanh tại Tống Thư Hàng bên người. Năm mai thánh ấn tiếp tục vây lấy Tống Thư Hàng xoay tròn, sau đó chẳng biết lúc nào. Viên kia bá diệt đạo ấn rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng hai tay dâng thánh ấn, trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng nguyên bản còn không có viết xong giảng pháp bản thảo, kế tục mới nội dung liên tục không ngừng tại trong đầu hắn sinh ra. Những này mới nội dung cùng bá diệt cái này thánh hào có quan hệ, cũng cùng thiên đạo sụp đổ tin tức này có quan hệ, cũng cùng Tống Thư Hàng nhân sinh kinh lịch bên trong sinh tử luân hồi thể nghiệm bộ phận sinh ra cộng minh. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu liên tục không ngừng có đốn ngộ bắt đầu hiển hiện. Hắn đối với mình tu luyện công pháp, bí thuật lĩnh ngộ làm sâu sắc. Đồng thời, còn có một cái không hoàn thành bí pháp, cũng dần dần đạt được bù đắp kia là đến từ thiên hà tô thị thằng kết lão tổ sáng tạo giọng nói cộng tinh thần cộng linh hồn đa trọng thuộc tính bí pháp. Cái bí pháp này, có thể để cho thi thuật giả thanh âm tràn ngập ma lực, mới mở miệng liền có thể để người cùng thi thuật giả cùng một chỗ thể nghiệm cảm đồng thân thụ huyền diệu. Cửu U thế giới. Bạch tiền bối cùng béo cầu cách xa nhau 100 mét, đứng yên bất động. Bạch U U, ta thật không cam lòng. Không cam tâm cứ như vậy biến mất. Béo cầu đại lão thanh âm có chút lác, giống như là băng nhạc kẹp lại đồng dạng. Thân thể của nó, ngay tại hóa thành điểm sáng. Thiên đạo sụp đổ tiêu tán, nó cái này cửu U chúa tể cũng vô pháp tiếp tục tồn tại. Ta biết, bạch tiền bối đáp. Hắn là chư thiên vạn giới nhất lý giải thể lỏng quả cầu kim loại người. Béo cầu vì sống sót xuống dưới, đã hao hết tâm tư cùng thủ đoạn. Đáng tiếc, béo cầu đối ứng thiên đạo không có cho nó nhiều thời gian hơn. Béo cầu đại lão dừng lại một lát sau,
quyết định nói, ta tại cửu u thế giới 6 nơi địa phương, có dấu trọng yếu bảo vật, là cùng trước mấy đời thiên đạo có liên quan chí bảo. Ta tiêu tán về sau, những bảo vật này. Không cần nói, ta đều biết. Bạch tiền bối lên tiếng nói, người 6 cái bảo tàng chỗ, kỳ thật có 3 cái đã bị ta lặng lẽ rời trống, còn lại 3 cái ta cũng có đầu mối. Béo cầu đại lão. Bạch u, ta quả nhiên vẫn là muốn lộng chết ngươi. Vĩnh biệt, bạch tiền bối cuối cùng ôn nhu nói. Liền để béo cầu mang theo đối với hắn căm hận biến mất đi. Béo cầu thân ảnh, càng ngày càng nhỏ, từ trong ra ngoài biến trong suốt bắt đầu. Nó phảng phất như là một cây sắp đốt hết củi, yếu ớt sinh mệnh chi hỏa ở trong mưa gió chập chờn. Tối, hậu, béo cầu dùng hộp băng thanh âm cố gắng nói. Đột nhiên, nó ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem mình toàn bộ thân thể hóa thành một nắm đấm, lấy hỏa tiễn phun ra phương thức hướng phía bạch u đập tới. Cuối cùng của cuối cùng, nó quyết định muốn dán bạch u một quyền, hướng hắn tấm kia khiến người chán ghét mặt đi dán. Bạch tiền bối đứng không nhúc nhích, không có tránh né tựa như có muốn chính diện đón lấy béo cầu cuối cùng này một quyền. Hoa! Bạch tiền bối tóc dài, bị quyền phong gợi lên, hướng về sau bay lên. Béo cầu thân thể biến thành nắm đấm, đánh vào khoảng cách bạch tiền bối một tấc chỗ. Liền cũng không tiếp tục được tiến thêm. Sau một khắc, to lớn nắm đấm như cát cát đồng dạng tiêu tán, rơi đầy đất. Cửu u chúa tể béo cầu, chết! Một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, giơ lên béo cầu thân thể biến thành cát cát. Giữa không trung, những này cát cát lại một lần nữa phong hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán không gặp. Bạch tiền bối tại nguyên chỗ yên lặng dừng lại mấy phút. Sau đó, hắn móc ra một đôi kính râm, dùng xoáy khí động tác đeo lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mình áo khoác, quay người rời đi. Hiện thế, chư thiên vạn giới bên trong. Những người tu luyện đều tại ngẩng đầu vọng thiên, yên lặng lắng nghe bá tống một lần cuối cùng giảng pháp. Trước đó bởi vì cảm ứng được vô tình ý chí mà lâm vào hôn mê cấp thấp tu sĩ, cũng tại các trưởng bối thủ đoạn hạ tỉnh táo lại, yên lặng nghe pháp. Bá tống huyền thánh lần này giảng pháp, không có làm thủ đoạn đặc thù, trở về ban sơ thuần túy giảng pháp thủ đoạn, nghiêm túc giảng. Hắn lần này giảng pháp nội dung, bao hàm toàn diện, có chút hỗn tạp. Nhưng mỗi một đoạn nội dung bên trong, đều ẩn chứa kiếp tiên cấp thậm chí là trường sinh giả lĩnh ngộ. Bá Diệt Thánh Quân lần này giảng pháp, tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ. Có đỉnh tiêm các đại lão, từ Tống Thư Hàng lần này giảng pháp bên trong, nghe được rất nhiều chi tiết. Lần này giảng pháp không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn người, ngay cả bọn hắn cũng nghe nhập thần. Bất quá, có thể rõ ràng cảm giác ra bá Tống lần này giảng pháp, có chút vội vàng. Tựa hồ ngay cả hoàn chỉnh giảng pháp bản thảo đều không có viết xong. Xem ra, cái này đích xác là bá Tống huyền thánh một lần cuối cùng giảng pháp. Đỉnh tiêm đại lão thầm nghĩ trong lòng. Bá Tống một lần cuối cùng độ kiếp cường độ, khẳng định vượt qua tưởng tượng. Vì ứng phó một lần cuối cùng thiên kiếp, xác minh chính hắn đạo, hắn thậm chí ngay cả một lần cuối cùng giảng pháp bản thảo đều không có thời gian viết xong. Bá Tống khẳng định có đem tất cả thời gian, đều dùng tại độ cuối cùng một kiếp lên. Đáng giá Bá Diệt Thánh Quân đầu nhập tất cả thời gian cùng tinh lực, thậm chí ngay cả cái giảng pháp bản thảo đều không có thời gian viết xong. Cái kia Bá Diệt Thánh Quân cuối cùng chỗ bước ra đạo đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, bước ra đạo độ khó càng cao, tiềm lực khẳng định lại càng lớn. Vậy bây giờ Bá Diệt Thánh Quân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đạo lại là cái gì? Vì cái gì xác minh mình đạo cần kinh nghiệm 5 lần bát phẩm thiên kiếp, ngưng tụ 5 lần chúng sinh chi lực hóa thành công đức? Bá Tống đạo cùng thiên kiếp có quan hệ, hoặc là cùng công đức có quan hệ, lại hoặc là cùng dẫm tại thiên đạo sụp đổ tiết điểm này có quan hệ. Vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, bá nho huyền ma đều vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là mượn nhờ lần này hiển thánh, hắn dẫm tại thiên đạo sụp đổ điểm lên, nhất cử trở thành chư thiên vạn giới lớn nhất ảnh hưởng lực cường giả. Hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong sao, bá long cổ thánh. Những này đỉnh tiêm đại lão, không khỏi đem ánh mắt một mực nhìn về phía trong hư không bá Tống huyền thánh. Lúc này, giảng pháp bên trong bá Tống huyền thánh ngồi xếp bằng có mắt sắc đại lão đó có thể thấy được, bá Tống huyền thánh ngón chân là vừa vặn mọc ra. Vẻn vẹn tại hiển thánh cộng giảng pháp thời gian bên trong, bá Tống huyền thánh nửa người dưới liền đã sinh trưởng hoàn tất. Đây là đáng sợ đến mực nào tự lành thủ đoạn. Mắt sắc các đại lão đối bá long cổ thánh đánh giá, cao hơn mấy phần.
trong hư không, ngồi xếp bằng Bá Diệt Thánh Quân, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại. Hắn eo buộc cái chăn, hai tay đan sen, lấy tự nhiên tư thế đặt ở phần bụng vị trí. Sau lưng to lớn công đức nữ đế tiên tử, như thủ hộ thần linh, thủ hộ sau lưng hắn. Lúc này Bá Tống Huyền Thánh, nhìn qua có điểm giống đi ngủ. Nhưng hắn giảng pháp cũng không có đình chỉ, từ trong miệng của hắn có hư vô mờ ảo thanh âm phát ra. Thanh âm này, phảng phất tràn đầy ma lực. Theo Bá Ma Huyền Thánh giảng pháp nội dung một đường trải rộng ra, chư thiên vạn giới những người tu luyện, cảm giác tiếng lòng của mình bị khiên động. Bá Tống Huyền Thánh mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng bắt đầu có được rung động lòng người hiệu quả, dẫn dắt nghe pháp chư thiên vạn giới người tu luyện, làm cho tất cả mọi người buông ra lòng mang, tiến vào Bá Diệt Thánh Quân thế giới. Chờ chút, loại cảm giác này, loại này mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng bắt đầu có được đặc thù lực lượng cảm giác. Hẳn là, Bá Diệt Thánh Quân muốn sáng tạo thuộc về mình văn tự. Có mấy vị phi thường uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao, đột nhiên trong lòng hơi động. Khoảng cách hiện tại thời gian gần nhất hai vị công nhận trấn áp một thế cường giả, chính là Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Đế cùng Nho Gia Thánh Nhân. Mà hai vị này, đều có được phi thường đặc thù, chỉ thuộc về bọn hắn văn tự đế văn cùng Nho Văn. Ngưng tụ độc thuộc về mình văn tự, cái này tựa hồ là một loại biểu tượng, một loại cảnh giới càng cao hơn. Bá Long Cổ Thánh, tại bước ra mình đạo về sau, đã bắt đầu lục lọi ngưng tụ mình văn tự. Quả nhiên, Bá Diệt Thánh Quân không phải tầm thường. Tương lai thiên đạo chi chiến, hắn có tất cả mọi người quấn không ra thí luyện. Thiên Hà Tô Thị. Tô Thị Lão Tổ nút buộc hơi kinh ngạc nhìn qua hiển thánh bên trong Tống Tiểu Hữu. Hắn biết Tống Tiểu Hữu hiện tại sử dụng giảng pháp thủ đoạn, đúng là hắn bỏ ra 3 ngày thời gian hướng hắn truyền thụ cho chưa hoàn thành thanh âm cộng tinh thần cộng linh hồn bí pháp. Không nghĩ tới Tống Tiểu Hữu mượn giảng pháp hiển thánh thời cơ, vậy mà bắt đầu đem hắn bí pháp hoàn thiện. Siêu a, thằng kết lão tổ mỉm cười. Thông qua Tống Tiểu Hữu giảng pháp, hắn có thể đẩy ngược ra bổ xong bí pháp khâu, bắt đầu bù đắp bí pháp của mình. Lại nói, Thư Hằng có phải hay không ngủ thiếp đi? Lúc này, Lệ Chi tiên tử đột nhiên lên tiếng nói. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn. Mặc dù Tống Thư Hằng vẫn tại giảng pháp, trong miệng liền không có dừng lại qua, nhưng Lệ Chi tiên tử chính là cảm giác Tống Thư Hằng tựa hồ ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, bên trên Hoàng Sơn tiền bối sững sờ. Đang giảng pháp bên trong, kể kể liền ngủ mất, chuyện này tiết nghe làm sao có chút quen tai. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên Hoàng Sơn tiền bối trong đầu linh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn cảm giác mình bụng dưới bắt đầu huyễn đau. Không sai, kia là Tống Thư Hằng tiểu hữu lần thứ 2 nhân tiền hiển thánh giảng pháp lúc sự tình, khi đó hắn đang giảng một thiên đạo tâm chủng ma giảng pháp bản thảo. Nhưng kể kể, đột nhiên hắn lâm vào loại trạng thái ngủ. Giảng đến một nửa đạo tâm chủng ma lắc mình biến hóa, đổi thành Nho Gia giảng pháp. Đêm hôm ấy, chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới, không người ngủ. Hoàng Sơn tôn giả trong lòng bắt đầu hiện lên bất an dự cảm. Cùng một thời gian, nguyên bản ngay tại giảng pháp Bá Diệt Thánh Quân, đột nhiên đứng lên. Hai tay của hắn triển khai, lộ ra bạch hạc lưỡng xí chi tư, hắn một cước thu hồi. Bày ra kim kê độc lập tri thức. Mà cặp mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt, giống như đang ngủ say. Tống Thư Hằng cái kia hai mắt nhắm chặt, khiến Hoàng Sơn tiền bối tạm thời thoáng an tâm một chút xíu. Nhưng cũng chỉ là an tâm như vậy một chút xíu, so móng tay nhọn còn muốn nhỏ. Mà lại, vẫn chỉ là tạm thời an tâm, dù ai cũng không cách nào cam đoan Thư Hằng lúc nào đột nhiên mở to mắt. Đang lúc Hoàng Sơn tiền bối nghĩ như vậy thời điểm. Tống Thư Hằng con mắt mở ra, không phải hai mắt, có trán của hắn, có con mắt thứ 3 mở ra. Tam bào thai, Hoàng Sơn tiền bối tim đập rộn lên. Đơn giản mang thai ngưng thị sau này không cách nào thỏa mãn Tống Thư Hằng tiểu hữu sao. Trong hư không, tại Tống Thư Hằng kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí thời điểm, sau lưng linh quỷ tiên tử vội vàng hiển hiện, đưa tay bắt được Tống Thư Hằng bên hông buộc lấy đại lão cùng khoản cái chăn, miễn cho bị đơn rớt xuống. Dẫn đến Thư Hằng lộ hàng. Sở Ngốc Mao, cái này không hiểu thấu tư thế, sẽ không là con kia hí tinh mã trên người a. Nàng đánh giá Tống Thư Hằng lúc này trạng thái. Ngủ thiếp đi. Tống Thư Hằng lúc này, xa vào đến nhập định hoặc là nói là đốn ngộ trạng thái, dù sao liền cùng đi ngủ không sai biệt lắm. Nhưng ý thức bên trên mặc dù tiến vào loại trạng thái ngủ,
hắn giảng pháp nhưng vẫn không có gãy mất. Miệng của hắn liền phảng phất bị khai quang liên tục không ngừng giảng thuật diệu áo pháp cùng đạo. Cái chán thứ ba thần nhãn, có bị cái kia thằng kết lão tổ bí pháp kích hoạt. Thứ ba thần nhãn vốn là có được mạnh rót tin tức công năng, hiện tại nó chủ động hiển hiện, phối hợp thằng kết lão tổ bí pháp, mở rộng cái bí pháp này hiệu quả, để Tống Thư Hàng mỗi một câu giảng pháp có thể bổ sung càng lớn tin tức, biến càng thêm khiếp người tiếng lòng. Cùng lúc đó, sau lưng công đức xà mỹ nhân cũng bắt đầu hành động. Nàng hai tay kết liên hoa ấn, từ trên người nàng có một tầng lít nha lít nhít công đức chi quang mạng lưới hiển hiện, lần này Tống Thư Hàng giảng pháp ngưng tụ tới công đức chi lực. Toàn bộ bị công đức xà mỹ nhân dẫn đạo chắp sau lưng chương này công đức mạng lưới bên trên, cường hóa mạng lưới cường độ, vì Tống Thư Hàng tương lai đánh tốt cơ sở. Bất quá những này công đức chi quang mạng lưới, chỉ có nàng cùng Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy. Nhân tiền hiển thánh hình tượng bên trong biểu hiện, chỉ có công đức xà mỹ nhân tay kết liên hoa ấn, bộc phát ra đại lượng công đức chi quang, đem Tống Thư Hàng sau lưng độ lên như mặt trời hào quang chói sáng. Chư thiên vạn giới người tu luyện, tất cả đều mộng bức nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Bọn hắn không biết bá Tống Huyền Thánh vì sao muốn đột nhiên bày ra cái này quỷ dị tư thế. Cái này kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí nhìn đám người rất xuất diễn. Nhưng một phương diện khác, bá Tống Huyền Thánh trong miệng liên tục không ngừng phát ra giảng pháp thanh âm, lại có rung động lòng người, hấp dẫn tâm thần người ma lực. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe pháp trạng thái, không ngừng ở xuất diễn cùng hấp dẫn bên trong lắc lư động, lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên chi cảnh. Sở Ngốc Mao có chút chuyển động, nàng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không kích thích hạ Tống Thư Hàng, dù sao hiện tại có giảng pháp trạng thái. Nhưng cân nhắc đến Tống Thư Hàng hiện tại đang đứng ở đốn ngộ hình thức, đoạn người đốn ngộ như hủy người tiền đồ, nàng lại không tốt đánh gãy Tống Thư Hàng. Liền không thể hảo hảo độ một lần thiên kiếp, nghiêm túc giảng một lần pháp sao? Sở Ngốc Mao thở dài. Nàng cảm giác mình bây giờ thật muốn biến thành lão mụ tử, lúc nào cũng muốn vì Tống Thư Hàng phá sự mù quan tâm. Được rồi, mặc kệ, tùy ý giày vò đi, có bản lĩnh giày vò ra hoa đến a. Sở Ngốc Mao thầm nghĩ. Trong lòng nàng suy nghĩ mới chợt lóe lên, sau một khắc, Tống Thư Hàng liền thật giày vò ra hoa đến. Từng đóa trắng noãn hoa sen tại Tống Thư Hàng bên người hiển hiện, kia là thiệt chán liên hoa thiên phú. Lại có to lớn hắc liên hiện lên ở Tống Thư Hàng dưới chân, có bộ bộ sinh liên dị năng. Sở các chủ Ngốc Mao. Sau đó, sau lưng Tống Thư Hàng lại có một cái cự đại thế giới hư ảnh hiển hiện. Kia là một chỗ giống như tiên cảnh thế giới xinh đẹp. Bất quá thế giới này, chỉ cho thấy một góc của băng sơn. Tại hư ảnh trong tiên cảnh trung tâm có một chỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức con suối, nước suối liên tục không ngừng tuôn ra, hình thành thượng, hạ hai cái ao nước. Tại hạ du trong ao, có một vị mái tóc đen dài, mỹ mạo trình độ đủ để cùng công đức nữ đế so sánh tiên tử, ngay tại nhàm chán thổ phao phao. Thân thể của nàng ngâm mình ở trong ao, chỉ lộ ra đầu. Tại bên cạnh cái ao bên trên, còn ngồi ba vị tiên tử. Một vị mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, hai chân trắng nõn thon dài. Một vị cùng tai tóc ngắn, thân cách nhỏ nhắn xinh xắn, vây lấy bạch long khăn quàng cổ. Một vị lục sắc đuôi ngựa, dáng người bốc lửa, thân mang lục sắc sườn xám. Bất quá bởi vì là hư ảnh nguyên nhân, trên tấm hình tràn đầy mây mù trạng tiên khí, để hình tượng tràn đầy mơ hồ mỹ cảm. Sở các chủ Ngốc Mao. Cái này hình chiếu ra thế giới hư ảnh, chính là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, bởi vì bát phẩm thiên kiếp thế giới sau này bị đánh nổ, hạch tâm thế giới tự nhiên không còn che đậy. Sở các chủ Ngốc Mao hận không thể hung hăng quất Tống Thư Hàng một trận. Mặc dù hình tượng trải qua tiên khí mơ hồ xử lý, nhưng nếu có nhận biết nàng người, căn cứ một chút đặc điểm nhất định có thể nhận ra thân phận của nàng. Cái này, chư thiên vạn giới tất cả mọi người biết nàng ngâm mình ở trong ao thổ phao phao. Nếu không phải ngươi bây giờ ở vào đốn ngộ trạng thái, ta tuyệt đối phải đưa ngươi rút đến hôn mê. Sở các chủ ở trong lòng âm thầm thề. Lúc này, giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng lại xảy ra biến hóa. Hắn bạch hạc lưỡng xí động tác bắt đầu đong đưa, song trưởng như là cánh đồng dạng, bay múa đong đưa. Tại hắn hữu quyền bên trên khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân trên mu bàn tay, theo song trưởng múa trên dưới lay động, phát ra ia tiếng kêu. Theo động tác này, Tống Thư Hàng trạng thái được điều chỉnh đến tốt nhất hình thức không sai, hí tinh mã bạch hạc lưỡng xí cộng kim kê độc lập tư thế bên trong, kỳ thật ẩn chứa một bộ khôi phục tinh lực, điều chỉnh trạng thái khiếu môn.
lúc trước Tống Thư Hàng bản thể tại nhân tạo tiểu thế giới bên trong hấp thu không biết bạch một số 33 công lực, dung hợp nhân tạo tiểu thế giới lúc, thân thể liền bản năng bày ra động tác này, cũng là bởi vì bộ này động tác có thể để nhục thể của hắn trạng thái tùy thời điều chỉnh tại tốt nhất hình thức. Thứ ba thần nhãn, công đức xà mỹ nhân mạng lưới, hạch tâm thế giới, nho gia thánh nhân chi nhãn, hí tinh mã tư thế, Tống Thư Hàng toàn thân năng lực bị tập hợp thành một luồng, tiến vào trước mắt mạnh nhất tư thái. Sau đó, thứ ngũ thánh ấn bá diệt đạo ấn lấp lánh lên sán lạn quang huy. Nó ẩn chứa trong đó cái kia sợi thiên đạo sụp đổ tin tức rốt cục cùng mạnh nhất tư thái Tống Thư Hàng đạt thành cộng minh. Thế là, tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt, giảng pháp bên trong bá Tống huyền thánh, có chút dừng lại. Chỉ có rất ngắn một trận, không sai biệt lắm chính là hít sâu thay cái khí thời gian. Đón lấy, bá Tống huyền thánh lại lần nữa mở miệng tiếp tục giảng pháp. Sau đó, hắn liền chạy đề. Thay cái khí thời gian, bá Tống huyền thánh tiếp xuống giảng pháp nội dung, lại cùng trước đó giảng pháp tách rời, còn lửa môi không khớp ngựa miệng. Chư thiên vạn giới người tu luyện một mặt mộng bức. Và lúc này, giảng pháp bên trong bá Tống huyền thánh mở miệng, đọc lên một cái cổ quái âm tiết. Cái này âm tiết bên trong, ẩn chứa thiên đạo phá diệt tin tức, ẩn chứa bá Tống huyền thánh sinh tử luân hồi cảm ngộ. Đồng thời, tại thứ tam nhãn thần cường hóa bên dưới, thằng kết lão tổ bí thuật bật hết hỏa lực. Một cái âm tiết ở giữa, chư thiên vạn giới tất cả tu luyện được, đều bị đưa vào bá Tống tiết tấu. Sau đó, là bá Tống thời gian. Cái này, thật sự là tự sáng tạo văn tự. Một số đang tại nghe pháp đỉnh tiêm đại năng, nghe được vừa rồi từ bá Tống huyền thánh trong miệng phát ra từ lúc, đều là giật mình. Bá Tống huyền thánh cứ nhiên thành công đã sáng tạo ra cái thứ nhất thuộc về chính hắn văn tự. Vạn sự khởi đầu nan, sáng tạo cái thứ nhất thuộc về mình văn tự là khó khăn nhất một bước. Một khi bước ra một bước này, tương lai bá Tống huyền thánh liền có thể coi đây là cơ sở, liên tục không ngừng sáng tạo thuộc về chính hắn văn tự. Bá Tống huyền thánh văn tự, là cái gì văn thể? Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma cùng bá Diệt, vậy hắn văn tự, tự nhiên phải gọi. Bá văn. Bá Tống huyền thánh cùng nho gia thánh nhân, thiên đế một dạng, có được trấn áp một thế chi tư sao? Trong lúc đang suy tư, bá Tống huyền thánh trong miệng lại một lần nữa mở miệng, tiếp tục giảng pháp. Hắn giảng vô cùng nhanh, có chút mồm miệng không rõ cảm giác, dẫn đến chư thiên vạn giới chúng sinh đều không thể nghe rõ ràng bá Tống tại nói cái gì nhưng không quan hệ, có thể hay không nghe rõ ràng bá Tống giảng pháp đều đã trải qua không quan trọng. Coi như nghe không rõ ràng. Ở vào cảm động lây trạng thái chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều có thể tâm lĩnh hiểu ý minh bạch bá Tống huyền thánh giảng pháp nội dung. Thứ ba thần nhãn cường hóa hạ thằng kết lão tổ bí pháp cộng bá diệt đạo ấn công hiệu, đã mang theo chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả tiến vào Tống Thư Hàng thiết tấu. Đây là thông hướng bá Tống thời gian xe đen, cửa xe đã bị hàn chết, lên xe liền rốt cuộc không có xuống xe cơ hội, ai cũng đừng nghĩ nửa đường xuống xe. Mà lại, Tống Thư Hàng tiếp xuống giảng pháp, bởi vì dính đến thiên đạo sụp đổ tin tức, liền ngay cả trường sinh giả cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Tống Thư Hàng lần này nhân tiền hiển thánh đã không phải là phổ thông hiển thánh, nửa đường chịu đến thiên địa chi lực ảnh hưởng, trở thành thế giới dùng để thông chi chư thiên vạn giới tu luyện giả thiên đạo băng hà tin tức bình đài. Phàm là cùng thiên đạo dính líu quan hệ đồ vật, dù là chỉ là cái tin chết, cũng mạnh đến làm cho người không cách nào ngăn cản. Theo bá Tống huyền thánh giảng pháp triển khai, chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm giác mình bên người hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Bọn hắn phảng phất bị đưa vào đến một giấc mơ, nhưng hết lần này tới lần khác cái mộng cảnh này hết thảy đều vô cùng chân thực, mà lại ý chí của bọn hắn cũng phi thường thanh tỉnh. Đây chính là trong truyền thuyết nằm mơ ban ngày. Đơn giản tựa như là một cái cự hình chân thực huyễn tượng bao phủ chư thiên vạn giới, đem tất cả tu luyện giả đều đưa vào đến cái này chân thực huyễn tượng bên trong. Có đại lão tỉnh táo bình luận đạo. Mặc dù nói là mượn huyền thánh giảng pháp quyền hành, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, bá Tống huyền thánh đối với chân thực huyễn tượng nghiên cứu vô cùng sâu sắc. Chân thực huyễn tượng là rất nhiều trường sinh giả vẫn như cũ sẽ quay đầu đi nghiên cứu năng lực thiên phú, hắn mặc dù chỉ là thất phẩm tôn giả liền có thể nắm giữ quyền hành, nhưng rất nhiều trường sinh giả đều cảm giác, nó độ thần bí phi thường cao, đáng giá xâm nhập đi nghiên cứu. Hoa. Trong lúc suy tư, chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, đều bị đưa vào đến một cái tràn đầy chính khí thế giới.
cũng không phải là chư thiên vạn giới chúng sinh tụ tập lại tập hợp một chỗ, mà là mỗi người, đều trở thành bá tống huyền thánh, chia sẻ lấy từ bá tống huyền thánh giảng pháp bên trong truyền ra ngoài tin tức. Nơi này là địa phương nào? Phần lớn tu luyện giả đều nghi ngờ nhìn về phía cái thế giới xa lạ này. Đặc biệt là một số ma đạo hệ tu luyện giả, tà đạo hệ tu luyện giả, tiến vào cái thế giới này về sau, toàn thân đều không thoải mái, mười phần khó chịu. Mà hiện thế, Nho gia thành viên, lập tức nhận ra cái này hư ảo thế giới đây là Nho gia Kim Liên thế giới. Nho gia mấy vị phụ huynh cùng Hằng Hỏa chân quân, càng là sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn có thể nhận ra, đây là lúc trước Nho gia Kim Liên thế giới sơ thành lúc hoàn cảnh. Lại thêm bá tống huyền thánh giảng pháp nội dung bên trong tiết lộ ra ngoài thiên đạo sụp đổ, sinh tử luân hồi tin tức, khiến cho trong lòng bọn họ phun lên một loại chẳng lành cảm giác. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là người trong cuộc. Cái kia cấp kinh lịch, là bọn hắn nhân sinh cả một đời đều không muốn đi hồi ức ác mộng. Dù là chỉ là thoáng hồi ức, đều sẽ làm bọn hắn đau đến không muốn sống. Không phải mỗi một cái tu luyện giả đều để bá tống, không phải mỗi người đều có thể học được hưởng thụ thống khổ, không phải mỗi người sau lưng đều có thể có một cái tại ngươi thống khổ lúc yên lặng vỗ tay tồn tại. Hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều, hy vọng bá tống huyền thánh có thể tâm tình truyền lại. Nho gia mấy vị phụ huynh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau một khắc, Nho gia Kim Liên thế giới bị một đầu giống như sắt thép tạo thành ngón tay vô tình đâm thủng, cây kia thể lỏng kim loại chỗ tạo thành ngón tay xuất hiện tại Nho gia mấy vị phụ huynh trước mặt, cũng xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả trong mắt. Đây là cái gì? Vô biên tuyệt vọng, núi thây biển máu sợ hãi, như thâm uyên không đáy tàn nhẫn. Căn này ngón tay là lai lịch gì? Tại căn này dưới ngón tay, liền ngay cả kiếp tiên cường giả cũng cảm giác mình chỉ là sâu kiến, sẽ bị tùy tiện bóp chết. Căn này ngón tay bên trên tán phát khí tức khủng bố, tuyệt đại bộ phận tu luyện giả đều không chịu nổi, cơ hồ muốn đã hôn mê đi. Nhưng bọn hắn không cách nào hôn mê, bởi vì lúc này bọn hắn không còn là bản thân, bọn hắn tại chia sẻ đến từ bá tống huyền thánh giảng pháp cảm ngộ, đối sụp đổ, sinh tử chân quý lĩnh ngộ. Bá tống hào đoàn tàu khởi động về sau, lên xe không hối hận, xuống xe không hí. Tại chúng sinh tuyệt vọng bên trong, cây kia thể lỏng kim loại ngón tay vô tình ép xuống. Kinh khủng cửu u tà năng theo căn này ngón tay nhấn xuống, hóa thành kinh khủng phong bạo, tập quyển cả cái Kim Liên thế giới. Cửu phẩm kiếp tiên tại căn này dưới ngón tay, cũng như cùng sâu kiến. Đề giai điểm tu sĩ, liền côn trùng cũng không bằng. Một chỉ nhấn xuống về sau, cả cái Kim Liên trong thế giới chúng sinh đều bị nhấn bạo. Thịt nát xương tan, chảy máu lượng cực lớn. Ở cái này tàn nhẫn quá trình bên trong, càng có cửu u tà năng xâm lấn thân thể, tăng cường tu sĩ tử vong lúc thống khổ. Chúng sinh chết về sau, cái kia cửu u tà năng hình thành phong bạo, càng là vòng quanh đại gia huyết nhục, đưa chúng nó vẩy vào Kim Liên thế giới mỗi một hẻo lánh, thật. Nghiền xương thành cho. Làm người tuyệt vọng chính là, mãi cho đến bị nghiền xương thành cho lúc, chúng sinh ý chí cũng còn sống lấy, thừa nhận cái kia không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức cùng cửu u tà năng xâm phệ. Đây là hạng gì tuyệt vọng kiểu chết? Liền ngay cả thấy qua việc đời trường sinh giả, cũng ra mặt co rúm. Bọn hắn chịu đến giảng pháp ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, mà lại tâm trí của bọn họ cũng sẽ không bởi vì loại trình độ này thống khổ tử vong mà chịu ảnh hưởng. Nhưng là cây kia thể lỏng kim loại ngón tay làm bọn hắn để ý, loại này kinh khủng uy áp, tuyệt vọng lực lượng, còn có hiệu lệnh cửu u tà năng thủ đoạn. Là cửu u chúa tể sao? Bá tống huyền thánh, đã từng trực diện qua cửu u chúa tể. Hơn nữa còn có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ. Hữu tâm tranh đoạt bất hủ trường sinh giả, đối bá tống huyền thánh đánh giá lại cao mấy phần. Kết thúc rồi à, đang đau nhức bên trong triệt để chết đi về sau, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhẹ nhàng thở ra. Dạng này bị đại lão ấn chết thể nghiệm, bọn hắn căn bản không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Kết thúc, còn sớm vô cùng à, Hằng Hỏa chân quân thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là một lần vòng lặp vô hạn kinh lịch, hắn đều không biết lúc trước bản thân là thế nào kiên trì nổi. Đương chư thiên vạn giới tu luyện giả cho rằng kết thúc thời điểm, tại cái kia hư ảo thế giới bên trong, bọn hắn bị sống lại. Sống lại. Sống. Nhật, ai thi triển phục sinh? Điên rồi sao? Hiện tại, chư thiên vạn giới tu luyện giả, nhất định đều dưới đáy lòng nguyền rủa thi triển phục sinh người đi. Hằng Hỏa chân quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính là cái kia đầu sỏ gây ra.
bị chư thiên vạn giới tu luyện giả âm thầm nguyền rủa nam nhân. Sở dĩ liên quan tới cái này chân tướng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Bây giờ Hằng Hỏa chân quân, kỳ thật đã âm thầm bước vào đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Từ trở thành Nho Gia Kim Liên thế giới trưởng khống nhân về sau, hắn liền không ngừng đạt được Kim Liên thế giới phản hồi, từ đó nhất cử đột phá lục phẩm cảnh giới, bước vào thất phẩm. Bất quá việc này thuộc về Nho Gia cơ mật, sở dĩ một mực giữ kín không nói ra. Có Kim Liên thế giới làm hậu thuẫn, chỉ muốn làm gì chắc đó, hắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ, liên quan tới chuyện này nhất định phải giữ bí mật, miễn cho tương lai hắn nhân tiền hiển thánh giảng pháp thời điểm, bị chư thiên vạn giới tu luyện giả nhớ thương, bị đánh xoa bình. Như thế tự hỏi, Hằng Hỏa tiền bối thản nhiên tiếp nhận mới một lần tử vong. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả tuyệt vọng, trong bi thương, phục sinh sau bọn hắn tiến vào vòng lặp vô hạn hình thức. Cây kia kinh khủng thể lỏng kim loại ngón tay, lần lượt vô tình nhấn xuống. Nhưng là vô luận bọn hắn chết bao nhiêu lần, cái kia lực lượng thần bí, cuối cùng sẽ đem bọn hắn lần lượt phục sinh. Sau đó lại bị cây kia vô tình kim thủ chỉ ấn chết. Nhấn chư thiên vạn giới tu luyện giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là bị lần lượt ấn chết. Tử vong loại chuyện này, vô luận kinh lịch bao nhiêu lần, đều khó có khả năng quen thuộc. Mỗi một lần tử vong đều là hoàn toàn khác biệt mới mẻ thể nghiệm. Giờ phút này, dù cho bị đánh đến sụp đổ, nhưng vẫn như cũ toàn lực vì bá tống huyền thánh dựng giảng pháp sân khấu bát phẩm thiên kiếp thế giới, phảng phất tại tản ra thánh hiền hào quang. Bá tống lần này giảng pháp, cái này đã sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới, không thể bỏ qua công lao. Để cho ta chết, đừng có lại sống lại, để cho ta chết mất đi. Chư thiên vạn giới rất nhiều tu luyện giả chảy xuống bi thương nước mắt. Bất quá, mặc dù khóc kêu, thống khổ đến không được, nhưng chư thiên vạn giới tu luyện giả đều đang bị cường hóa. Thời khắc sinh tử thể ngộ, có thể nhất rèn luyện tu sĩ nội tâm. Lần lượt tử vong, cuối cùng rồi sẽ hóa thành chân quý nhất cá nhân thể nghiệm, trở thành chư thiên vạn giới tu luyện giả chân quý cảm ngộ, cường hóa tâm trí của bọn họ. Cái này có thể nói, đây là bá tống huyền thánh cho chư thiên vạn giới phát phúc lợi. Có trường sinh giả tỉnh táo suy nghĩ nói. Đoạn này vô hạn tử vong giảng pháp, rõ ràng là bá tống huyền thánh trong đời một bộ phận kinh lịch. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đều bị đưa vào đến bá tống tiết tấu bên trong, thừa nhận tử vong nhưng là, đang giảng pháp thể nghiệm bên trong, chư thiên vạn giới tu luyện giả cũng không biết chịu đến đúng nghĩa tử vong. Mà lại, đoạn này giảng pháp thể nghiệm nhân vật chính là lấy bá tống huyền thánh ý chí làm cơ sở. Phổ thông tu sĩ, không có bá tống huyền thánh siêu cường ý chí, nếu như chân chính để bọn hắn tiến vào cái kia nội dung cốt truyện bên trong, rất nhiều người khả năng chết đến 2-3 hồi. Liền sẽ ý chí sụp đổ, thậm chí lâm vào hôn mê. Kể từ đó, tử vong luân hồi tôi luyện hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Mà thay vào bá tống huyền thánh nhân vật về sau, coi như tu sĩ tự thân ý chí không đủ, sẽ còn bị bá tống huyền thánh mang theo đi thể nghiệm tử vong luân hồi, không cách nào hôn mê, không cách nào từ bỏ. Từ đó, để tử vong luân hồi tôi luyện hiệu quả, tối đại hóa. Cái này một đợt giảng pháp sau khi kết thúc, chư thiên vạn giới tu luyện giả ý chí. Đem chọn thể tăng lên một bậc thang. Bá tống huyền thánh công đức vô lượng, có đỉnh tiêm đại lão phán định nói. Thiên đạo đã sụp đổ, đón lấy đến chư thiên vạn giới khẳng định phải nghênh đón hỗn loạn nhất một khoảng thời gian. Tại đoạn này trong năm tháng, ý chí mạnh hơn tu sĩ, mới có thể còn sống. Trải qua bá tống huyền thánh giảng pháp về sau, tương lai mới có càng nhiều tu sĩ có thể sống được tới. Mặc dù mặt ngoài là tàn nhẫn sinh tử luân hồi, nhưng cái này hoàn toàn là bá tống huyền thánh nhân từ A. Rất nhiều đại lão đều đang nghĩ lấy, nếu như bọn hắn lúc còn trẻ, có thể gặp được bên trên bá tống huyền thánh lần này giảng pháp, thật là tốt bao nhiêu. Đây là bá tống huyền thánh tay nắm tay mang theo chư thiên vạn giới tu sĩ soát ý chí thuộc tính. Đáng tiếc, đối bọn hắn hôm nay mà nói, loại này sinh tử luân hồi hiệu quả yếu ớt, cơ hồ không có tác dụng gì. Đây là lần thứ mấy tử vong. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đã nhớ không rõ. Đỉnh đầu thể lỏng kim loại ngón tay, còn tại vô tình nhấn xuống, không biết mỏi mệt. Cái kia phục sinh lực lượng cũng rất quật cường, không chịu làm cho chúng sinh giải thoát. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cảm giác mình máu tươi, đã giải đầy cả cái không gian,
huyết nhục của bọn hắn đã bày khắp toàn bộ thế giới. Đó là cái nhuốm máu tàn nhẫn thế giới, mà lại nhuộm đều là máu của bọn hắn. Nhân sinh cả đời này, có thể chết bao nhiêu lần? Ngoại trừ lúc ấy nhao ra một nhóm kia người trong cuộc bên ngoài, chư thiên vạn giới 99% tu luyện giả, đều không có chết qua nhiều lần như vậy. Bọn hắn cảm giác, một ngày này, bọn hắn liền đem mấy đời tử vong số định mức cho chết xong. Còn, không kết thúc sao? Đã từng ta vẫn cho là, mang thai ngưng thị là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất giảng pháp. Hồi tưởng lại, ta vậy mà như thế ngây thơ. Bá Tống Huyền Thánh, một cái tổng là có thể cho chư thiên vạn giới mang đến mới mẻ thể nghiệm nam nhân. Hắn từng để cho thế giới cảm thụ qua thống khổ, lần này hắn thì để thế giới cảm thụ tử vong. Bất quá, đây hết thảy đều là Bá Tống Huyền Thánh đã từng kinh lịch sao? Hắn từng trải qua tuyệt vọng như vậy sự tình. Nếu như là ta có thể giống Bá Tống tiền bối dạng này, một mực kiên trì đến bây giờ sao? Kiên trì a, Bá Tống tiền bối. Không muốn hướng tử vong thỏa hiệp. Có thể là bởi vì Stockholm biến chứng nguyên lý, có không ít tu luyện giả tại lần lượt tử vong thể nghiệm về sau, lại bị Bá Tống Huyền Thánh cảm động. Thậm chí từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra khâm phục cảm giác. Cuối cùng của cuối cùng. Một mực trầm mặc nhân vật chính rốt cục hành động, trong tay hắn một thanh hành mầm tạo thành quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc, cản hướng cây kia thể lỏng kim loại ngón tay. Trong thời gian này, khẳng định còn có một số nội dung cốt truyện, nhưng bởi vì cùng sinh tử luân hồi không có quan hệ, sở dĩ bị Bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp tỉnh lược đi qua. Thể lỏng kim loại ngón tay, rốt cục sụp đổ. Bá Tống Huyền Thánh, cứu vớt thế giới. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tu luyện giả đều cảm động đến khóc. Bao phủ đám người hư ảo thế giới tản ra. Chư thiên vạn giới tu luyện giả phát hiện tự thân đã mồ hôi rơi như mưa. Lần lượt tử vong kinh lịch lạc ấn ở tại bọn hắn thực chất bên trong, thịt nát xương tan, huyết nhục sụp đổ hồi ức, tồn lưu tại bọn hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu thần kinh bên trong, trở thành bọn hắn quý báu nhất kinh nghiệm. Mặc dù thống khổ, nhưng thu hoạch so tiếp nhận thống khổ càng thêm quý giá. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều nguyện ý vì Bá Tống Huyền Thánh cống hiến ra bản thân nguyện lực, thành tựu Bá Tống Huyền Thánh sau cùng giảng pháp công đức. Chỉ cầu Bá Tống Huyền Thánh có thể nhân từ, tha bọn họ một lần. Mà lúc này, theo thứ nhất chết giảng pháp khâu kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức bị dẫn dắt, nhanh chóng cất cao. Đây là hắn mấy lần trước nhân tiền hiển thánh đều không có trải qua sự tình. Tống Thư Hàng không có kinh hoàng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, đây cũng là bởi vì lúc trước, thiên địa pháp tắc cưỡng ép quấy nhiễu hắn ngưng thánh ấn cùng huyền thánh giảng pháp khâu, sau đó hắn đạt được pháp tắc phản hồi. Lúc này, quấy nhiễu hắn huyền thánh giảng pháp cái kia đạo thiên địa chi lực, đang tại bứt ra lui cách. Nhưng có quấy nhiễu, liền nhất định sẽ có phản hồi. Không cách nào xác định loại này phản hồi, là tốt là xấu. Tóm lại, phản hồi giáng lâm trên người Tống Thư Hàng. Mấy hơi ở giữa, Tống Thư Hàng thần thức cùng tinh thần lực, bị lâm thời cường hóa, tăng lên tới viễn siêu hắn thực tế cảnh giới trình độ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ý thức, tiếp xúc đến một cái phi thường đặc thù quy tắc là hắn lúc này đang tiến hành lúc nhân tiền hiển thánh quy tắc. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, Tống Thư Hàng ý thức lại bị đánh rất phàm trần. Kịch liệt như thế giới sụp đổ thống khổ, tại sọ não của hắn bên trong ầm vang nổ tung. Sọ não đau. Mà lại đây cũng là một loại Tống Thư Hàng không có trải qua sọ não mới thống khổ pháp, hắn miễn dịch kho bên trong không có miễn dịch loại này sọ não đau thừa số. Tống Thư Hàng trải qua mấy chục loại khác biệt sọ não đau đớn, có vật lý bên trên, có bệnh đau nhức đưa đến, có tinh thần lực qua mạnh di chứng, có xem xét bí pháp đại giới, có trên linh hồn đau xót. Các loại. Nhưng lần này thống khổ, tới cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này thống khổ, là Tống Thư Hàng tiếp xúc đến viễn siêu nhân loại có thể nắm giữ quy tắc, trả ra đại giới. Có chút cùng loại bất diệt chi chủ cưỡng ép đi tiếp xúc chân chính bất hủ tin tức, lâm vào dài rằng giặc giấc ngủ một dạng. Tê tốt tại chỉ tiếp chạm một sát na, ý thức liền lập tức bị đánh trở xuống tới. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như tiếp xúc thời gian quá dài, nói không chừng hắn liền muốn biến thành cái thứ hai bất diệt chi chủ, trở thành ngủ nam nhân, cần đi ngang qua công chúa cho hắn thân thân mới có thể thức tỉnh. Tống Thư Hàng chậm rãi mở mắt bởi vì thống khổ nguyên nhân, ý thức của hắn khôi phục, giảng pháp quá trình tạm thời có một kết thúc. Kết thúc. Chư thiên vạn giới tu luyện giả thấy cảnh này lúc,
cảm giác nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Bá Tống Huyền Thánh giảng pháp, cuối cùng kết thúc. Đối với đang giảng pháp trong lúc đó bên trong chết không biết bao nhiêu lần những người tu luyện tới nói, trên đời đã không có so đây càng may mắn sự. Tử vong của bọn hắn luân hồi, cuối cùng kết thúc. Kế để chư thiên vạn giới thống khổ, để chư thiên vạn giới cảm thụ sau khi chết, Tống Thư Hàng lại thành công để chư thiên vạn giới tu luyện giả tim đập rộn lên. Tê đau nhức đau nhức đau nhức. Lúc này, Hiển Thánh hình ảnh bên trong Bá Tống Huyền Thánh, hai tay đè lại huyệt thái dương, khẽ gọi đạo. Nỗi thống khổ của hắn gọi tiếng vừa ra khẩu, liền bị Tô Thị lão tổ bí thuật truyền khắp chư thiên vạn giới. Huyền Thánh giảng pháp trạng thái, còn chưa kết thúc. Tê đau nhức đau nhức đau nhức mấy chữ, trong nháy mắt thông qua Huyền Thánh giảng pháp truyền bá đến mỗi một vị tu luyện giả trong tai, thuận tiện lấy đem Tống Thư Hàng vừa lấy được sọ não đau bắp công bằng chia sẻ cho mỗi một vị tu luyện giả. Mỗi một vị tu luyện giả đều tiếp nhận đến ngang hàng sọ não đau tin tức, công chính vô tư. Chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả giống Bá Tống Huyền Thánh một dạng, hai tay ôm sọ não, phát ra thống khổ gào rít. Liền ngay cả đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão, cũng nhịn không được đè lại huyệt thái dương, liều mạng vào động. Loại cấp bậc này thống khổ, Bá Tống Huyền Thánh đã làm gì? Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão nhóm trong lòng một mảnh nghi hoặc. Đại lão cùng manh tân là có khác biệt. Phổ thông tu chân manh tân, tại Tống Thư Hàng cùng hưởng tới được sọ não đau bên trong, thống khổ chết đi sống lại, từ bỏ suy tư. Nhưng đỉnh tiêm đại lão nhóm, nhưng từ cái này một đợt sọ não đau bên trong, đã nhận ra càng nhiều tin tức hơn. Đó là dấu ở Bá Tống Huyền Thánh sọ não đau trạng thái chỗ sâu tin tức, đó là siêu việt thế gian cực hạn quy tắc. Đối với đại lão nhóm tới nói, cái này siêu việt thế gian cực hạn quy tắc, có không cách nào ngôn ngữ lực hấp dẫn. Tựa như là đói khát mỹ thực nhà gặp được không cách nào cự tuyệt mỹ vị. Bọn hắn khát vọng đi tìm hiểu dấu ở sọ não đau trạng thái bên trong quy tắc. Đại lão nhóm các hiền thần thông, vận dụng chính mình thủ đoạn, đem sọ não đau loại trạng thái này từng tầng phân tích, cẩn thận thăm dò, đi tìm ẩn chứa trong đó chân tướng. Tầng tầng lột ra về sau, rốt cục có mấy vị đại lão tiếp xúc đến sọ não đau trạng thái dưới quy tắc đó là một cái bị mã QA bao khỏa quy tắc. Bất quá, bởi vì Bá Tống Huyền Thánh chỉ là thông qua Huyền Thánh giảng pháp lơ đãng đem cái này sọ não đau trạng thái tiết lộ ra ngoài, đại lão nhóm cẩn thận thăm dò về sau, lấy được quy tắc tin tức rất không hoàn chỉnh. Đại lão nhóm ý đồ đi nghiên cứu cái này giống mã QA đồ vật, nhưng cái này mã QA cũng rất mơ hồ. Thời cơ chưa tới sao? Có một vị am hiểu tính trường sinh giả, nói khẽ. Cái này mã QA, là còn chưa tới hiển hiện thời khắc, sở dĩ hắn ở vào mơ hồ hóa trạng thái. Đồng thời, lại có chân chính đỉnh cấp đại lão, xuyên thấu qua tầng kia mã QA sát ngoài, mơ hồ đoán được trong đó hạch tâm quy tắc. Cái này quy tắc, rất có thể là cùng Huyền Thánh Hiển Thánh, ngưng tụ thánh ấn, giảng pháp chuỗi này có liên quan quy tắc. Cái này, chính là Bá Tống Huyền Thánh lần lượt nhân tiền Hiển Thánh, lần lượt Huyền Thánh giảng pháp nguyên nhân sao. Mục tiêu của hắn, nguyên lai là tiếp xúc đến đầu này siêu việt thế gian quy tắc. Loại chuyện này, liền năm đó Nho Gia Thánh Nhân cùng Thiên Đế đều không dám làm như vậy a. Bởi vì dám làm như vậy lời nói, rất có thể sẽ bởi vì tiếp xúc đến viễn siêu ra bản thân cảnh giới quy tắc, dẫn đến cưỡng ép lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ. Chờ chút, nếu như là dưới tình huống bình thường, tu sĩ tiếp xúc đến loại này đẳng cấp quy tắc, liền sẽ trong nháy mắt chịu đến trình độ lớn nhất phản phệ. Nhưng là, Bá Tống Huyền Thánh nắm lấy thời cơ, hắn đạp ở thiên đạo phá diệt trong nháy mắt, đi trong nháy mắt tiếp xúc đạo này quy tắc. Sở dĩ, hắn thành công, tương tự suy nghĩ, rất mau ra hiện tại mấy vị đỉnh tiêm đại lão trong đầu. Đại gia tình báo trong tay, manh mối, tin tức đều không khác mấy, tầm mắt cũng không kém bao nhiêu, ở cái này tình huống bên dưới đạt được cơ hồ tương tự đáp án cũng là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, lần này tranh đoạt bất hủ cuộc chiến, lúc này lấy Bá Tống làm điểm xuất phát, mở màn. Hoặc là nói, phải thừa dịp lấy Bá Tống vừa chứng trường sinh, thừa dịp hắn còn không có tiếp tục biến càng mạnh trước đó, trước đem hắn đào thải. Đại lão nhóm trong đầu lần nữa khẳng định ý nghĩ này. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả lâm vào sọ não đau trạng thái hơn 10 phút sau, trong hư không Hiển Thánh Bá Tống Huyền Thánh cuối cùng kết thúc Huyền Thánh giảng pháp trạng thái. Cảm thụ thống khổ, giải thống khổ, tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ. Cuối cùng, chinh phục thống khổ.
Tống Thư Hàng miễn dịch kho bên trong lại lần nữa mới tăng một loại chống cự thống khổ thừa số. Một ngày nào đó, hắn sẽ chinh phục chư thiên vạn giới tất cả thống khổ, đến hôm đó, không còn có thống khổ có thể cho hắn thống khổ. Hô, Tống Thư Hàng mở hai mắt ra. Hắn bắt đầu kiểm tra bản thân trạng thái biến hóa. Tại huyền thánh giảng pháp kết thúc về sau, từ chư thiên vạn giới bắt đầu có một đợt lại một đợt công đức chi lực bắt đầu hội tụ. Mặc dù đau chết đi sống lại, nhưng ở bá tống huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc, chư thiên vạn giới những người tu luyện hẳn là dâng lên công đức chi lực, trên cơ bản vẫn là yên lặng dâng lên. Mà lại lần này, cũng cơ hồ không có bao nhiêu người cho lần này giảng pháp đánh xoa bình chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều tu luyện giả đã tại cuối cùng một đợt sọ não đau bên trong, đau đến đã hôn mê đi. Ở tại bọn hắn sau khi hôn mê, thân thể cũng rất thành thật bắt đầu phản hồi nguyện lực, thông qua huyền thánh giảng pháp hóa thành bá tống công đức. Ngoại trừ công đức phương diện biến hóa bên ngoài, Tống Thư Hàng thu hoạch lớn nhất chính là tiếp xúc đến nhân tiền hiển thánh quy tắc. Hắn có thể cảm ứng được, bản thân tu chân nói chuyện phiếm năng lực, đang tại tiếp nhận hắn tiếp xúc đến nhân tiền hiển thánh quy tắc. Mặt khác, mượn vừa rồi giảng pháp cuối cùng cái kia một đợt sọ não đau, Tống Thư Hàng cảm giác mình tựa hồ biến thân thiết bắt đầu. Đây là loại rất kỳ diệu biến hóa. Cảm giác chính hắn cùng thế giới, cùng chư thiên vạn giới tu luyện giả ở giữa, đều biến thân thiết. Trận này nhất định được ghi vào tu chân sử bá diệt thánh quân hiển thánh giảng pháp cuối cùng kết thúc. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, bắt đầu dần dần làm nhạt. Chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ có thể nhìn thấy, có mắt trần có thể thấy lớn quang hướng phía bá tống huyền thánh hạ xuống đó là phong phú vô cùng công đức chi lực. Lần này Tống Thư Hàng thu hoạch công đức chi lực, so dĩ vãng 4 lần đều cường đại hơn. Có thể là lần này giảng pháp, quá mức rung động nhân tâm nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì đương kim thiên đạo tiêu tán, không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá, sở dĩ lần này công đức chi lực tới đặc biệt hùng hậu. Tống Thư Hàng tập trung ý chí, đem đại lượng công đức chi lực dẫn đạo hướng công đức xà mỹ nhân, hy vọng nàng có thể tại hiện hữu trên cơ sở lại tiến hóa một bước nếu như công đức xà mỹ nhân có thể một hơi cường hóa đến cửu phẩm cảnh giới, cái kia tương lai hắn cưỡng ép vượt qua cửu phẩm thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân đã từ vũ trang nữ đế tiên tử hình thức giải trừ, bàn tay nhỏ của nàng nhanh chóng bắt động, đem lơ lửng trong hư không bạch liên toàn bộ hút tới, quay người lấy tay áo che miệng, lặng lẽ đem bạch liên ăn hết. Trong hư không công đức chi lực, không ngừng mà quán nhập thân thể của nàng, lại bị nàng chia ba tiểu một đại bốn bộ phân. Một bộ phận bị nàng tự thân hấp thu. Một bộ phận bị nàng dẫn hướng công đức phỉ kình, cường hóa cái này tòa kỵ uy năng bây giờ công đức phỉ kình, kỳ thật đã có thể xem như tiên tử một cái phân thân. Một bộ phận bị nàng dẫn hướng công đức lôi thụ, gốc cây kia lóe ra thiên kiếp chi lực lôi thụ, là vũ khí của nàng. Còn có cái kia lớn nhất một bộ công đức chi lực, bị nàng dẫn đạo đến sau lưng như ẩn như hiện công đức võng lạc bên trong, chương này công đức võng lạc mới là lần này tiến hóa trọng yếu nhất, đối Tống Thư Hàng tương lai phi thường trọng yếu. Cảm tạ các vị xem ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh, lần này hiển thánh về sau, ta đem sẽ không ở cái này hiển thánh đài bên trên đăng tràng. Các vị đạo hữu, nếu có duyên, để cho chúng ta thiên nhai gặp nhau. Tống Thư Hàng ôm quyền, tại nhân tiền hiển thánh hình ảnh triệt để tiêu tán trước, anh Tuấn cùng chư thiên vạn giới đạo hữu mịn dịn chia tay. Nếu như coi nhẹ rơi phía sau thay hắn dẫn theo cái chăn linh quỷ tiên tử, Tống Thư Hàng lúc này tạo hình hẳn là sẽ rất xuất khí. Lần này bá diệt thánh quân giảng pháp, hoàn mỹ kết thúc. 3. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh tiêu tán. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng bị chuyển di, đẩy ra sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới. Tại không có thiên đạo chủ động xuất thủ chữa trị tình huống bên dưới, cũng không biết cái này sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới, lúc nào mới có thể khôi phục. Nói không chừng, sẽ trực tiếp triệt để sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ mịt mờ. Tống Thư Hàng nhanh chóng từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một đầu quần cộc mặc lên ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hắn không có ý tứ mặc quần cộc, lành lạnh, phi thường không thích ứng. Đợi hắn đem quần cộc bộ tốt về sau, linh quỷ tiên tử nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là đang thẹn thùng. Rõ ràng cùng ta là một thể tồn tại, cái này không cần thẹn thùng a. Sau đó, Tống Thư Hàng lại quay người chờ đợi hướng công đức xà mỹ nhân nhìn lại. Lần này, tiên tử tiếp nạp nhiều như vậy công đức chi lực, có thể hay không nhất cử tiến hóa đến cửu phẩm cảnh giới, liền nhìn cái này một đợt.
Dù sao hắn một lần cuối cùng giảng pháp đã kết thúc, không còn có giống huyền thánh giảng pháp lớn như vậy lượng thu hoạch công đức chi lực kỳ ngộ. Nếu như lần này tiên tử không cách nào tiến hóa đến cửu phẩm cảnh giới, vậy liền thật không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể để cho nàng tiến hóa. Tống Thư Hàng quay người lại, sau đó liền nhìn thấy công đức xà mỹ nhân đang yên lặng nhả tơ. To lớn công đức thiên kiếp dựng nên ở sau lưng nàng, trở thành nàng kết kén lúc hệ thống. Tống Thư Hàng. Tiên tử, ngươi là linh điệp đảo truyền nhân. Công đức xà mỹ nhân ngắm Tống Thư Hàng một chút về sau, lại yên lặng bắt đầu diêu đầu hoảng não, bắt đầu bện một chiếc kén lớn. Liên quan tới như thế nào bện một cái hoàn mỹ kén lớn, công đức xà mỹ nhân phi thường có kinh nghiệm, dù sao Tống Thư Hàng đã bện qua hai lần kén lớn, nàng toàn bộ hành trình tại bên cạnh vây xem, nhớ kỹ mỗi một cái trình tự cùng chi tiết. Công đức xà mỹ nhân cái này đợt ổn, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Chờ tiên tử tiến hóa hoàn tất, có được cửu phẩm chiến lực về sau, Tống Thư Hàng bị đại lão đỗi lúc át chủ bài, liền lại nhiều một cái. Giảng pháp kết thúc, lúc này, trên đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau truyền âm nhập mật, nói. Kết thúc, Tống Thư Hàng một mặt thổn thức, truyền âm trả lời, nói thật, quen thuộc một tháng một lần bát phẩm thiên kiếp, một tháng một lần nhân tiền hiển thánh, hiện tại đột nhiên triệt để kết thúc, thật là có điểm không bỏ. Mà lại, không biết vì sao. Lần này giảng pháp sau khi kết thúc, nội tâm của hắn có loại kỳ diệu cảm giác trống rỗng, tựa hồ còn thiếu khuyết một chút cái gì. Bất quá, một lần cuối cùng giảng pháp kết thúc, trong lòng ta cũng buông xuống một cái gánh nặng. Tống Thư Hàng lại bổ sung, dạng này cũng tốt, miễn đi hắn vẫn phải đau khổ đi viết huyền thánh giảng pháp bản thảo thời gian. Không cần không bỏ, mặt khác người bây giờ buông xuống gánh nặng, còn hơi sớm. Sở các chủ ngốc mau dùng một loại ôn nhu làm cho người xương cốt mềm mại thanh tuyến đạo. Tống Thư Hàng toàn thân đều dùng mình một cái, truyền âm nói, sở tiền bối, có thể nói chuyện cẩn thận sao? Loại này xốp giòn đến thực chất bên trong thanh âm, quá không khỏe ứng. Ha ha ha, một lần cuối cùng giảng pháp hoàn tất bá diệt thánh quân, ngươi vì cái gì không xem xét một chút mình bây giờ cảnh giới đâu. Sở các chủ ngốc mau tiếp tục ôn nhu truyền âm. Tống Thư Hàng. Cảnh giới của ta, cảnh giới. Nhật đấy, rốt cuộc biết lần này giảng pháp hoàn tất về sau, ta cảm giác trống rỗng là chuyện gì xảy ra. Cảnh giới của ta không có tăng lên a. Theo lý thuyết, tại thất phẩm tôn giả độ xong bát phẩm huyền thánh kiếp thời điểm, cảnh giới liền sẽ tăng lên, từ thất phẩm bước vào bát phẩm cảnh giới. Nhưng là Tống Thư Hàng nhưng không có kinh lịch cảnh giới tăng lên quá trình. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã kết thúc bát phẩm thiên kiếp. Hơn nữa còn nhân tiền hiển thánh, giảng pháp A. Vì cái gì cảnh giới của ta sẽ không có tăng lên? Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng. Có thể là bởi vì ngươi phá vỡ bát phẩm huyền thánh không gian nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì ngươi tiến vào độ kiếp thế giới thời điểm, liền kẹt tại thiên kiếp bắc nguyên nhân. Còn có thể là bởi vì ngươi tấn cấp trong nháy mắt, thiên đạo hỏng mất nguyên nhân. Sở các chủ ngốc mau vui vẻ loạn choạng. Đâm tâm là loại việc cần kỹ thuật. Muốn giảng thiên địa, địa lợi, nhân hòa. Tam đại yếu tố hợp nhất về sau, đơn giản một kích đâm tâm liền có thể sinh ra bạo kích hiệu quả. Chẳng lẽ ta còn muốn lại độ một lần thiên kiếp, lại lộ ra một lần thánh? Tống Thư Hàng buồn rầu gãi gãi đầu. Vừa rồi hắn nhưng là ngay trước mặt chư thiên vạn giới, nói qua một lần cuối cùng hiển thánh, về sau hữu duyên, thiên nhai gặp lại loại hình bịn dịn chia tay chi từ. Nếu như hắn lại độ một lần kiếp, lại một lần nữa hiển thánh lời nói, muốn làm sao niệm lời dạo đầu. Hello, thân yêu khán giả, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Bởi vì quá tưởng niệm mọi người, ta quyết định lại hiển thánh một lần này là chân chính một lần cuối cùng hiển thánh giảng pháp. Mọi người tốt ha, lại là ta bá tống, mấy ngày không thấy đại gia còn bình an sao. Lần trước vốn là một lần cuối cùng hiển thánh, nhưng bởi vì thao tác sai lầm, giảng pháp khâu phạm sai lầm. Lần này, cam đoan là một lần cuối cùng giảng pháp. Lần này giảng pháp về sau, chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại. Chứng A, đến lúc đó ai sẽ tin tưởng hắn một lần cuối cùng giảng pháp A, tín dự cũng bị mất được không? Tìm tới người đang lúc Tống Thư Hàng thất lạc thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, xin hỏi, ngươi chính là của ta bản thể sao? Cái thanh âm này tràn đầy máy móc cảm nhận. A, Tống Thư Hàng thân thể như là chứa đạn hoàng. Hung hăng bắn lên, đồng phát đào được phát chuột kêu to. Béo, béo cầu đại lão.
Béo cầu đại lão vĩnh viễn là Tống Thư Hàng không muốn nhất trực diện đại địch. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là bởi vì béo cầu đại lão là Tống Thư Hàng đối qua đại lão bên trong một người cường đại nhất. Cũng là một cái duy nhất đối được hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa tồn tại. Cho nên mỗi lần nhìn thấy béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng liền sẽ thần kinh căng thẳng, tim đập nhanh hơn cái này đã trải qua thành bản năng phản ứng. Đồng thời, một loạt bảo mệnh biện pháp tại trong chốc lát liền bị Tống Thư Hàng nhanh chóng kích hoạt. Hạch tâm thế giới mở ra. Tống đầu gỗ vụn xương lớn kích hoạt, cái kia to lớn bạch cốt cự nhân sau lưng Tống Thư Hàng hiển hiện. Dù cho Tống Thư Hàng nửa người dưới đã trải qua một lần nữa mọc ra, hắn đang thi triển Tống đầu gỗ vụn xương lớn lúc, vẫn như cũ chỉ có nửa bộ phận trên thân thể, dựa vào hai tay nhúc nhích. Ngay sau đó, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hiển hiện, lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Công đức xà mỹ nhân, vũ trang nữ đế tiên tử hình thức. Tống Thư Hàng nhanh chóng kêu lên. Nhưng là, công đức xà mỹ nhân không có trả lời hắn. Tiên tử kết kén thăng cấp, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Công đức xà mỹ nhân lúc này đã trải qua kết cái kén lớn, từ treo công đức lôi thụ. Tại không hoàn thành tiến hóa trước, nàng tạm thời không có cách nào hiệp trợ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Đối diện, béo cầu đại lão hóa thân một viên an tĩnh cầu, nó không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi Tống Thư Hàng hoàn thành biến hóa. Nếu không ngươi đem công đức xà mỹ nhân mập kình triệu hoán đi ra, cùng Tống đầu gỗ vụn xương lớn hợp thể. Sở các chủ ngốc mau lại nhắc nhở. Hợp không được a. Công đức phì kình trung quy không phải xà mỹ nhân, không có nhiều như vậy tao thao tác. Cho nên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thú thần vũ trang, Tống Thư Hàng duy trì cảnh giác, một đạo suy nghĩ xuống dưới, một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rơi bạch cốt cự nhân trên thân. Một bộ khác hóa thành Trung Yên Thánh Kiếm trở thành bạch cốt cự nhân vũ khí. To lớn bạch cốt cự nhân đem Tống Thư Hàng bảo hộ tại xương sườn bên trong, để Tống Thư Hàng thoáng có một tầng cảm giác an toàn, càng quan trọng hơn là, hắn hạch tâm thế giới không có đóng lại. Ở hạch tâm thế giới khai thông nháy mắt, sở các chủ bản thể cùng ngốc mao ở giữa hoàn thành năng lượng thông đạo, vì căn này ngốc mao tràn ngập năng lượng. Đồng thời, bia đá đạo hữu, tâm ma xích tiêu kiếm lướt đi. Xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục thân ảnh xuất hiện tại hạch tâm thế giới cửa ra vào chỗ. Các ngươi trước đừng đi ra, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử dừng bước, bất quá Bạch Long tỷ tỷ hơi trao đảo một cái, rơi vào Tống Thư Hàng bả vai vị trí, hạch tâm thế giới đã mở ra, không quay về. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vui vẻ nói, ta suy nghĩ, mỗi khi Thư Hàng hạch tâm thế giới mở ra thời điểm, ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Nếu quả như thật gặp gỡ tai họa ngập đầu, hạch tâm thế giới túng vĩnh viễn nhanh hơn Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay chính là dưỡng đao thuật. Đối diện béo cầu đại lão có chút cổ quái. Tống Thư Hàng tỉnh táo trả lời. Vừa rồi tại công đức xà mỹ nhân không có phối hợp hắn thời điểm, béo cầu đại lão không có thừa cơ công kích, ngược lại là yên lặng ở tại cách đó không xa, an tĩnh chờ lấy Tống Thư Hàng hoàn thành thú thần vũ trang. Mà lại, béo cầu đại lão ra sân lời kịch cũng có vấn đề. Tình trạng của nó không thích hợp, vậy mà cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Tỉnh táo ngẫm lại, thiên đạo vừa rồi đã trải qua hỏng mất, ấn lý thuyết đối ứng cửu u chúa tể cũng sẽ tiêu tán. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm thầm nghĩ. Mà lại trước mắt vị này béo cầu đại lão, hẳn là u cầu đại lão kết hợp thiên đạo di thuế cầu biến thành phân thân. Phân thân, chính là một mực đuổi theo hắn đỗi. Một trận đem hắn đỗi đến núp ở hạch tâm thế giới không dám ra tới con kia. Nếu như cửu u béo cầu tiêu tán, cái này phân thân, không có lý do có thể tiếp tục duy trì a. Tống Thư Hàng bảo trì tại nguyên chỗ bất động, đối diện béo cầu đại lão cũng bất động. Địch không động, ta không động. Có lẽ là cửu u cầu chúa tể cũng không có biến mất. Bia đá đạo hữu truyền âm nói, ta chủ cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Có lẽ cửu u cầu chúa tể tại thời khắc cuối cùng, rốt cuộc tìm được đem mình lưu lại phương án. Ta liên hệ hạ bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, trong đầu trực tiếp kêu gọi bắt đầu, bạch tiền bối có hay không tại. Hô xong về sau, hắn lại đột nhiên nhớ tới bạch tiền bối lần trước cho hắn nhắc nhở, lần trước bạch tiền bối để hắn về sau có chuyện liền trực tiếp nhắn lại, không cần hô có hay không tại đến lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thế là, Tống Thư Hàng lại bổ sung hỏi, béo cầu đại lão tại cửu u bản thể, treo sao?
một lát sau. Muốn chết, cuối cùng vẫn là chết rồi. Bạch tiền bối trả lời. Bạch tiền bối trong giọng nói, phảng phất có chút ít thất lạc. Cũng đúng, dù sao cũng là đối cả đời đối thủ tốt, đột nhiên nói chết thì chết, có lẽ sẽ có điểm không thích ứng. Bạch tiền bối, người xác định cửu u béo cầu đại lão bản thể đã trải qua thật đã chết rồi. Chết hẳn, Tống Thư Hàng lại bổ sung hỏi. Ta nhìn tận mắt nó tiêu tán, ngươi lại chỉnh ra chuyện gì tới? Bạch tiền bối hiểu rất rõ Tống Thư Hàng, từ khi tấn thăng làm cấn tay con chuột nhỏ về sau, Tống Thư Hàng gây sự năng lực lại lớn mạnh rất nhiều. Hắn dạng này lặp đi lặp lại hỏi thăm béo cầu sự tình, khẳng định là hắn lại làm ra đại sự, mà lại rất có thể cùng béo cầu có quan hệ. Nếu như béo cầu đại lão đã trải qua chết hẳn, vậy hắn phân thân còn có hay không khả năng sống sót? Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi gặp được, bạch tiền bối sững sờ. Hiện tại nó ngay tại ta đứng đối diện, nhưng nó trạng thái khả năng có điểm gì là lạ, Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối lại hỏi, không có đối ngươi. Không có đối ta, hiện tại béo cầu đại lão người vật vô hại dáng vẻ. Tống Thư Hàng trả lời. Uống lộn thuốc, bạch tiền bối nói nếu như Tống Thư Hàng đối diện thật sự là béo cầu tiểu hào, vậy nó sọ não hẳn là cuối cùng từ thể lỏng kim loại trạng biến thành thuần thủy. Ta đến ngươi bên kia nhìn xem, ngươi lặng lẽ mở hạch tâm thế giới cửa ra vào, ta xa xa nhìn nó một chút. Bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng không giống, hắn phi thường có tự mình hiểu lấy. Hắn biết tự thân tồn tại đối béo cầu đến nói đại biểu cho cái gì đối béo cầu đến nói, chư thiên vạn giới hận nhất thành viên trước năm liệt biểu bên trong, tất có hắn, nho gia thánh nhân cùng Tống Thư Hàng vị trí. Mà hắn xếp hạng khẳng định tại Tống Thư Hàng cùng nho gia thánh nhân phía trên. Cho nên, vì không cần kích thích đến béo cầu, hắn sẽ để cho mình hình chiếu phân thân giấu đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, xa xa dò xét béo cầu phân thân. Tống Thư Hàng cùng béo cầu đại lão phân thân, vẫn như cũ mặt đối mặt, bảo trì bất động. Bạch tiền bối hình chiếu phân thân cẩn thận từng ly từng tí đi vào A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử bên cạnh, đối với các nàng dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu các nàng không cần phát ra tiếng. Sau đó, hắn xa xa nhìn về phía béo cầu phân thân. Cái này thể lỏng kim loại bộ dáng, cái này khí tức trên thân, không sai được, thật sự là béo cầu. Thư Hàng, cùng hắn thử đối thoại xuống. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Có bạch tiền bối tại sau lưng bảo bọc, Tống Thư Hàng lá gan lập tức liền mạnh lên. Hắn hồi tưởng hạ béo cầu đại lão đăng tràng lúc lời kịch, béo cầu đại lão trước đó tựa hồ đang hỏi ngươi có phải hay không ta bản thể vấn đề này. Thế là, Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy, lại còn là bị ngươi đã nhìn ra. Đối diện béo cầu đại lão nghe được Tống Thư Hàng sau khi trả lời, rốt cục có phản ứng. Nó cầu thân nhấp nhô, trên đó diễn biến ra một con mắt, chằm chằm vào Tống Thư Hàng, hắn đang chờ Tống Thư Hàng tiếp xuống lời kịch. Không sai, chính như ngươi suy đoán. Tống Thư Hàng duy trì nghiêm túc biểu lộ, trầm giọng nói, ta chính là bản thể của ngươi. Tác mà bất tử là loại việc cần kỹ thuật, không chỉ có muốn khống chế tốt tìm đường chết chiều sâu, hơn nữa còn phải có thâm hậu tìm đường chết vốn liếng. Tống Thư Hàng kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, còn kém rất xa quần bên trong tam lãng tiền bối cùng đồng quái tiền bối. Nhưng hắn trên người mang theo nhiều như vậy đại lão vật trang sức, đứng phía sau bạch tiền bối hình chiếu phân thân, hắn vốn liếng hùng hậu. Coi như không cẩn thận xúc động béo cầu đại lão, cũng có bạch tiền bối ở phía sau trợ quyền, lại thêm trên người hắn vật trang sức tiền bối cùng hắn cái kia chuyên môn chuẩn bị đối phó béo cầu đại lão át chủ bài. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng lật xe. Sở các chủ ngốc mao. Tâm ma xích tiêu kiếm. Bia đá đạo hữu. Bạch tiền bối hình chiếu phân thân, chật chật. Hắn làm sao cũng không có đoán được Tống Thư Hàng sẽ như vậy hồi phục béo cầu, đây là tự so thiên đạo A. Đối diện. Béo cầu đại lão viên kia trong mắt chuyển động, một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thản nhiên nhìn lại béo cầu đại lão. Bốn mắt nhìn nhau Tống Thư Hàng ba cái, béo cầu đại lão một đầu. Sau một lúc lâu. Nhưng là bản thể, ngươi vì cái gì không phải hình cầu? Béo cầu đại lão hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Tại nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, hắn có thể xác định bản thân vẫn muốn tìm kiếm người chính là đối phương. Nhưng là, nếu là bản thể của nó, vì cái gì đối phương không phải hình tròn? Bởi vì nhân hình chỉ là ta mấy trăm loại hình thái bên trong một loại. Tống Thư Hàng tấm lấy khuôn mặt đáp. Béo cầu đại lão chưa hồi phục,
nó cái kia tròng mắt một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ý tứ rất rõ ràng chính là muốn gặp một lần Tống Thư Hàng hình tròn bộ dáng. Sở các chủ ngốc mau quần thể truyền âm nói, sở dĩ, Thư Hàng ngươi biến cái cầu. Sở dĩ, Thư Hàng ngươi là cầu bản thể, tâm ma xích tiêu kiếm bổ đao. Biến cái cầu ngược lại không khó, ta có ngụy bất hủ hình thức, biến thành một đoàn sương mù về sau, đừng nói là cầu, hình đa giác ta cũng có thể biến. Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời. Loại trình độ này đâm tâm, đối với hắn mà nói giống như gió nhẹ che mặt, không đau không ngứa. Bia đá đạo hữu nói, vậy ngươi biến cái thử một chút. Đầu tiên chờ chút đã, để cho ta trước chuẩn bị một cái thần thông. Tống Thư Hàng âm thầm bắt đầu chuẩn bị thánh viên luyện giới thần thông. Nếu như béo cầu đại lão phân thân thật bị hắn lắc lư què rồi, nhận định hắn là bản thể. Hắn nói không chừng có thể thuận tay đem béo cầu đại lão phân thân cho chuyển rời đến nhân tạo tiểu thế giới bên trong đi, giao cho không biết bạch tiền bối một số 33 phong ấn. Cái kia phong ấn vốn chính là Tống Thư Hàng vì đối phó béo cầu đại lão phân thân chuẩn bị át chủ bài. Đây cũng là Tống Thư Hàng đi qua cẩn thận sau khi tự hỏi lựa chọn. Dù sao hắn cũng không dám thật đem béo cầu đại lão làm vật trang sức, treo ở trên người hắn biết béo cầu đại lão đối với hắn oán niệm sâu bao nhiêu. Nếu như nói tại chư thiên vạn giới sắp xếp cái béo cầu đại lão oán niệm bảng lời nói, năm vị trí đầu khẳng định có một chỗ của hắn. Sau đó bạch tiền bối cùng nho gia thánh nhân khẳng định cũng có thể đứng hàng đầu. Hiện tại béo cầu đại lão trạng thái không đúng, sẽ bị lắc lư. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan béo cầu đại lão có thể hay không đột nhiên tỉnh táo lại, trở tay liền xử lý hắn một cái mạng. Chỉ có bị phong ấn béo cầu đại lão, mới là cái bóng tốt. Kín đáo chuẩn bị tốt thánh viên luyện giới thần thông về sau, Tống Thư Hàng mở to mắt đối béo cầu đại lão nói, nhìn kỹ. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành ngụy bất hủ sương mù hình thức, tại ý niệm của hắn khống chế bên dưới, thân thể của hắn ngưng tụ làm một cái tròn trịa tống cầu. Đối diện, béo cầu đại lão cái kia độc nhãn nhẹ nhàng chớp động, vui vẻ nói, mỉm cười ngươi quả nhiên là bản thể của ta. Sau đó, tại béo cầu đại lão phân thân thể nội chỗ sâu. Mơ hồ có một đầu hoại tử thận hiển hiện, ở trong cơ thể nó chìm nổi. Cái kia hoại tử thận bên trên mơ hồ để lộ ra ngụy bất hủ khí tức, cùng Tống Thư Hàng lúc này sương mù hình thức có cùng nguồn gốc. Có cái này có cùng nguồn gốc hoại tử thận làm chứng. Béo cầu đại lão suy đoán được xác minh bá diệt thánh quân quả nhiên là bản thể của nó. Đó là vật gì? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Là chỉ thận, tâm ma xích tiêu kiếm trả lời. Ai? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Ta, Tống Thư Hàng bi thống nói. Sở các chủ ngốc mau. Thư Hàng, người cái này hoại tử thận, có thể hay không chính là béo cầu đại lão có thể tiếp tục tồn tại ở thế gian nguyên nhân. Tô thị A thập lục trốn ở hạch tâm thế giới xuất khẩu. Cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ lộ ra con mắt, lặng lẽ nhìn qua ngoại giới. Ta thần cũng không có cường đại như vậy công năng, một lát nữa đợi ta đem béo cầu đại lão lắc lư tới, nhìn xem có thể tới hay không phát xem xét bí pháp, tìm kiếm nó hư thực. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối, ngươi lại phải làm đại sự. Mặt khác, mấy người các ngươi truyền âm lúc cẩn thận một chút, nếu không phải ta cháo lấy, mấy người các ngươi truyền âm rất có thể sẽ bị béo cầu cho nghe lén đi qua. Sở dĩ quần thể truyền âm thời điểm, tốt nhất thiết cái mật mã. Còn có Thư Hàng ngươi tu chân nói chuyện phiếm công năng cũng cần phải muốn thăng cấp một chút, ra cái lâm thời quần thể nói chuyện phiếm công năng, có thể ngăn chặn nói chuyện riêng tiết ra ngoài khả năng. Tu chân nói chuyện phiếm công năng một mực tại thăng cấp A, chỉ là thăng không nhanh như vậy. Mặt khác, cơ hội khó được, ta nghĩ thử một chút có thể hay không đem béo cầu đại lão lắc lư tới. Đưa nó an bài đến nhân tạo thế giới không biết bạch 1 đến 33 trong phòng ấn đi. Nơi đó vốn chính là ta vì béo cầu đại lão chuẩn bị ổ nhỏ. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, xấu tính. Vũ Nhu Tử nói. Nghiêm túc một chút, chúng ta đối mặt là đại địch. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Phòng ấn cũng tốt, có lẽ đối béo cầu mà nói, là kết cục tốt nhất. Bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng nói thiên đạo sụp đổ. Béo cầu cửu u chúa tể bản thể tiêu tán, phân thân của nó cũng không biết có thể chống đến lúc nào. Có lẽ đưa nó phân thân phong ấn, ngược lại có thể làm nó tồn tại thời gian kéo dài một số. Vậy ta nghĩ biện pháp, đem béo cầu đại lão dụ tới. Tống Thư Hàng nói. Đang lúc này, đối diện béo cầu đại lão phân thân đột nhiên nói, bản thể, vậy chúng ta hợp thể sao? Đã thật vất vả tìm được bản thể,
vậy dĩ nhiên là muốn hợp thể. Hợp thể đi, Tống Thư Hàng sương mù chi thân giang hai cánh tay thánh viên luyện giới thần công kín đáo chuẩn bị. Vốn còn nghĩ muốn làm sao dụ hoặc béo cầu đại lão, không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy, chủ động đưa tới cửa, đều không cần hắn khổ tư cho mượn khẩu. Đây chính là thiên chú định a. Tới đi, đầu nhập ngực của ta, để cho ta đem ngươi đưa vào không biết bạch một số 33 trung gian, hưởng thụ bạch hạc tiền bối tha thiết ước mơ đãi ngộ. Béo cầu đại lão phân thân xoay tròn, hắn đơn thuần như là hài tử, định nhìn về phía bản thể ôm ấp. Đang lúc này, có một cái thật lớn thanh âm tại sâu trong vũ trụ vang lên. Bá Tống đạo hữu, ta biết ngươi ngay tại hiện thế Thái Dương hệ phụ cận, ngươi nhất định có thể nghe được thanh âm của ta. Ta ở trên sao hỏa chờ ngươi, để cho chúng ta kéo ra thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn đi. Cái thanh âm này bao phủ Thái Dương hệ khu vực, phàm là trong khu vực này tu luyện giả đều có thể nghe được cái thanh âm này. Có thể làm được điểm này, có thể khẳng định là cái đại lão. Béo cầu đại lão phân thân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn cả giận nói, cười giận dữ chỉ là một cái liền danh hào cũng không dám báo lên bọn chuột nhắt, cũng dám khiêu khích bản thể. Bản thể, cho ta đi hỏa tinh ứng chiến, đem hắn cầm xuống. Trận này thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn, từ ta làm tiên phong. Nếu như ngay cả nó đều không cách nào chiến thắng, liền căn bản không tư cách tới khiêu chiến bản thể của nó. Dứt lời, béo cầu đại lão cầu thân khẽ động, mở ra cánh cửa không gian trốn vào trong đó, tiến về hỏa tinh hắn đổ ước thua trận không gian quyền hành đã khôi phục. Bạch tiền bối. Lúc này, tất cả mọi người ở đây bên trong, thuộc về bạch tiền bối nội tâm phức tạp nhất. Hắn lúc này cảm giác mình có một bụng lời nói không nhả ra không thoải mái, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một bụng lời nói đều kẹt tại yết hầu. Phi thường khó chịu. Béo cầu A, mặc dù là tiểu hào, bạch tiền bối cũng không biết muốn thế nào đánh giá lúc này béo cầu. Đây chính là nhân quả A, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Bia đá đạo hữu, cái gì nhân quả? Tống Thư Hàng cảm khái nói, nếu như không phải lúc trước béo cầu đại lão lấy đi ta cái kia hoại tử thận, ngươi liền sẽ không có được hoàn toàn mới thất thải đại thận. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhanh chóng tiếp lời nói. Tống Thư Hàng. Nói thật, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối dạng này vô thời vô khắc liều mạng tìm cơ hội đâm hắn tâm cảm giác, thật sự đau xót trong lòng Tống Thư Hàng không phải là đang nói bản thân, mà là tại vì tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lòng chua xót. Thế là, vì trấn an bên dưới tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng tay trượt đi chính là dưỡng đao thuật, tăng cường xích tiêu kiếm tiền bối cùng mình hảo cảm. Tâm ma xích tiêu kiếm không khỏi phát ra anh trầm thấp kiếm minh. Sau lưng, bạch tiền bối khẽ cười nói, một nhân một quả, ngược lại là có chút đạo lý. Cũng không biết béo cầu đại lão tiểu hào còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn cái này một đợt đối đi qua, vị kia muốn kéo ra thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn đại lão có thể hay không tiếp chiêu. Bia đá đạo hữu cảm thán nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn vẫn như cũ lại ở hỏa tinh kéo ra, bất quá tuyển thủ dự thi lại lâm thời thay thế. Lại nói, Tống tiền bối, A thập lục, bạch tiền bối. Chúng ta muốn hay không tiến về hỏa tinh, đi xem một chút thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn cuộc chiến. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, dục dịch nói. Cạnh tranh bất hủ trận chiến đầu tiên A, quả thực là lịch sử tính một khắc. Nàng muốn đi xem. Tâm ta thực chất cũng muốn đi xem nhìn. Nhưng lý trí nói cho ta biết, lúc này ta hẳn là muốn túng một đợt, thừa cơ tránh trước người mới đúng. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Đừng nhìn béo cầu đại lão bị dao động ở, nhưng vẫn là câu nói kia không có bị phong ấn béo cầu đại lão, không phải cái tốt béo cầu. Ai cũng không biết trí nhớ của nó lúc nào sẽ khôi phục, nói không chừng một giây sau đột nhiên khôi phục ký ức, quay người liền hành hung Tống Thư Hàng. Sở dĩ, thừa dịp béo cầu đại lão phân thân rời đi, hắn hẳn là bắt lấy thời gian rời đi giảng pháp hiện trường, trở về địa cầu, một lần nữa đem Tô Thị A thập lục cho tấm mặt nạ kia đeo lên. Che giấu tự thân thiên cơ, tránh cho bị người dùng tính chi pháp khóa chặt. Thư Hàng không muốn đi lời nói, các ngươi ai muốn đi nhìn. Ta có thể lặng lẽ dẫn đội đi qua, bạch tiền bối lên tiếng nói. Hắn đối béo cầu lưu lại cái này tiểu phân thân cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào Tống Thư Hàng cái kia hoại tử ngụy bất hủ thận còn chưa đủ lấy để béo cầu phân thân từ thiên đạo phá diệt trong cục còn sống sót. Trên người nó nhất định còn có hắn bí mật hoặc cơ duyên. Bạch tiền bối cần thu hoạch được phương diện này tin tức. Dù sao,
hắn cũng phải cân nhắc đem bản thân cơ bản bàn từ cửu u thế giới triệt để di chuyển đi ra sự. Chỉ là ở tại tà liên thế giới bên trong cũng không an toàn. Béo cầu tấn thăng cửu u chúa tể lúc, hắn có thiên đạo bạch an bài, có thể như cái hộ bị cưỡng chế một dạng cắm rễ tại cửu u thế giới, cùng béo cầu cùng hưởng cửu u chúa tể quyền hành. Nhưng hạ cái thiên đạo tấn thăng, hạ cái cửu u chúa tể sinh ra lúc, bạch tiền bối không cách nào cam đoan mình có thể không thể tiếp tục tồn lưu. Coi như hạ cái tấn thăng thiên đạo có thể là Tống Thư Hàng hoặc là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức, cùng hắn ở giữa có tình cảm liên hệ, cũng vô pháp cam đoan kế tiếp cửu u chúa tể sinh ra lúc, có thể hay không trực tiếp đem hắn chen rơi, khiến cho hắn biến mất. Ta, bạch tiền bối, ta báo danh. Vũ Nhu Tử vui vẻ nhấc tay nói. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Tô Thị A Thập Lục suy tư một lát sau, lên tiếng nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Bạch tiền bối tận lực kiềm chế hình chiếu phân thân trên người cửu u chúa tể cảm giác áp bách, mang theo Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục, trực tiếp tan biến tại trong hư không. Đợi đã, bạch tiền bối, ta cũng muốn. Tống Thư Hàng vội vàng duỗi tay kêu lên đã bạch tiền bối tự mình dẫn đội, hắn liền không sợ hậu hoạn, có thể đi xem một chút béo cầu đại lão Đỗ Trường Sinh giả vở kịch. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay, cô độc bị lưu tại nguyên địa. Từ bỏ đi, tại ngươi lên tiếng kêu to thời điểm, ta chủ đã sớm rời đi. Bia đá đạo hữu kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng thở một hơi thật dài. Cần ta thay ngươi tiếp sóng không? Bạch Long tỷ tỷ thu nhỏ hình thái còn đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, nàng và Tô Thị A Thập Lục ở giữa có thể làm đến giác quan cùng hưởng, có thể đem Tô Thị A Thập Lục con mắt nhìn thấy sự vật đều tiếp sóng tới. Tự cùng Tống Thư Hàng có thể thông qua công đức xà mỹ nhân tiến hành tiếp sóng một dạng. Nếu như Tống Thư Hàng nếu mà muốn, nàng còn có thể đem cái nào đó đặc thù đoạn thời gian Tô Thị A Thập Lục thị giác thu xuống tới, thông qua hậu trường lặng lẽ gửi đi cho hắn. Trước về hạch tâm thế giới lại nói, Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, nguyên thần trên mặt tấm kia thần khí mặt nạ bị lấy xuống, chuyển rời đến trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng khẽ chụp. Đem chương này thần khí mặt nạ đeo lên nhục thân bên trên, thần khí hiệu quả đồng thời bao phủ Tống Thư Hàng nhục thân cùng nguyên thần. Mặt nạ là cái thứ tốt, hắn có thể che giấu Tống Thư Hàng thiên cơ, còn có thể che giấu Tống Thư Hàng bộ mặt phụ đề. Hạch tâm thế giới, hoạt tuyền biên giới. Thông nương nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về sau, nhanh chóng hóa ra hành hình chân thân, đem ngộ đạo thạch kẹt đến quy tiền bối vỏ bên trong. Cho tới bây giờ. Thông nương cơ bản rất ít tại Tống Thư Hàng trước mặt hiển hiện chính mình nhân loại hình thái, nghe nói là vì phòng ngừa Tống Thư Hàng say mê nàng nhân loại hình thái. Nha, Kim Long tỷ tỷ, người đã về rồi. Sở các chủ mắt liếc Tống Thư Hàng trên bờ vai Bạch Long tỷ tỷ, đột nhiên nhoẻn miệng cười, thiếu yếp như hoa. Bạch Long tỷ tỷ. Sở các chủ câu này lời ngầm, chính là để cho nàng đương cả đời tỷ tỷ. Thư Hàng A, kéo xuống A Thập Lục khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Ta lo lắng lấy, người hạch tâm thế giới linh khí sung túc, là cái không tệ bế quan địa điểm. Có thể hay không để cho chúng ta tại hạch tâm thế giới tuyển cái địa phương, để cho A Thập Lục hảo hảo bế cái quan. Bạch Long tỷ tỷ đối Tống Thư Hàng nói. Vừa vặn, Tô Thị A Thập Lục cũng có chút lời nói muốn cùng Tống Thư Hàng giảng. Vốn là chuẩn bị cho mượn Tô Thị niên hội trong lúc đó, cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Nhưng niên hội lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên bị đưa vào đến thiên kiếp thế giới. Thác thất lương cơ. Không có vấn đề a. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ha ha ha, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu nhìn về Sở các chủ, Sở tiên tử, đón lấy đến một đoạn thời gian, chúng ta hảo hảo tâm sự a. Hoan nghênh đến cực điểm, Sở các chủ cười duyên nói. Tống Thư Hàng, đi. Mang theo một thân vật trang sức lặng lẽ chạy đi về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện Tô Thị A Thập Lục trên người. Có một thanh tọa độ dùng thánh ấn đao gỗ A. Hắn đẩy mặt nạ trên mặt, lại đem bạch tiền bối cho hắn luyện chế áp chế thánh hào pháp khí đeo lên. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng lặng lẽ mở ra hạch tâm thế giới một cái tiểu xuất khẩu. Một chút khắc, đầu của hắn từ Tô Thị A Thập Lục nơi ngực chỗ chui ra. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử khả ái đối với hắn nháy nháy mắt. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nhìn qua từ bộ ngực mình vị trí toát ra Tống Thư Hàng hình tượng này để cho nàng hồi tưởng lại trước đó không lâu Tống Thư Hàng chỉ còn cái đầu lúc tràng cảnh, khi đó Thư Hàng cũng chỉ có một cái đầu bị nàng ôm vào trong ngực. Tống tiền bối,
người đây thật là ngoài ý liệu ra sân phương thức. Vũ Nhu Tử truyền âm nói. Tống Thư Hàng. Hắn cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Lần trước hắn ủy thác Tô Không Vân mang cho A Thập Lục Thánh Ấn đao gỗ là nhiều lần thí nghiệm sau kiệt tác, có thể biến hóa thành cỡ nhỏ mặt dây chuyền lớn nhỏ. Hiện tại xem ra, Tô Thị A Thập Lục rất có thể đưa nó mang theo ở cổ. Cũng không biết Bạch Long tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy cái này Mai Thánh Ấn đao gỗ cấn long thể. Dù sao nàng hiện tại quen thuộc lấy khăn quàng cổ hình thức vây quanh ở A Thập Lục trên cổ, hy vọng nàng long thể khỏe mạnh. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối truyền âm hỏi, người không phải nói bản thân không đến sao? Bia đá đạo hữu vội vàng thay Tống Thư Hàng trả lời, hồi ta chủ, dù sao bá Tống đạo hữu là vị khẩu thị tâm phi nhân loại. Hắn trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Tống Thư Hàng, thật vất vả trên người đoạt lời kịch vật trang sức tạo hóa tiên tử đi ra cửa tìm thánh nhân nho điển, công đức xà mỹ nhân cũng xa vào đến tiến hóa trạng thái. Không nghĩ tới hắn vẫn là không có niệm lời kịch cơ hội. Bạch Tiền Bối nhìn qua Tống Thư Hàng, người chừng nào thì có thêm một cái phiền toái như vậy thuộc tính. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, không có chuyện, chỉ là. Có đôi khi thỉnh thoảng sẽ già mồm một chút. Bạch Tiền Bối. Tô Thị A Thập Lục vội vàng duỗi tay, đem Tống Thư Hàng lay động đầu bưng lấy, nhưng hắn không cần loạn lắc, đã tới, liền cùng một chỗ xem đi, trò hay liền muốn mở màn. Bạch Long tỷ tỷ thừa cơ từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra, trở xuống đến Tô Thị A Thập Lục bên cạnh thân. Tống Thư Hàng vốn định đem bản thân toàn bộ thân thể từ hạch tâm thế giới bên trong đẩy ra, nhưng đầu bị Tô Thị A Thập Lục cố định. Thế là hắn liền thuận nước đẩy thuyền, bảo trì hiện tại tư thế cơ thể. Đã chỉ lộ ra một cái đầu, vì có thể thuận lợi quan chiến, Tống Thư Hàng liền đem cái trán thứ ba thần nhãn mở ra, lặng lẽ dò xét bốn phía. Lúc này, mọi người tại Bạch Tiền Bối một kiện pháp khí che giấu bên dưới, ẩn núp tại hỏa tinh một góc. Lần này thiên đạo mở màn cuộc chiến nhân vật chính, thì ở vào mấy cây số bên ngoài. Ở nơi đó, có một chỗ tiên quang tạo thành đại trận, tại trên sao hỏa gạt ra một mảnh tịnh thổ. Tiên quang bên trong có vị đầu đội kim cô, thân mang màu xanh phục sức nam tử, ngồi trên mặt đất, ưu nhã đánh đàn. Tại vị này kim cô nam tử sau lưng có trường sinh giả đại đạo quang luân như ẩn như hiện. Tự mang khí chất xuất trần. Vị này trường sinh giả đại lão là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối dùng tang thương giọng nói, không biết, là ta trong trí nhớ không đánh qua trường sinh giả. Hoặc là cổ lão ẩn thế trường sinh giả, năm đó không cùng ta tranh đoạt qua thiên đạo. Hoặc là ta về sau, tại béo cầu thế hệ này xuất hiện trường sinh giả. Cái sau khả năng so sánh lớn, dù sao ta đánh qua hai lần bất hủ cuộc chiến, nếu như là ta thời đại đó, coi như không đánh qua cơ bản cũng đã được nghe nói. Ta chủ uy vũ, bia đá đạo hữu kiêu ngạo nói. Từ đại đạo quang luân đến xem, hẳn là cùng loại hồn phách phương diện trường sinh chi đạo. Sở các chủ ngốc mau nói. Kim cô trường sinh giả sau lưng đại đạo quang luân như là một vầng minh nguyệt. Mà trăng sáng bên trong lại thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tống Thư Hàng chằm chằm vào cái này trường sinh quang luân nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra đến tột cùng nơi nào có hồn phách chi đạo đặc thù. Ông! Lúc này, kim cô trường sinh giả tay phải xoái khí tại trên đàn vung lên. Tiếng đàn kéo dài. Sau đó, tại kim cô trường sinh giả bên người, lăng không dài sinh ra rất nhiều cỏ non, tại trên sao hỏa mọc rễ nảy mầm, tựa như ảo mộng. Xoái a! Tống Thư Hàng hâm mộ nói, sợ các chủ tiền bối. Ta nhớ được ngươi liền sẽ đánh đàn. Miễn đi, người phong cách vẽ cùng đánh đàn không đáp sát. Mà lại, liền ngươi cái kia dồn dập thời gian cùng tấn thăng tốc độ, trước gạt ra thời gian đem viễn cổ ngôn ngữ học tốt đi. Sở các chủ trả lời, soái mặc dù là cả đời sự, nhưng nếu như ngươi không trước học tốt viễn cổ ngôn ngữ, ta sợ ngươi về sau sẽ không có cả một đời loại cơ hội này. Tống Thư Hàng. Bên cạnh Vũ Nhu Tử duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng. Tống tiền bối không cần lo lắng, ta đem tâm ma cho ngươi mượn, nàng sẽ đánh đàn. Lại bên trong bên trên công đức xà mỹ nhân tiên tử hòa hội đánh tỷ bà tạo hóa tiên tử. Về sau tống tiền bối ngươi chỉ cần ngồi, tâm ma của ta cùng công đức tiên tử một trái một phải đánh đàn, tạo hóa tiên tử ở giữa đánh tỷ bà, cũng rất chỉnh tề. Đừng quên còn có thánh viên ban đồng ca, tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Tống Thư Hàng khẽ ngẩng đầu, dưới mặt nạ ba con mắt bên trong đều tràn đầy tuyệt vọng. Lại nói, béo cầu đại lão còn không tới sao? Hắn cưỡng ép thay đổi chủ đề.
đã sớm tới, một mực lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, béo cầu tựa hồ bị vị này Kim Cô Trường Sinh giả xem như là người quan chiến, sở dĩ một mực bị phơi tại bên cạnh. Bạch Tiền Bối trả lời. Kim Cô Trường Sinh giả quyết tâm ở chỗ này chờ bá tống tới, được rồi khổ sách giới bất hủ cuộc chiến mở màn. Hắn không phải bá tống người đến, đều bị hắn xếp vào đến người xem hàng ngũ. Tống thư hàng. Một khúc kết thúc, Kim Cô Trường Sinh giả nhíu mày, bá tống huyền thánh còn không chịu tới sao? Vốn cho rằng theo bá tống huyền thánh ngạo khí, coi như không trực tiếp đến đây ứng chiến, chí ít cũng cần phải cùng hắn hẹn thời gian chiến đấu mới là. Ba lúc này, một trận kim thiết tương giao tiếng vỗ tay từ trong hư không truyền ra. Đồng thời, một cái to lớn lực trường triển khai, tại trên sao hỏa chống đỡ ra một mảnh lực trường không gian. Trong hư không, nguyên bản vị kia hình tròn người xem thân hình một trận biến ảo. Mập mạp hình cầu bắt đầu ngưng tụ làm nhân hình bộ dáng. Thân thể, bốn chân, đầu, thậm chí là y phục. Trong nháy mắt, một chương làm chư thiên vạn giới quen thuộc lương thiện gương mặt, xuất hiện tại Kim Cô Trường Sinh giả trước mặt. Nơi xa quan chiến tống thư hàng một đoàn người. Bá tống, Kim Cô Trường Sinh giả kêu không nghĩ tới quả cầu này hình người xem chính là bá tống. Nguyên lai bá tống đã sớm tới, chỉ là hắn đem đối phương hiểu lầm thành người quan chiến. Bá tống chân thân đúng là cái cầu. Tốt khúc, hảo cầm, béo cầu đại lão biến thành tống thư hàng nhẹ nhàng vỗ tay, chân đạp hư không, từng bước một dáng lâm. Chân chính đại lão, cho dù là mất trí nhớ, nhưng thực chất bên trong khí thế loại này cũng sẽ không biến mất. Béo cầu đại lão từ hư không từng bước một đạp xuống lúc, toàn thân trên dưới đều tản ra nhìn xuống thiên hạ chúa tể khí thế. Phảng phất thiên thượng thiên hạ, vạn vật đều tại hắn bàn tay ở giữa. Liền ngay cả phía dưới trường sinh giả, cũng nhận loại khí thế này ảnh hưởng. Thật là bá đạo khí thế, đây chính là trong hiện thực bá tống sao. Kim Cô Trường Sinh giả âm thầm cảm thán. Nhân tiền hiển thánh bên trong bá tống phô trương bất phàm, mỗi một hồi hiển thánh giảng pháp đều khí thế bàng bạc. Nhưng cùng trong hiện thực bá tống so sánh, hiển thánh giảng pháp bên trong bá tống khí thế còn không bằng hiện thực một phần vạn. Hiển nhiên, hiển thánh giảng pháp lúc bá tống, đang tận lực áp chế tự thân khí thế bàng bạc, miễn cho nghe pháp chư thiên vạn giới tu luyện giả mang đến áp lực quá lớn. Không hổ là có được 5 cái bá chữ mở đầu thánh hào nam nhân, ngũ liên bá, danh bất hư truyền. Kim Cô Trường Sinh giả trong lồng ngực, chiến ý bốc lên. Béo cầu đại lão biến thành tống thư hàng khí thế, không chỉ có ảnh hưởng đến vị kia Kim Cô Trường Sinh giả, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều dấu ở chỗ tối người quan chiến trừ tống thư hàng bọn người bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong còn có rất nhiều trường sinh giả đại lão, bước ra mình đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên, cách vị diện, không gian. Đem ánh mắt bắn ra đến trên sao hỏa, quan sát trận này chú định ảnh hưởng tương lai thế cục tranh đoạt bất hủ mở màn chi chiến. Chỉ là vì tránh cho bị cuốn vào hoặc quấy nhiễu được bá tống Kim Cô Trường Sinh giả chi chiến, những này trường sinh giả đại lão, đạp ở đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên, đều cùng hỏa tinh giữ một khoảng cách, ở vào quan sát từ đằng xa trạng thái. Cũng chỉ có Bạch Tiền Bối vị này cửu u chúa tể, mới dám mang theo tống thư hàng một đoàn người trực tiếp giáng lâm hỏa tinh. Khoảng cách gần quan chiến. Lại nói, cái này kim loại thể lỏng ta, thật là đẹp trai. Tống thư hàng cảm thán nói. Béo cầu đại lão biến thành hắn, mỗi một bước đạp xuống đều phảng phất đạp ở khí thế tiết điểm bên trên, mỗi một bước đều có thể tăng lên khí thế, cho địch nhân tạo thành tâm lý áp bách. Tỉnh, đây không phải ngươi. Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở. Không cần ghen tị, tống tiền bối. Tương lai cuối cùng cũng có một ngày. Người cũng có thể giống trước mắt béo cầu đại lão cường đại như vậy. Vũ Nhu Tử an ủi. Mà lại cái này tương lai khả năng không dùng đến quá lâu, tháng sau. Hoặc là tháng sau nữa. Sở các chủ ngốc mau thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng không có đem lời nói này ra bởi vì lười giảng. Đối diện trong chiến trường. Béo cầu biến thành tống thư hàng rốt cục đặt chân thực địa. Nó quanh thân cái kia đáng sợ lực trường không gian. Tùy tiện liền bao trùm Kim Cô Trường Sinh giả sở thiết hạ trận pháp không gian. Đàn của ngươi đạn được không tệ, béo cầu đại lão chậm rãi nói, sau đó nó thuận miệng chính là một thiên liên quan tới âm luật tiếng đàn phương diện bình luận, thâm ảo vô cùng. Không nghĩ tới bá tống đạo hữu đối âm luật cũng có như thế cao thâm tạo nghệ, làm ta bội phục. Vị kia Kim Cô Trường Sinh giả cảm thán nói bá tống đạo hữu tri thức uyên bác như biển sao. Hắn còn nhớ rõ bá tống đạo hữu lần thứ tư giảng pháp.
tại tuyến đáp đề. Chư thiên vạn giới, vô luận là cái nào hệ người tu luyện, vô luận là dạng gì tu luyện nan đề, chỉ cần nghiêm túc hướng bá tống đạo hữu đặt câu hỏi, liền đều có thể đạt được hài lòng đáp án. Chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện ngàn ngàn vạn vạn, nhiều như sao trời. Mà bá tống vậy mà đối tất cả hệ thống tu luyện đều có chỗ tiến vào, chỉ là điểm này, liền làm chư thiên vạn giới hơn phân nửa trường sinh giả lực bất tòng tâm. Mà bây giờ, bá tống huyền thánh vậy mà đối âm luật cũng như thế tinh thông, dưới gầm trời này liền phảng phất không có chuyện gì là bá tống không thể làm được, ngay cả mang thai cũng không thắng được bá tống. Béo cầu đại lão biến thành tống thư hàng hai tay thả lỏng phía sau nói, vốn cho là ngươi là không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả mình danh hiệu cũng không dám báo lên hạng người vô danh. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải loại kia không biết cấp bậc lễ nghĩa hạng người. Đối diện kim cô trường sinh giả sững sờ, sau đó cởi mở cười một tiếng, là ta cân nhắc không chu toàn. Dứt lời, hắn đứng dậy thu đàn, đối béo cầu đại lão chắp tay, tự giới thiệu mình, tiểu thảo cư sĩ Nguyệt Như Hỏa. Trường sinh giả Nguyệt Như Hỏa, cái này đạo hiệu liền như là phía sau hắn trường sinh giả vòng ánh sáng đồng dạng, như là thiêu đốt hạo nguyệt. Béo cầu đại lão thỏa mãn gật đầu, báo lên đạo hiệu của mình, bá tống. Xa xa bạch tiền bối. Nhìn thấy béo cầu tự tin như vậy báo ra bá tống cái này đạo hiệu lúc, bạch tiền bối nội tâm phức tạp không cách nào ngôn ngữ. Bá ngươi cái cầu A. Tự giới thiệu hoàn tất về sau, béo cầu đại lão cùng trường sinh giả Nguyệt Như Hỏa ở giữa, liền chính thức kéo ra thiên đạo chiến mở màn. Không tiếp tục dư thừa nói nhảm. Béo cầu đại lão xuất thủ trước đây là nó cùng bạch ngàn ngàn vạn vạn năm qua giao chiến sau ma luyện ra tới bản năng chiến đấu, cho dù là mất trí nhớ, nó cái kia ức chủy vạn luyện bản năng chiến đấu cũng sẽ không biến mất. Béo cầu đại lão biến thành tống thư hàng mắt trái sáng lên, một vệt ánh sáng nhanh lấp lánh mà lên. Mang thai ngưng thị, chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều chính yên lặng quan chiến các đại lão, phần bụng một trận quặn đau đây đều là đã từng cùng nho gia thánh nhân giao chiến qua thế hệ trước. Trước kia bá tống vẫn chưa hoàn thiện tự thân đạo, thụ cảnh giới hạn chế, đạo này mang thai ngưng thị đối với chúng ta không có tác dụng. Nhưng bây giờ nó đã trải qua bước ra chính mình đạo, trên người trường sinh giả hàng ngũ. Kể từ đó, cái này mang thai ngưng thị liền không thể không phòng. Ý nghĩ này đồng thời tại vô số các đại lão trong đầu hiển hiện. Bởi vì bọn hắn hiện tại, đã trải qua không nhất định có thể miễn dịch bá tống mang thai ngưng thị chi quang. Thánh thú võ hồn, đối diện Nguyệt Như Hỏa cư sĩ hiển nhiên đối đạo này yêu chi quang có chỗ phòng bị, tại bá tống huyền thánh mắt trái sáng lên sát na, hắn liền nhanh chóng thi triển một cái đối ứng pháp thuật thần thông. Một con to lớn thánh quy vũ hồn tại Nguyệt Như Hỏa cư sĩ bên người hiển hiện. Đã dám cái thứ nhất tới khiêu chiến bá tống, hắn tự nhiên xâm nhập nghiên cứu qua lai lịch của đối phương. Đặc biệt là bá tống chiêu bài năng lực mang thai ngưng thị, càng là không thể không phòng đại chiêu.